tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 196, may mắn như vậy cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Quỷ tướng trên trời vẫn giữ nguyên tư thế giờ đao chỉ xuống thôn, thân thể run lên, bộ dạng kia non vô cùng uy mãnh khi phách, nhưng mà trước mắt một cái, thuộc hạ và đàn em của hắn đã bị hút hết vào hố đen là sao? Quỷ tướng ngây ra một lúc, sau đó hắn cưỡi trên mây đen, vội vàng chạy thục mạng. Gặp phải cao nhân mất rồi có thể thu phục toàn bộ quỷ binh của hắn trong trước mắt thế này, phải chạy gấp thôi. Ha ha ha, tam nhật sư huynh cười ha hả thu cây cờ màu đen trong tay lại. Còn những người dân ở khu La Tín bên dưới chỉ cảm thấy trong một thoáng, dường như toàn thân lạnh run lên, sau đó lại lập tức ấm áp trở lại. Thôn dân đều không hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Thư hàng, đi thôi sau khi tam nhật sư huynh thu hồi lá cờ màu đen kia lại thì thuận tay sách tống thư hàng theo, phi kiếm đáp xuống hóa thành độn quang, hai người cưỡi trên phi kiếm, nhanh chóng đuổi theo quỷ tướng. Đương nhiên là tam nhật sư huynh cố ý tha con quỷ tướng kia. Nhưng nếu như để nó chạy mất thì biết đi đâu mà tìm ổ của nó. Làm sao một lưới hốt trọn ổ toàn bộ oán quỷ, quỷ binh và quỷ tướng đây? Chỉ số thông minh của con quỷ tướng đang bay ở phía trước cũng thấp thấy thương luôn. Đành chịu vậy, mặc dù quỷ tướng đã có lại một phần ký ức của lúc còn sống cũng có được thần trí nhất định nhưng chỉ số thông minh của chúng thì vẫn còn thấp lắm chỉ khi nào nó có thể thăng lên một cấp biến thành quỷ soái thì mới có thể đỡ hơn cho nên con quỷ tướng kia thậm chí không hề nghĩ tới khả năng là người ta cố ý thả cho nó bỏ chạy bây giờ trong đầu của nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi đấy chính là trốn trốn về ổ của mình hai đàn anh của nó đang ở đó lại có thêm rất nhiều quỷ binh và oán quỷ, nói không chừng có thể bảo vệ được mạng sống. Nó vội vàng chạy chối chết, tam nhật sư huynh thì che giấu thân thể, cưỡi phi kiếm thoải mái đuổi theo phía sau quỷ tướng. Audio điện tử võ tấn bền Con quỷ tướng kia nhanh chóng bay tới khu nghĩa địa công cộng ở sau núi khu La Tín. Của nhiên là nơi này sao? Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng lên, đây chính là nghĩ địa công cộng mà ông ngoại của thổ ba đã từng nhìn thấy quỷ ảnh đây mà có lẽ nơi này chính là ổ của đám quỷ tướng kia thuận lợi thật đấy tam nhật sư huynh mỉm cười mở miệng nói đúng đó thật sự vô cùng thuận lợi mà sao mấy câu này nghe quen quen thế nhỉ trong lúc nói chuyện con quỷ tướng phía trước đã nhào vào trong lòng đất giống hệt như khi người bình thường nhảy vào trong hồ nước vậy thân thể của nó xuyên qua phần mộ trực tiếp tiến vào sâu bên dưới lòng đất quỷ vật không bị giới hạn bởi vật chất, có thể trực tiếp đi xuyên qua tường như chơi. Tam Nhật Sư Huynh, chúng ta vào kiểu gì đây? Tống Thư Hàng ngây ra rồi hỏi. Ha ha, vào làm gì? Trong mắt của Tam Nhật Sư Huynh phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng một ấn ký thần bí xuất hiện trong mắt của hắn. Nhãn khiếu thiên phú, thiên nhãn thông. Đây là loại nhãn khiếu thiên phú tốt hơn hẳn so với loại cao thủ thị giác của Tống Thư Hàng, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ thật đấy có thiên nhãn thông ở đây mộ phần cũng được lòng đất cũng thế không thể nào che được ánh mắt của tam nhật sư huynh thấy rồi kẻ xây dựng nên nơi này đúng là cực kỳ xảo trá tam nhật sư huynh cười to dẫn theo tống thư hàng ngựa kiếm bay tiếp về phía trước cuối cùng đáp xuống trước một vách núi sau khi con quỷ tướng kia trốn vào bên trong mộ xong thì men theo một lối đi thật dài chạy thẳng đến bên trong vách núi này trong lòng núi đã sớm bị người ta âm thầm khoét rỗng trên vách núi đá có một cánh cửa ngầm, bất quá, tam nhật sư huynh không rảnh để nghiên cứu cách mở cửa. Hắn chỉ giơ tay đánh một trường về chỗ cánh cửa kia. Chỉ là một trường bình thường, nhưng chân nguyên bên trong cơ thể lại tuôn ra ảo ạt. Âm, um, một trường đánh xuống, cánh cửa kia sụp đổ âm um âm. Um. Bên trong vách núi có một khoảng không rất lớn, cùng với quỷ vật chất trồng kín cả không gian. Lúc này, con quỷ tướng vừa mới trốn về tới nơi, mặt mày hãy còn hoảng hốt khôn cùng, đang kể cho hai con quỷ tướng khác cường đại hơn nghe chuyện nó gặp phải cao nhân tu sĩ ở trong thôn đột nhiên cánh cửa đá bị đánh vỡ con quỷ tướng vừa mới trốn về kia giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy tam nhật sư huynh lập tức sợ hết hồn là hắn đại ca chính là tên tu sĩ nhân loại này con quỷ tướng kia lập tức kêu to đừng sợ cùng nhau xông lên con quỷ tướng cầm đầu đứng dậy tức giận gầm to con quỷ tướng này đã gần bước vào cảnh giới quỷ soái Vô cùng xảo trá. Nó đứng một bên chỉ huy đám quỷ binh lao về phía Tam Nhật Sư huynh và Tống thư hàng, còn nó thì lại lén lút lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy. Ha ha ha, trốn đằng nào. Tam Nhật Sư huynh lại rút lá cờ màu đen kia ra, phất cờ một cái, biến thành hố đen. Bên trong hố đen kia sinh ra sức hút cực lớn, toàn bộ quỷ vật trong nơi này đều bị nó hút bay lên, con quỷ tướng cũng kêu thảm bị hút vào bên trong hố đen. Đợi tới lúc Tam Nhật sư huynh đã thu hồi lá cờ đen lại thì trong nơi này đã sạch bóng quỷ hồn, không còn lấy một con. Bắt được một mẻ lớn rồi, Tam Nhật sư huynh cảm thấy vô cùng hài lòng, tâm trạng cực tốt. Tống thư hàng chớp mắt nhìn quanh, nơi này là tổng bộ của tổ chức của tên đàn chủ kia. Nhưng bây giờ tổ chức này rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ, chìm sâu vào dòng lịch sử minh mông. Thiện ác sau cùng đều có báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng, lát nữa phải lên nhóm nói cho phủ chủ thất sinh phù biết là tổ chức này đã hoàn toàn sụp đổ mới được. Xem như hoàn thành được một lời thề của phủ chủ khi còn trẻ rồi. Ồ, Thư Hàng ngươi biết đây là đâu à? Tam Nhật Sư Huynh Nhi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, trước kia tổ chức này có chút ân oán với ta, bất quá bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Tống Thư Hàng cười nói, tâm trạng vô cùng tốt. Ngươi đến đây là vì để đối phó với tổ chức này à? Tam Nhật Sư Huynh hỏi. Đúng vậy, bất quá, tất cả thành viên trong tổ chức này đều bị lũ quỷ tướng và oán quỷ kia giết sạch rồi. Ta vốn còn vài chuyện muốn hỏi bọn chúng. Tống Thư Hàng thở dài, lại nói tiếp tổ chức này từng đi khắp nơi hủy diệt vô số thôn làng, dùng người sống tế ra oán quỷ. Nhưng bây giờ bọn chúng lại bỏ mạng trong tay oán quỷ. Xem như gieo gió gặt bão. Tam Nhật Sư Huynh gật đầu, rồi nói, nếu như nơi này từng là căn cứ của một thế lực nhỏ thì thư hàng ngươi cứ tìm thử xem, nói không chừng sẽ có được thu hoạch bất ngờ đấy. Chỉ cần là một tổ chức tu sĩ thì dù nhỏ đến đâu đi nữa, kiểu gì cũng sẽ cất giữ chút bảo vật chứ. Tống thư hàng giật mình ngộ ra, lúc hắn giết chết đàn chủ từng lấy được một pha ly bảo vật, còn nơi này lại là tổng bộ của đàn chủ, chắc là sẽ có nhiều bảo vật hơn mới đúng chứ. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Tam Nhật sư huynh lại mở Thiên Phú Thiên Nhãn Thông của mình ra, ánh mắt quét ngang, tìm tòi khắp nơi này. Nhờ có Tam Nhật sư huynh giúp đỡ, Tống thư hàng nhanh chóng moi sạch toàn bộ đồ trong này ra. Đầu tiên là một chiếc vali lớn chứa đầy tiền, bên trong có chừng 3 triệu tiền mặt. Với tính chất tổ chức của đàn chủ thì hắn nhất định sẽ không thể gửi quá nhiều tiền vào trong ngân hàng, cơ bản đều dùng tiền mặt mà thôi. Đàn chủ vốn có những mấy tỷ tiền mặt, còn có vô số đá quý, vàng bạc nhưng sau khi hắn chết thì đám thuộc hạ trong tổ chức đều chia chắc hết cả rồi. 3 triệu này là số dư do bọn họ để lại đặng còn lo liệu chi tiêu bình thường trong tổng bộ. Tiếp theo là một hộp nhỏ chứa đầy hạt trâu nhỏ màu đen, bên trên chứa đầy quỷ khí nồng đậm. Đây là cái gì đây? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi, đây nhất định không phải là chân trâu đen rồi. Tam Nhật Sư Huynh nhìn một cái rồi cười nói, thứ này là hồn trâu do quỷ hồn để lại sau khi chết ngoại trừ quỷ tu ra thì không có ai đi thu thập thứ này cả, không xài được. Tống Thư Hàng gật đầu, thế nó là thứ vô dụng chứ gì? Hắn mới nghĩ thế thì linh quỷ trong tâm khiếu lại truyền tới một tin nhắn mơ hồ, đồ ăn. Đồ ăn, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới cảnh tượng khi linh quỷ nuốt chừng mảnh vỡ của quỷ tướng, chẳng lẽ hồn châu này cũng có thể cho linh quỷ dùng được à? Thế thì xem ra hộp hồn châu này cũng không thể xem như đồ bỏ được. Cuối cùng, là một đống dược liệu lúc Tống Thư Hàng nhìn thấy đống dược liệu này thì cứ thấy quen quen thế nào ấy. Ồ, đây là dược liệu dùng để luyện chế khí huyết đan sao. Tống Thư Hàng kinh ngạc bật thốt, tất cả dược tài mà Bạch Tiền Bối viết ra cho hắn đều ở đây cả. Xem ra dược sư Tiền Bối đã dạy cho người khá nhiều thứ đấy. Mấy thứ này đúng là dược liệu dùng để luyện chế khí huyết đan. Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả nói. Sư Huynh, ta đang cần số dược liệu này, ta có thể lấy nhiều một chút được không? tống thư hàng mặt dày hỏi thẳng chuẩn bị chia chác số chiến lợi phẩm này với tam nhật sư huynh ha 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 không cần đâu số này ngươi cứ lấy hết đi tam nhật sư huynh vỗ mạnh lên vai của tống thư hàng nói ta căn bản không cần tiền hồn châu cũng không thể dùng được khí huyết đan thì ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi nếu như ngươi đã cần mấy thứ này thì cứ lấy đi đừng khách khí với ta ngò ai ra lần này ta có thể bắt được nhiều oán quỷ quỷ binh và quỷ tướng như thế đã hơn hẳn so với dự liệu của ta, bây giờ ta đang cảm thấy thỏa mãn lắm rồi đây. Tống Thư Hàng mặt dày gật đầu, nếu thế thì ta sẽ không khách khí với sư huynh ngươi. Bây giờ hắn thật sự rất cần những thứ này, cho nên không thể ngại được. Lỡ như hắn mà còn bày đặt ngại ngùng đẩy đưa nữa, tam nhật sư huynh không tiện từ chối, đành phải nhận một phần dược liệu thì Tống Thư Hàng sẽ khóc hết nước mắt mất thôi. Nhờ có sư huynh trợ giúp, hắn gói hết đống dược liệu này lại, lại xách hộp hồn châu và chiếc vali tiền mặt kia lên. Tam Nhật sư huynh cười nói, chúng ta đi khỏi nơi này thôi. Mặc dù quỷ vật đã bị tiêu diệt hết rồi, nhưng nơi này vẫn cứ khiến người ta cảm thấy lạnh người, khó chịu quá đi mất. Nói xong, hắn nhảy lên độn quang, lại mang theo Tống thư hàng bay khỏi nơi này, quay lại khu La Tín. Tống thư hàng nhìn vali và gói đồ to thật to trong tay. Hôm nay mình đúng là số đỏ không chỉ thuận lợi giải quyết mối họa thuộc hạ của đàn chủ, lại còn lấy được một mớ dược liệu cần thiết để luyện khí huyết đan mà bạch tiền bối cần nữa. May mắn cỡ này đúng là nghịch thiên mà. Nhưng, vì sao hôm nay mình số đỏ như thế nhưng cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? Là mình quên mất chuyện gì sao? Lúc này, trên không trung cảnh mạch đà chủ cắn răng đi về phía khu la tín ở thành phố Di. Ở bên cạnh hắn còn có một người đàn ông mặt mày hống hách cưới một cái hồ lô, đây là trợ thủ mà cảnh mạch đà chủ tìm tới giúp đỡ mình. Là một vị tán tu có tu vi tứ phẩm. Vất vả lắm mới có dịp thư sơn áp lực đại rời khỏi vị tiền bối ở cạnh hắn. Lần này, cảnh mạch đà chủ thề, nhất định phải bắt cho bằng được tên thư sơn áp lực đại này, cướp lấy huyết thần toàn. Vị tán tu bên cạnh hắn là một người bạn hiếm hoi của cảnh mạch đà chủ, lần này cũng vừa mới xuất quan xong, rảnh rỗi không có gì làm nên mới đi theo cảnh mạch đà chủ chơi chương 197, là thiên tai hay là nhân hỏa? Vị nam tử mặt mày kiêu ngạo cưới hồ lô này có đạo hiệu là bán hồ đạo nhân, là một tán tu, có thể leo lên được đến tu vi tứ phẩm thế này cũng rất hiếm có. Bán hồ đạo nhân biết rõ sự khó khăn khi làm tán tu, không có môn phái chống lưng, càng về sau này thì tài nguyên cần thiết cho tu luyện lại càng nhiều, một mình hắn cảm giác như gánh nặng càng lúc càng lớn. Nên hắn mới nghĩ hết cách để kết giao với cảnh mạch đà chủ, quá trình trở thành bạn tốt của cảnh mạch đà chủ thật sự là đầy những ký ức đau thương. Với cái tính cách như ôm 100 thùng thuốc nổ như cảnh mạch đà chủ, không ai biết hắn sẽ nổi điên ra tay đánh người vào lúc nào. Vì có thể bồi đắp tình bạn với cảnh mạch đà chủ, bán hồ đạo nhân đã nghiên cứu ra được phải làm thế nào là đủ. Vừa phải để cho cảnh mạch đà chủ đánh sướng tay, vừa phải phản kháng lại, thể hiện ra được giá trị vũ lực của mình, chứng tỏ mình không phải là kẻ yếu. Cho nên, mỗi lần cảnh mạch đà chủ lên cơn điên, hắn phải đại chiến với cảnh mạch đà chủ mấy trăm hiệp, sau đó dần dần thể hiện ra cảnh tượng thực lực của bản thân chống đỡ không nổi nên bị đánh ngã. Cảnh này hắn phải diễn những mấy chục lần, thật tình hắn cũng vất vả lắm đấy chứ. Cũng may, sự cố gắng của hắn rốt cuộc cũng được hồi báo, hắn rốt cuộc cũng trở thành bạn tốt của cảnh mạch đà chủ. Cũng vì tính cách như thùng thuốc nổ của mình mà trước nay cảnh mạch đà chủ rất khó có bạn bè, cho nên cực kỳ quý trọng người bạn này. Tuy rằng những lúc nổi điên hắn vẫn đè đầu bán hồ đạo nhân ra đánh như thường. Nhưng may mắn chính là cảnh mạch đà chủ vẫn luôn nhớ tới người bạn duy nhất này của mình. Nhờ ăn theo quan hệ với cảnh mạch đà chủ, cho nên bán hồ đạo nhân cũng nhận được không ít chỗ tốt từ vô cực ma tông. Bây giờ, chỉ chờ sau khi hắn tấn thăng lên thành linh hoàng ngũ phẩm thì sẽ có cơ hội gia nhập vô cực ma tông, thậm chí còn có thể trở thành đà chủ một phân bộ. Mà lần này bán hồ đạo nhân quyết định đi theo cũng là vì muốn giúp đỡ cảnh mạch đà chủ, thắt chặt tình hữu nghị của hai người bọn họ. Chấm. Tam Nhật Sư Huynh đưa Tống Thư Hàng về một góc tối vắng người trong thôn, sau đó thả hắn xuống. Thư Hàng, ta phải đi trước đây, thu hoạch được nhiều linh quỷ như thế, ta đang nôn nao muốn chơi lớn một trận đây. Tam Nhật Sư Huynh cười nói với Tống Thư Hàng. Chúc Sư Huynh sớm ngày thành công, Tống Thư Hàng mỉm cười vẫy tay. Tam Nhật Sư Huynh chắp hai tay thi lễ với Tống Thư Hàng. Sau đó cưới độn quang bay lên không cái vèo rồi biến mất. Tống Thư Hàng xách vali với cái bao lớn đi lưỡng thững về nhà của ông ngoại thổ ba. Những lúc như thế này, nếu như có một chiếc không gian giới chỉ hay túi chữ vật gì đó thì tốt quá. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi, phải biết là Dược Sư từng nói dù moi hết tài sản của hắn cộng lại cũng không đổi nổi một chiếc không gian giới chỉ trừ phi mình ăn may dữ lắm không thì đừng có mơ tới loại trang bị cao cấp như thế dù sao thì mình cũng không phải bạch tiền bối muốn cái gì là có cái đó sau khi quay lại nhà của ông nội thổ ba xong tống thư hàng đặt cái vali tiền và bọc dược liệu ở trong cốp xe trước chỉ là cốp xe rất nhỏ bỏ mấy thứ kia vào không tiện chút nào ôi biết trước thì mình nên nhờ tam nhật sư huynh dùng ảo thuật che giấu mấy thứ này trước mới đúng hay là lái chiếc xe to hơn tới cũng được nữa hy vọng bỏ mấy thứ này trong cốp xe đừng có xảy ra vấn đề gì. Sau khi khóa kỹ lại, Tống Thư Hàng chuẩn bị vào nhà. Lúc này, thổ ba, ông ngoại cậu ta và Lý Dương Đức cầm theo mấy cái giỏ đi ra từ trong nhà. Ô, Thư Hàng mày về rồi đấy à, lâm thổ ba nhìn thấy Tống Thư Hàng thì cười tô tuét, tao còn đang định gọi điện cho mày đây, mọi người đang bàn chuẩn bị lên núi hái dương mai đấy, mày đi cùng không? Được, đi thôi, Tống Thư Hàng cười nói có cần thay đồ không? Trên núi nhiều côn trùng lắm đấy. Lâm thổ ba hỏi, không cần đâu, tao cũng không ẻo uột như thế. Tống thư hàng cười hắc hắc, hắn còn đang đeo phong hồn băng trâu trên người đây. Côn trùng bình thường căn bản không dám tới gần hắn, nếu có con nào chán sống nhào lên thì sẽ bị hàn ý trên phong hồn băng trâu giết chết ngay. Thế chúng ta đi thôi. Lâm Thổ Ba và Lý Dương Đức hớn hở lên trước mở đường, Tống Thư Hàng thì đi theo sau lưng bọn họ còn ông ngoại của thổ ba thì đi được một lúc mới cố ý đi chậm lại để đi song song với tống thư hàng vẻ mặt của ông như thể muốn nói gì đó a à, công có chuyện gì muốn nói với cháu sao tống thư hàng mỉm cười hỏi ông thư hàng ông chỉ muốn hỏi thử cháu có thân với cô bé đi cùng lần trước không lúc nào thì dắt cô bé ấy đến chơi nữa nhé ông ngoại của thổ ba cố gắng khiến cho giọng nói của mình tự nhiên một chút tống thư hàng chớp mắt dạc cô nàng kia gần đây có việc bận ạ thậm chí còn không có thời gian ra ngoài luôn. Nếu như mời cô nàng Vũ Nhu tử kia ra ngoài chơi thì cô ấy nhất định sẽ giơ hai tay hân hoan đồng ý. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn đang cố gắng đồng bộ với linh quỷ nên vẫn còn bế quan. Ông ngoại của thổ ba xiêu xuống, thất vọng thở dài. Một lát sau, ông lại hỏi, "Thư hàng này, cháu có cách gì liên lạc với cô bé ấy không? Kể lại chuyện trong thôn cho cô bé ấy nghe rồi nhờ cô bé ấy chỉ cách cho chúng ta từ xa thử xem." chủ yếu là người trong thôn thật sự hết cách mất rồi, điều tra kiểu gì cũng không ra nguyên nhân gây bệnh, thêm mấy chuyện quỷ dị xảy ra trong thôn nữa, khiến cho lòng người hoang mang. Mấy người vốn chẳng tin chuyện ma quỷ mà giờ ai cũng thấy sợ run người. Thư hàng lắc đầu, bởi vì chuyện này không quan trọng nữa, đám quỷ quái trong thôn đã bị giải quyết xong cả rồi. Ông ngoại thổ ba thất vọng thở dài, cuối cùng, ông nhìn tống thư hàng nói, thư hàng à, cháu có cách gì giải quyết chuyện trong thôn này không? A à công à, cháu không giành cái này, tống thư hàng đáp. Thổ ba đã thất vọng hoàn toàn. Tống thư hàng cảm thấy không nỡ, nên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Nhưng mà, A à công, biết đâu căn bệnh kia chỉ là tạm thời thì sao ạ? À? Có khi mấy ngày nữa thì sẽ khỏi ngay ấy mà." Mấy ngày nữa sẽ khỏi? Ông ngoại của Thổ ba ngẩn ra. Ông ngoại của Thổ ba đột nhiên nhớ đến mới khi nãy, trong người đột nhiên phát lạnh, nhưng lại khỏi ngay, nên lòng ông lập tức ôm chút hy vọng ông khẽ gật đầu mong là thế một lúc sau ông lại nhỏ giọng hỏi thư hàng này liệu trên đời này có quỷ thật không hả cháu tin thì có không tin thì không ạ à, tống thư hàng trả lời hắn không muốn khiến ông ngoại của thổ ba nghĩ đến hướng giới tu sĩ nên đương nhiên không thể để lộ ra quá nhiều chuyện về giới tu sĩ tránh kéo ông vào rắc rối mặc kệ có hay không nhưng sau khi nghe thấy cháu nói thế ông đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi ông ngoại của thổ ba cười lớn nói sau đó ông ngoại thổ ba dắt ba thằng nhãi con đi vào trong rừng dương mai của ông có lẽ nhờ mấy câu an ủi của tống thư hàng phát huy tác dụng nên ông ngoại thổ ba cảm thấy tình trạng suy yếu trong người đã đỡ hơn rất nhiều cả người cũng trở nên hăng hái hơn hẳn cuối cùng bốn người thu hoạch đầy ắp quay về chấm lúc đêm khuya sau khi tống thư hàng minh tưởng xong thì đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về bầu trời đầy sao bên ngoài bên ngoài rất yên tĩnh chỉ có vài căn nhà hãy còn sáng đèn. Nơi này cách nội thành rất xa, nên không ồn ào, đèn đuốc sáng trưng như nơi thành phố, yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Không ngủ được rồi, Tống Thư Hàng thở dài, cầm một bản danh sách ra. Bên dưới danh sách, Bạch Tiền Bối có nhắn với hắn, Thư Hàng tiểu hữu chúc chuyến đi này của người có thể thuận lợi. Đồng thời cũng chúc người có thể tìm được dược liệu luyện chế khí huyết đan. Trong lúc hắn đang minh tưởng, nghĩ tới thu hoạch hôm nay của mình, Đột nhiên nhớ đến lời chúc này của Bạch Tiền Bối. Giống như những gì Bạch Tiền Bối đã chúc, chuyến đi lần này thuận lợi tới mức khiến người ta không dám tin. Đúng thật là cần gì thì có đó. Lúc hắn cần giúp đỡ thì Tam Nhật Sư huynh lại đến nơi, giúp hắn bắt hết oán quỷ, lúc cần công pháp thì Tam Nhật Sư huynh lại tặng hắn công pháp giúp luyện thể. Đồng thời, cũng giống hệt như lời nhắn của Bạch Tiền Bối, hắn thuận lợi tìm được số dược liệu luyện chế khí huyết đan, số lượng cũng khá nhiều ngẫm lại thì có khi nào hôm nay mình may mắn như thế là nhờ vào lời chúc của bạch tiền bối không nhỉ lẽ nào vận khí của bạch tiền bối không chỉ hạn chế ở bản thân của hắn thôi còn có thể ảnh hưởng đến người khác nữa à nếu như thật sự là nhờ lời chúc của bạch tiền bối thì hắn phải cẩn thận mới được vận may của bạch tiền bối là điển hình của kiểu tìm phú quý trong nguy hiểm bây giờ phú quý đã tới tay rồi thế nguy hiểm đang ở đâu đây là thiên tai à kiểu như đột nhiên có thiên thạch lao xuống từ trên trời, nện hắn nằm thẳng cẳng lúc đang ngủ. Hay là nhân họa đây, ví như đột nhiên có tu sĩ cường đại đánh nhau xong tự nhiên kéo theo hắn vào, làm hắn ăn đạn lạc nằm ngay đơ. Càng nghĩ thì hắn càng thấy không đúng. Cứ cảm giác như có một cổ nguy cơ đang đến gần hắn vậy. Thời gian trôi qua, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, khiến hắn không cách nào bình tĩnh lại được nếu như thật sự có nguy hiểm thì mình không thể làm liên lụy đến gia đình ông ngoại của thổ ba được. Mỗi vị tu sĩ đều phải tin vào trực giác nguy cơ của mình, thà tin là có, chứ không thể tin là không. Tống Thư Hàng nghĩ tới nghĩ lui, nên đặt chìa khóa lên bàn trước. Sau đó hắn thu hồi danh sách kia. Rồi hắn lại nhét hết mấy thứ như bảo phù, phi kiếm bản xài một lần, bảo đao bá toái, lông chó của đậu đậu lên người. Hắn đẩy nhẹ cửa sổ ra, vận chuyển thân pháp quân tử vạn lý hành, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất trong bóng đêm. Sau khi đáp xuống, hắn đi thẳng một đường đến gần căn cứ cũ của đàn chủ. Ở nơi đó khá rộng rãi, lại giữa lưng vào bãi tha ma, nên buổi tối cũng không có ai đến. Nếu như thật sự có thiên thạch giáng xuống từ trên trời thì cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất cho thôn bên kia. Còn nếu như là tu sĩ chiến đấu thì đây cũng là một nơi tốt. Trong lúc suy nghĩ, cảm giác nguy cơ trong lòng tống thư hàng lại càng nặng nề hơn một tay tống thư hàng cầm lông chó của đậu đậu và giáp phù một tay thì cầm kiếm phù cảnh giác nhìn quanh khắp nơi và cả bầu trời trên bầu trời quả thật có thứ gì đó đang lao nhanh về phía hắn bất quá đây không phải thiên thạch đó là một cái hồ lô màu đỏ khổng lồ phát ra ánh sáng của pháp khí xem ra là nhân họa rồi nhỉ giáp tống thư hàng lập tức kích hoạt giáp phù một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ toàn thân hắn. Đồng thời, không cần hắn kích hoạt, lông của Đậu Đậu giống như có linh tính, bay ra khỏi bàn tay hắn, phình to ra. Nháy mắt, cọng lông đã biến thành một con chó Bắc Kinh to lớn uy vũ. Đúng là bộ dạng của Đậu Đậu, chỉ là con đại kinh ba này yếu hơn một chút, chắc là một dạng phân thân của Đậu Đậu. Chương 198, phi kiếm xài một lần, phóng ra xem ra đúng là lời chúc của bạch tiền bối sẽ có di chứng về sau keng trên không trung hóa thân của đậu đậu bay lên trời đánh một cú về phía cái hồ lô màu đỏ kia hồ lô khổng lồ lập tức bị đánh bay ra ngoài xoay tròn mấy cái bay lên trời lại gâu hóa thân của đậu đậu vô cùng uy vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về không trung ở nơi đó có hai đạo thân ảnh đang ẩn mình trong bóng tối sau khi cái hồ lô màu đỏ bị đánh bay ra thì nó quay về dưới chân của gã nam tử mặt mày kiêu ngạo kia. Một đạo thân ảnh khác thì là một gã nam tử có mái tóc màu bạc chỉa thẳng lên như con nhím, trong mắt thì có lôi mang lóe lên. Đây đúng là cảnh mạch đà chủ và bản tốt bán hồ đạo nhân của hắn, hai tên lạnh lùng nhìn về phía tống thư hàng và hóa thân của đậu đậu. Ô, cư nhiên vẫn còn yêu thú hộ thân à, bán hồ đạo nhân nói với vẻ hơi kinh ngạc. Hơn nữa từ khí thế mà xem thì con yêu thú này ít nhất cũng phải có tu vi tứ phẩm. Bên cạnh của tên nhóc chỉ có tu vi nhất phẩm bên dưới thế mà lại có yêu thú cường đại cỡ này à? Không phải tên nhóc này là con riêng của vị trưởng môn của môn phái lớn nào đó đấy chứ? Hừ, nếu như thật sự là một con yêu thú thì có lẽ sẽ bảo vệ được hắn. Nhưng con yêu thú bên dưới không phải bản thể mà chỉ là phân thân mà thôi, căn bản không thể duy trì được bao lâu. Cảnh Mạch Đà chủ lạnh lùng nói hắn đứng im trong hư không, dưới chân có một luồng khói, có vẻ như là một loại pháp khí phi hành. Nhưng lúc hắn bay đến đây rõ ràng là ngựa kiếm phi hành. Phi kiếm vốn ở dưới chân hắn lúc này lại phát động đánh lén. Keng! Trên người tống thư hàng phát ra tia lửa dữ dội, một thanh phi kiếm màu đen âm hiểm hiện thân giữa không trung chém lên trên hộ thuẫn giáp phù của hắn. Chỉ một chiêu thôi đã đánh vỡ hộ thuẫn của giáp phù. Hộ thuẫn của giáp phù này là bùa hộ mệnh có thể ngăn được một chiêu toàn lực của tu sĩ tam phẩm, thế mà lại bị một kiếm chém tan. Tống Thư Hàng chợt hiểu ra, đối phương là tu sĩ tứ phẩm. Có cần phải tới vậy không trời, ta chỉ là một tu sĩ nho nhỏ non trẹt nhất phẩm mà thôi. Không thể sắp xếp một kẻ thù có cảnh giới tương đương để ta còn được dịp luận bàn cho đàng hoàng được à. Cha, trên người tên này đúng là có không ít bảo vật đây mà. Nhưng cũng vô dụng mà thôi cho dù người có bao nhiêu bảo vật đi nữa thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Cảnh Mạch Đà chủ lạnh lùng nói, hắn siết chặt lòng bàn tay. Phi kiếm màu đen kia lại chém về phía sau lưng của Tống Thư Hàng, tốc độ cực kỳ nhanh. Phi kiếm chính là thuật lấy thủ cấp kẻ thù ngoài ngàn dặm. Giáp phù trên người Tống Thư Hàng đã bị phá, tờ giáp phù thứ hai còn chưa kịp kích hoạt thì kiếm này đã sắp chém đến nơi rồi. Vèo, phân thân của Đậu Đậu trên không lóe lên một cái nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 20 mét. Sau đó nó giờ vuốt lên vỗ mạch, đánh trúng thanh phi kiếm màu đen này. Cũng giống hệt như cái hồ lô màu đỏ kia, thanh phi kiếm màu đen cũng bị đánh văng ra, quay lại dưới chân của cảnh mạch đà chủ. Con yêu thú này không phải loại tầm thường, bán hồ đạo nhân trầm giọng nói, khi nãy chỉ nháy mắt mà nó đã vượt qua khoảng cách hơn 20 mét, tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm. Không sao cả, thực lực của nó chỉ chừng tứ phẩm, để ta cản nó người mau bắt tên tiểu quỷ kia đi cảnh mạch đà chủ cười lạnh lôi quang trong mắt lóe lên hắn lại vận chuyển thanh phi kiếm màu đen kia lần nữa lần này mục tiêu của nó đã đổi hướng sang hóa thân của đậu đậu không cho nó có cơ hội quay lại cứu viện cho tống thư hàng bán hồ đạo nhân khẽ gật đầu vận chuyển hồ lô bay lên lần này hắn không định dùng hồ lô để đè tống thư hàng nữa mà mở nút hồ lô ra thu hắn vừa dứt lời thì trong hồ lô đột nhiên sinh ra một lực hút cực mạnh kéo thân thể của tống thư hàng lên một thân bản lĩnh của bán hồ đạo nhân phần lớn đều nằm trên cái hồ lô màu đỏ này cái hồ lô này có được rất nhiều chức năng thần kỳ gâu hóa thân của đậu đậu ở trên không kêu to một tiếng nhảy xuống định quay lại cứu giúp tống thư hàng đừng hòng cảnh mạch đà chủ cười lớn rút kiếm chặn ở trước mặt hóa thân của đậu đậu một chuỗi kiếm quang hạ xuống tuy rằng hắn có phần xấu tính nhưng thực lực thì không tồi chút nào. Một chuỗi kiếm quang này bao vây lấy hóa thân của đậu đậu, bám giết lấy nó, không cho nó có cơ hội thể hiện tốc độ kinh người của mình. Hóa thân của đậu đậu không thể nào quay về cứu viện Tống Thư Hàng, tức giận quay đầu lại chiến đấu với cảnh mạch đà chủ. Lúc này, thân thể của Tống Thư Hàng đã bị cái hồ lô kia hút bay lên. Kẻ dùng hồ lô này cũng là tu sĩ tứ phẩm sao. Nếu đã như thế thì đến lúc phải dùng bảo vật này rồi. Tống Thư Hàng vói tay về phía eo, rút cây phi kiếm hàng xài một lần ra nắm chặt trong tay. Cơ hội chỉ có một, phải xem hiệu quả của thứ mà Bạch Tiền bối cho hắn để phòng thân như thế nào đã. Nếu như cũng vô dụng thì hắn chỉ có thể kích hoạt vạn lý phi độn thuật ở trên người mà thôi. Thân thể của hắn bị hút bay lên giữa không chung, Tống Thư Hàng cầm công tắc phóng phi kiếm bản 013 ra, dốc toàn lực thôi động khí huyết trong tâm khiếu và nhãn khiếu của mình, rót vào bên trong công tắc phóng phi kiếm nháy mắt công tác phóng phi kiếm dường như đã cộng minh với tống thư hàng sau đó trong ốc mắt của tống thư hàng đột nhiên xuất hiện một ống kính nhắm sao cái ống kính này nhìn quen quen thế nhỉ bạch tiền bối từ khi người xuất quan đến nay bắt đầu mày mò máy tính thì đã tìm hiểu mấy thứ gì không thế này mà lúc này bán hồ đạo nhân đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác tim đập dồn dập mà loại cảm giác này lại đến từ trên người tên nhóc con nhất phẩm sắp sửa bị mình hút vào bên trong hồ lô Thu thu thu, bán hồ đạo nhân lập tức phát chân nguyên nhiều hơn, điên cuồng thôi động cái hồ lô đỏ của mình. Thân là tán tu, giác quan thứ sáu của hắn cực nhạy. Tuy rằng không rõ vì sao tên nhóc kia lại có thể khiến tim của hắn đập nhanh như thế, nhưng hắn phải nhanh chóng thu tên nhóc này vào trong hồ lô mới được. Bắn, Tống Thư Hàng dùng sức ấn mạnh lên cái nút của công tác phóng phi kiếm. Đồng thời, hắn ngưng tụ tinh thần lực đến hình xăm trên cổ tay, lỡ như có chuyện gì thì phải chuẩn bị bỏ chạy vèo, phi kiếm bản dùng một lần bay ra ngoài. Nếu như tốc độ của cái cây phi kiếm màu đen mà cảnh mạch đà chủ dùng khi nãy ngang với tốc độ của siêu xe, thì tốc độ của thanh phi kiếm dùng một lần mà tống thư hàng bắn ra này phải có tốc độ của máy bay siêu âm. Kiếm quang lóe lên, bán hồ đạo nhân mở to hai mắt, hắn nhìn thấy có một vệt sáng mỏng bắn tới. Hắn muốn trốn tránh, nhưng mặc kệ hắn lách mình né tránh kiểu gì, đều không thể tránh thoát được vệt sáng này khóa chặt vị trí của hắn trong lúc cấp bách hắn đành phải dừng động tác hút tống thư hàng vào trong hồ lô hắn điều khiển hồ lô bay lên định dùng nó chắn trước mặt mình nhưng hồ lô trong tay hắn còn chưa kịp di chuyển thì vệt sáng mỏng kia đã cắm vào trong cơ thể của hắn tốc độ này cực kỳ nhanh nhanh tới mức không ai kịp né tránh một kiếm xuyên tim đồng thời kiếm ý trên thân kiếm bắn ra trực tiếp cắt đứt sinh cơ của bán hồ đạo nhân trong mắt của bán hồ đạo nhân chỉ còn vẻ không dám tin đầu rũ xuống, tắt thở ngay lập tức. Sau khi phi kiếm dùng một lần đâm xuyên qua người của bán hồ đạo nhân xong thì vẫn không hề ngừng lại, nó cứ mang theo thi thể của bán hồ đạo nhân bay thẳng lên trời. Bay hoài bay mãi, cuối cùng biến mất tâm không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì thi thể của bán hồ đạo nhân sẽ bị đưa vào nơi sâu trong vũ trụ. Dù sao thì mục đích của bạch tiền bối khi tạo ra phi kiếm dùng một lần này chính là để hủy thi diệt tích mà chỉ tiếc một điều là cái hồ lô của hắn cũng là một bảo bối không tệ. Cái hồ lô này rõ ràng không phải do bán hồ đạo nhân luyện chế, chắc là bảo vật hắn tìm được trong di tích thượng cổ nào đó chăng? Cũng không biết sau khi cái hồ lô này bay vào vũ trụ thì sẽ có kỳ ngộ gì đây nữa? Là bị mưa thiên thạch đâm vỡ nát, hay là bị hằng tinh nào đó hòa tan, hay là tiếp tục nằm trong vũ trụ đợi người có duyên tiếp theo của nó? Sau khi mất đi lực hút của hồ lô, Tống Thư Hàng mới rơi xuống từ trên không hắn bị rơi dập mặt xuống đất, đau tới mức nhe răng trợn mắt. Bán hồ, cảnh mạch đà chủ kêu to, hắn thật sự không dám tin, chỉ nhoáng một cái như thế, người bạn tốt duy nhất của mình là bán hồ đạo nhân đã bỏ mạng. Lại còn chết ở trong tay thằng nhóc nhất phẩm này nữa. Gâu, hóa thân của đậu đậu thoát ra khỏi kiếm quang của hắn, miệng nhếch lên lộ ra vẻ cười nhạo. Tống Thư Hàng cũng không dễ đối phó như thế đâu. Đáng chết, đáng chết các ngươi dám giết chết bán hồ, dám giết chết người bạn duy nhất của ta. Cảnh mạch đà chủ gầm lên giận dữ đau đớn. Tống thư hàng giơ ngón giữa lên chỉa về phía cảnh mạch đà chủ, mở miệng nói, người bạn duy nhất à, ngươi làm người kém cỏi quá. a à, 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 cảnh mạch đà chủ phát cuồng, bổ nhau về phía tống thư hàng, tiểu tử, lão tử không thèm lấy huyết thần toàn nữa, ta muốn giết chết ngươi. Huyết thần toàn, hóa ra là người của vô cực ma tông sao. Đậu đậu, cản hắn lại, Tống Thư Hàng kêu lên. Gâu, hóa thân của đậu đậu sủa một tiếng, lại thi triển tốc độ cực nhanh của mình, chặn lại trước mặt cảnh mạch đà chủ, tiếp tục dây dưa với hắn. Tống Thư Hàng một tay giơ bảo đao bá toái lên, tay còn lại thì cầm một tờ giáp phù. Trong những lúc nguy cấp thế này, đậu đậu vẫn đáng tin lắm. Các tiền bối trong nhóm đều xem đậu đậu như phiền phức, nhưng Tống Thư Hàng lại cảm thấy, tuy rằng có đôi lúc đậu đậu rất nghịch ngợm phiền phức, nhưng phần lớn thời gian nó đều giúp đỡ mình rất nhiều đậu đậu cố gắng lên tống thư hàng lặng lẽ nắm chặt tờ kiếm phủ sau cùng chuẩn bị canh lúc mấu chốt bồi thêm cho cảnh mạch đà chủ một kiếm gâu sau khi hóa thân của đậu đậu kêu to một tiếng thì ý chí chiến đấu lại dâng trào nó với cảnh mạch đà chủ càng đánh càng nhanh hai người bọn họ nhoáng cái đã đánh với nhau gần trăm chiêu sau đó hai người tách ra tạm thời chuyển qua đấu mắt đúng lúc này Hóa thân của đậu đậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng cười gượng một cái. Cái nụ cười này mới khó coi làm sao. Gì đấy, Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc. Hình như ta hết năng lượng rồi. Hóa thân của đậu đậu cười ngượng ngùng. ầm, uhm, thân thể của nó biến thành một luồng xương khói, biến lại thành một sợi lông chó, bay phấp phới xuống. Tống Thư Hàng, ta sai rồi, những lúc nguy cấp thế này đậu đậu nó cũng không đáng tin tí nào. Kha 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 lần này để xem ai cứu được ngươi. Cảnh mạch đà chủ ở trên trời nhe răng cười, lôi mang trong mắt nổ xoèn xoẹt, rõ ràng hắn đã bước vào trạng thái tức giận sắp cuồng hóa rồi. Hắn giơ thanh kiếm trong tay chém xoẹt xoẹt vài nhát, chém nát cọng lông cạn năng lượng của đậu đậu. Đồng thời, phi kiếm màu đen của hắn cũng bay về phía tống thư hàng, sát khí dập trời. Nháy mắt, phi kiếm đã chém tới trước mặt tống thư hàng. Trường 199, tuyệt chiêu đáng xấu hổ một kiếm này tới quá nhanh, Tống Thư Hàng chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi. Nhãn khiếu thiên phú, cao thủ thị giác. Nháy mắt, hắn đã mở nhãn khiếu thiên phú của mình ra. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới giống như trở nên chậm chạp hơn, hắn có thể nhìn thấy rõ đường bay của thanh phi kiếm màu đen nhanh như trước kia. Chỉ là khí huyết ở trong tâm khiếu và nhãn khiếu của Tống Thư Hàng và tinh thần lực của hắn đang tụt dốc không phanh. Cao thủ thị giác này cần tiêu hao quá nhiều khí huyết và tinh thần lực, với cảnh giới của hắn bây giờ dù ở trạng thái toàn thịnh thì cũng chỉ có thể duy trì cao thủ thị giác được có mấy giây mà thôi. nhân lúc này tống thư hàng liều mạng thôi động cánh tay của mình, vung tay dùng sức kích hoạt hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn đồng cổ. ở trong trạng thái cao thủ thị giác tống thư hàng nhìn thấy cánh tay của mình dơ lên chậm như rùa bò. cũng may là dựa theo quỹ tích kia thì chắc là đao của mình có thể đánh ra kịp. âm, uhm, ngọn lửa hừng hực bốc lên trên bảo đao bá toái chém về phía thanh phi kiếm màu đen kia. nhờ ơn của bạch tiền bối, lúc ở trong thế giới sa mạc do bạch tiền bối tạo ra kia, tống thư hàng đã được thiếu niên áo xanh kia dạy dỗ rất nhiều, đã nắm giữ được đao pháp căn bản, cho nên uy lực của một chiêu hỏa diễm đao này đã được hắn phóng thích ra hoàn toàn. đao và kiếm va nhau, sau đó ngọn lửa tản ra, hỏa diễm đao bị thanh phi kiếm đen kịt kia, kia chém tan. tống thư hàng cảm giác gang bàn tay run lên lồng ngực bị đè nặng, thân thể bị đánh bay ngược về sau. Dù đã thôi động hỏa diễm đao, nhưng nó cũng chỉ là thủ đoạn tấn công nhị phẩm mà thôi. Còn phi kiếm kia là một kích toàn lực chứa đầy cơn giận của cảnh mạch đà chủ, vào hàng một kích toàn lực của tu sĩ tứ phẩm. Một kích toàn lực của bá đao cũng chỉ cản được thế công của thanh phi kiếm màu đen kia có một chút, sau khi khựng lại thì phi kiếm màu đen vẫn bám sát tống thư hàng dưới sự điều khiển của cảnh mạch đà chủ. Thực ra, nếu như thứ trong tay của Tống thư hàng lúc này không phải là bảo đao bá toái thì nói không chừng đã rơi vào cảnh đao gãy người chết rồi. Sau khi bị phá giải, nhãn khiếu thiên phú cao thủ thị giác của Tống thư hàng biến mất, đồng thời khí huyết trong tâm khiếu và nhãn khiếu đã hao hết, tinh thần lực cũng đã khô cạn. Mắt thấy phi kiếm sắp chém lên người hắn lần nữa, thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tấm chắn màu vàng. Đây là do linh quỷ trong tâm khiếu của hắn cảm ứng được chủ nhân gặp nạn, nên tập trung toàn bộ khí huyết Ngưng tụ ra năng lực thiên phú của mình, biến thành lá chắn phòng ngự bảo vệ Tống thư hàng. Keng, kiếm chạm vào lá chắn. Ngay sau đó, lá chắn vỡ tan. Nhưng thanh phi kiếm màu đen kia rốt cuộc cũng bị ngăn lại. Bất quá, kiếm khí còn sót lại trên phi kiếm ập tới trên người Tống thư hàng, lại đẩy hắn bay ra ngoài lần nữa, đâm sầm vào trên vách đá. Tống thư hàng trượt dài xuống từ trên vách đá, ngã phịch xuống đất, thở hồng hộc, không thể cục cựa nổi khí huyết trong người đã cạn sạch, ngay cả chút khí huyết do linh quỷ tích cóp được cũng đã biến thành lá chắn phòng ngự khi nãy. lại thêm khi nãy vừa bị kiếm khí đả thương, lúc này hắn không nhấc nổi một ngón tay lên. trên bầu trời, cảnh mạch đà chủ không thèm huy kiếm thêm nữa. lôi mang trong mắt của hắn dần thu liếm lại, lửa giận đau đớn vì bị mất bạn tốt đã bị hắn dần xuống. hắn đáp xuống đất, nhìn xuống phía tống thư hàng tiểu tử, ta vốn định một kiếm chém chết ngươi nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội sau cùng, mau giao huyết thần toản ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giết chết tên tiểu tử này như thế thì nhẹ nhàng cho hắn quá. Dám giết chết người bạn duy nhất của mình, hắn nhất định phải bắt tên tiểu tử này về em em, cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Em em rất dành vụ tra tấn thế này. Ha ha, Tống Thư Hàng cười khẩy, cũng không hề sợ hãi. Bởi vì hắn vẫn còn một tuyệt chiêu sau cùng. Không ngờ, mình rốt cuộc cũng phải dùng tới chiêu này. Nói thật, nếu như trong cơ thể vẫn còn khí huyết hay tinh thần lực, dù chỉ là một chút thôi cũng được, thì hắn cũng không muốn tới chiêu này làm gì. Bởi vì nó thật sự mắc cỡ chết người, chỉ nghĩ tới cách dùng tuyệt chiêu này thôi thì hắn đã thấy thẹn vô cùng. Thế nhưng, trong lúc rơi vào hiểm cảnh thế này, hắn cảm thấy, dù tuyệt chiêu này có đáng xấu hổ cỡ nào đi nữa thì cũng phải dùng. Uy lực của lăng kính mặt trăng biến thân Tống Thư Hàng nghiến răng hô to. Lúc hắn đọc câu chú văn này lên thì trong đầu đã rủa đậu mẹ đậu con mấy chục lần. Cảnh mạch đà chủ lập tức cảm thấy căng thẳng. Thật ra thì chuyện biến thân này, trong giới tu sĩ cũng không hiếm gì. Rất nhiều tu sĩ thân mang huyết mạch thượng cổ, huyết mạch yêu thú, trong lúc nguy cấp thì có thể kích hoạt huyết mạch của mình, thông qua biến thân để bộc phát sức chiến đấu vượt trội. Nhưng, uy lực của lăng kính mặt trăng là loại huyết mạch thượng cổ gì đây? sao hắn chưa nghe qua bao giờ thấy nhỉ trong lúc cảnh mạch đà chủ đờ người ra thì chợt thấy trên cổ tay của tống thư hàng có một hình chiếu hổ lô biến 3 d bắn ra hình chiếu này bao trùm lấy tống thư hàng sau đó bùm một tiếng đột nhiên biến thành một chuỗi ánh sáng bao quanh tống thư hàng phóng thẳng lên trời nhanh chóng bỏ chạy tuy tả ra thì lâu lắm nhưng thật ra từ khi tống thư hàng đọc lời thoại tới lúc hắn bỏ chạy thì chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi khốn nạn biến thân cái quần què là pháp thuật bỏ chạy thì có. Tống Thư Hàng được vòng sáng vây quanh chạy trốn, lòng thầm nghĩ đây chính là vạn lý phi độn thuật sao. Tốc độ nhanh quá đi mất. Lúc này hắn đang bay về phía đông nam, nếu như thuận lợi thì hắn có thể bay tới bên cạnh bạch tiền bối. Cảnh mạch đà chủ đứng ngu người một lúc mới tức giận gầm to, đáng chết, muốn chạy thoát khỏi tay ta à. Đừng có mơ. Hắn nhảy lên phi kiếm, lao theo với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc ngựa kiếm phi hành, hắn như biến thành một đạo lôi quang, đuổi theo sát phía sau Tống Thư Hàng. Cảnh mạch đà chủ tu luyện công pháp hệ lôi điện, tốc độ phi độn vốn vào hàng đứng đầu trong giới tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc này, hắn lại thôi động thêm bí pháp tăng tốc, trong thời gian ngắn, tốc độ ngự kiếm của hắn thậm chí ẩn ẩn đạt tới trình độ của tu sĩ ngũ phẩm. Hắn nhất định có thể đuổi kịp tên tiểu tử kia. Khoảng cách mà độn pháp dùng để chạy trốn nhất định chỉ có hạn, nếu như mình có thể tìm thấy hắn lần nữa thì sẽ trực tiếp chém chết hắn ngay tại chỗ. Cùng lắm thì tốn thêm chút công phu, rút hồn phách của hắn ra, tìm ký ức về huyết thần toàn trong linh hồn của hắn là được. Tuy rằng muốn rút ký ức từ linh hồn ra cần tốn một số linh thạch, nhưng nếu như có thể lấy được một mảnh huyết thần toàn thì chẳng lỗ lã gì. Chết tiệt, biết trước thì đã không nói nhảm nhiều như thế làm gì, cứ trực tiếp giết chết tên tiểu tử này là được rồi. Trong lòng cảnh mạch đà chủ hối hận không thôi. Nghĩ thế, hắn lại càng ra sức bộc phát, thể phải chém đầu của Tống Thư Hàng. Để bù đắp sự hối hận của mình. Cùng lúc đó, ở gần khu đại học Giang Nam, đậu đậu nằm úp sấp trong một chiếc xe bảy chỗ ngồi, nó nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thầm thở dài. Không ngờ cọng lông mà mình tặng cho Tống Thư Hàng lại bị kích hoạt. Xem ra Thư Hàng đã gặp phải kẻ thù rất mạnh rồi. Nhưng nó cũng không lo cho tính mạng của Tống Thư Hàng lắm, bởi vì nếu như Tống Thư Hàng thật sự gặp phải nguy hiểm cận kề sống chết thì ấn ký vạn lý phi độn thuật trên tay của hắn sẽ tự động được kích hoạt, đưa Tống Thư Hàng bình an quay về bên cạnh Bạch Tiền Bối. Đúng vậy, thứ này ngoại trừ cái màn hét to, uy lực của lăng kính mặt trăng, biến thân, ra thì còn một chức năng, cạn máu tự động về thành. Dù sao thì cũng là thứ Bạch Tiền Bối dùng để bảo vệ tính mạng của Tống Thư Hàng, hắn đã nghĩ đến đủ mọi tình huống cả rồi ờ mà hình như mình quên nói vụ này cho Tống Thư Hàng biết thì phải. À thôi kệ đi, nói hay không cũng thế, dù sao hắn không chết là được. Đậu đậu thầm nghĩ như thế. Nếu như để Tống Thư Hàng biết đậu đậu đã giấu đi chức năng quan trọng như thế của vạn lý phi độn thuật thì hắn nhất định sẽ biến thân thành chó điên, để cho đậu đậu nếm mùi, hàm răng của bị bệnh chó điên. Thôi kệ xác hắn đi, bây giờ ta cứ lo cho bản thân mình thì hơn. Đậu đậu quay đầu nhìn xung quanh, khắp nơi đều là lồng sắt nhốt chó, bên trong mỗi chiếc lồng sắt rều nhốt một chú chó nhỏ run lẩy bẩy. Có chó cưng, có chó hoang, có chó cỏ, cũng có mấy con chó quý hiếm, đủ loại. Những con chó này nằm phịch trong lồng, miệng ư ử, ừ, không thể kêu to được, rõ ràng đều bị tẩm thuốc cả rồi. Bây giờ đậu đậu đã bị lũ bắt trộm chó bắt được. Sau đó nhét nó lên xe, chuẩn bị tập trung lại một chỗ, làm thịt bán cho mấy tiệm thịt chó. Tài xế là một tên béo, Hắn vừa lái xe vừa đắc ý cười ha ha, cha cha cha, khu giang nam này tốt thật, nhiều người nuôi chó cũng chẳng biết cảnh giác đề phòng gì. Đi có một phòng đã bắt được nhiều chó như thế, mỗi con 200, một xe thế này phải được tới mấy ngàn ấy chứ. Nhưng sau này mình phải đổi qua chỗ khác bắt đi, cảnh sát ở khu này đã bắt đầu hành động rồi đó. Một gã to cao đen thui ngồi bên cạnh nói vào, sợ gì chứ, có phải mình mới tới khu giang nam lần đầu đâu, có khi nào bị vịn lại đâu gã béo kia đắc ý cười nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma cứ cẩn thận thì hơn đỡ có chuyện gã ca to kia trầm giọng nói không thể xem thường cảnh sát ở khu giang nam tuy bọn họ chưa bị bắt bao giờ nhưng đấy là vì bọn họ nhiều kinh nghiệm hay đổi kiểu bắt chó mấy nhóm bắt trộm khác bị cảnh sát khu giang nam tóm một đống trong lúc nói chuyện gã béo kia lái xe đến bên cạnh một khu nhà xưởng bỏ hoang nơi này lúc trước là một nhà máy thép lớn sau này không biết tại sao lại đóng cửa. Cuối cùng lại thành trạm trung chuyển của nhóm trộm chó này. Được rồi, tới rồi đây. Gã béo kia dừng xe, mở cửa ra. Mấy chú chó nhỏ trong lồng cục đuôi run rẩy, lo lắng nhìn những kẻ xa lạ này. Gã to cao kia cũng nhảy xuống xe, sau đó nói to, "Thất tử, Điền Kê, qua đây giúp một tay, chuyển hết lứa chó này vào đi. Hôm nay chúng ta xử lý xong lứa chó này, ngày mai sẽ rời khỏi khu Giang Nam." bên trong nhà xưởng bỏ hoang kia có hai gã đàn ông khác chạy vội ra chuẩn bị xe đẩy muốn chuyển đám chó trong xe ra đúng lúc này trong xe đột nhiên có một giọng nói vang lên ồ rốt cuộc cũng tới hang ổ của bọn mày rồi đấy à thiệt cái tình ta ngồi chờ lâu tới mức ê hết cả mông rồi đây ai đó gã cao to kia bị dọa cho sợ hết hồn tóc gáy dựng đứng dù sao thì bọn họ cũng làm chuyện phạm pháp nếu như bị người ta phát hiện ra thì chắc phải đi bóc lịch mất chuyện này không đùa được đâu dầm lúc này trong xe phát ra tiếng lồng sắt bị đánh bung sau đó một con chó bắc kinh nhỏ khoan thai đi ra từ bên trong nó đi tới chỗ cửa xe ưỡn người đứng dậy dựa lên cửa xe dùng ánh mắt chế nhạo nhìn đám người ở đây ở ngoài có bốn thằng trong phòng có bảy thằng đây là toàn bộ thành viên của nhóm bọn mày đấy hả? À? miệng của con chó bắc kinh nhỏ mấp máy miệng phun ra tiếng người chương 200 cùng gặp phải tai nạn bi thảm trên không. Là mình uống say quá, hay là đang nằm mơ thế nhỉ, hay là thằng nào đang giỡn mặt mình chăng? Trong lúc gã đàn ông kia hãy còn đang suy nghĩ thì chỉ thấy con chó Bắc Kinh nhỏ kia móc ra một cái điện thoại. Sau đó, cái móng nho nhỏ của nó bấm ba số trên màn hình. 110. Tiếp theo, con chó kinh ba nho nhỏ kia nói với cái giọng điệu vô cùng bình tĩnh, alo, cho hỏi đây có phải là cảnh sát của khu Giang Nam không? Tôi là một nhân dân tốt bụng bình thường, tôi phát hiện tung tích của bọn trộm chó đang hoành hành trong thời gian gần đây ở khu nhà xưởng bỏ hoang trên đường Phượng Hoàng ở ngoại thành. Ở đây có rất nhiều chó bị bắt, xin các vị mau tới đây giải cứu các chú chó đáng thương này đi. Gã to con đần mặt ra cả buổi trời, mình đang nằm mơ, mình nhất định là đang nằm mơ chứ nhỉ. Nhất định là thế rồi, không thì sao mình lại có thể thấy một con chó Bắc Kinh gọi điện thoại báo cảnh sát thế này? đây là ngoài đời chứ có phải trên phim đâu. Đại tráng, con chó này đang báo cảnh sát đấy, mày mau cản nó lại. Gã béo đứng bên cạnh giật mình kêu to, mặc kệ con chó này là cái gì, nhưng nó đang báo cảnh sát đấy. Để ta đính chính một chút, tuy rằng người sinh ra ta đúng là một Bắc Kinh vô cùng xinh đẹp, nhưng ta là do Hoàng Sơn ngu ngốc nuôi lớn. Đậu đậu cúp điện thoại, khách mặt lên nói. Gã béo bất chấp, nhào về phía đậu đậu. Gã to con đứng bên cạnh lúc này cũng làm theo bản năng, rút một cái dây bắt chó ở sau lưng ra, muốn túm lấy đậu đậu. Đậu đậu cười lạnh khinh khỉnh, móng vuốt vỗ về phía gã béo, đánh hắn bay ra. Gã béo bay ngược ra rồi ngã xuống đấy, kêu la thảm thiết, cả buổi cũng không bỏ dậy nổi. Đừng nói là nửa ngày, phỏng chừng nửa tháng sau hắn cũng không đứng dậy nổi. Sau khi đánh bay gã béo xong thì đậu đậu xoay người nhảy lên thật cao, giống hệt như cao thủ võ lâm trong phim trường, nhảy đến trước mặt gã to con kia, hai bàn chân trước co lại tát khí thế lên mặt hắn. Bốp 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 bốp. Gã to con bị tát liên hồi xong gục luôn tại chỗ. Sau khi xử lý hai thành viên trong nhóm trộm chó một cách chớp nhoáng xong, đậu đậu lại càng khí phách hiên ngang, ngửa mặt lên trời chu lên, gâu gâu. Yêu quái, đám thành viên còn lại của nhóm trộm chó sợ đến muốn mót ra quần, vội vàng chạy trối chết. Một phút sau, Toàn bộ thành viên của nhóm trộm chó này đều bị đánh lăn quay ra ngất xỉu, đậu đậu vứt chúng vào trong nhà xưởng thành một đống. Con người có chạy nhanh đến mấy cũng không thể nào bằng đại yêu khuyển bốn chân được. 15 phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát hộ còi chạy đến nhà xưởng bỏ hoang. Sau khi mấy chú cảnh sát chạy vào trong nhà xưởng, phát hiện đám thành viên trộm chó nằm một đống, bên cạnh còn cả trăm lồng đựng chó đủ loại, thì ai nấy đều nghi hoặc đưa mặt nhìn nhau. Đây là do người báo cảnh sát làm à? Một người đánh 10 người, chắc phải thuộc hàng cao thủ như quyền vương mới làm nổi ấy nhỉ." Một vị cảnh sát trẻ tuổi nói. Có hai vị cảnh sát lớn tuổi hơn thì ngồi xổm xuống bên cạnh đám trộm chó, nhìn thấy vết móng chó trên người bọn chúng xong thì ai cũng ngây ra. Nhưng dù sao thì lần này bắt được đám trộm chó gian manh này, lại cứu được hơn trăm chú chó cưng quay về, đúng là nên chúc mừng chứ nhỉ. Nhưng vì cái quần gì mà mấy vị cảnh sát lớn tuổi cứ cảm thấy tim đập thình thịch thế này. Trên mái nhà, đậu đậu nhìn thấy đám trộm chó kia đều bị bắt đi hết, bầy chó cũng được giải thoát thì mới nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ rời đi. Việc thành phất áo rời đi, tuổi tên chẳng để lại gì. Đậu đậu cảm giác lúc này mình nhất định ngầu muốn chết luôn. Phía đông nam của Hoa Hạ, có một khu vực thần bí mà người thường không thể nào bước chân vào. Nơi đó quanh năm bị mây mù răng kín, hấp dẫn vô số người vào đó mạo hiểm, nhưng mặc kệ là người có kinh nghiệm mạo hiểm phong phú ra sao đi nữa, lúc quay ra luôn cùng một chỗ lúc họ đi vào, chẳng ai hiểu ra làm sao. Nhưng thực tế, nơi này là một phong ấn chi địa. Vị trí trung tâm của khu vực thần bí này là thiên ngoại vẫn thạch do một vị chân quân lục phẩm kéo xuống biến thành, ngũ chỉ sơn phong ấn Pháp, để phong ấn một vị tu sĩ cường đại ở trong đó. Kẻ bị phong ấn tên là Vân Vụ Đạo Trưởng, hắn ta cũng có thân phận lai lịch khá lớn. 200 năm trước, hắn chính là một vị trưởng lão nổi tiếng của không không đạo môn, đã từng xông vào rất nhiều động phủ của cường giả kim đan ngũ phẩm, chiến tích phi phàm. Đúng vậy, vị vân vụ đạo trưởng này chính là cái vị giỏi tìm đường chết đã khiêu khích Hoàng Sơn chân Quân, về sau bị Hoàng Sơn chân Quân phong ấn lại. Lúc bị trấn áp còn bị Hoàng Sơn chân Quân đùa bỡn đủ kiểu. Hoàng Sơn chân Quân còn cố ý thành lập một server riêng, viết ra một phần mềm chat, cũng tạo hơn 300 ớt nhỏ vào một nhóm chat để cho vân vụ đạo trưởng buôn dưa, tán phét mỗi ngày để khoảng thời gian bị chân áp của hắn sẽ không đến mức nhàm chán. Bây giờ, vị vân vụ đạo trưởng này tràn ngập tự tin, chuẩn bị phá vỡ ngũ chỉ sơn phong ấn pháp này, để tái xuất giang hồ. Hoàng Sơn Trân Quân có vẻ khá ngạc nhiên, hai hôm nay hắn còn cố ý bớt thời gian ra, chạy đến nấp ở hiện trường, chờ xem vân vụ đạo trưởng định phá phong kiểu gì. Vốn rằng cái màn thưởng thức vân vụ đạo trưởng thoát khốn này là tiết mục giải trí mà Hoàng Sơn Trân Quân đã tạo ra cho một mình mình thưởng thức. Nhưng lúc này, ở bên cạnh Hoàng Sơn chân Quân còn có một cô nàng xinh đẹp non phúng phính như trẻ con, lúc này cô nàng có vẻ khá hồi hộp, hai tay xoắn xít lại, vẻ mặt cũng dối rắm lắm lắm. Mà bên cạnh cô ta là một vị tu sĩ tuấn Mỹ, à không. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, im lặng đứng sau lưng cô. Tu sĩ nọ mỉm cười nhẹ nhàng, như gió xuân ập vào mặt. Hoàng Sơn chân quân lặng lẽ ngắm nhìn vị tu sĩ tuấn Mỹ bên cạnh với vẻ đau khổ, không ngờ hắn trốn đủ kiểu, cuối cùng cũng không thể trốn thoát bạch tiền bối được. Bạch tôn giả, sao hôm nay người đột nhiên rảnh rỗi mà chạy đến đây thế này? Hoàng Sơn chân quân rè giặt hỏi thử, đồng thời cố gắng giữ vững tâm thần, thậm chí không dám nhìn bạch tôn giả lâu. À, nói tới cũng trùng hợp, ta cũng không ngờ lại gặp Hoàng Sơn đạo hữu ở đây. Thật ra là ta tới đây để tìm lưu tinh kiếm của ta về. Bạch tôn giả sờ cái cằm trơn bóng của mình, gật đầu giải thích, lần trước ta bế quan, lưu tinh kiếm của ta bị một đệ tử của không không đạo môn cuống đi. Vị đệ tử không không đạo môn kia tên là Lưu Thiên Túng, bây giờ là lãnh diễm kiếm khá có tiếng tăm. Theo như ta được biết thì lãnh diễm kiếm Lưu Thiên Túng kia gần đây đang chuẩn bị tới nơi này, giúp đỡ vân vụ đạo trưởng phá giải phong ấn. Ta đành phải tới nơi này đợi hắn để chờ lấy Lưu Tinh Kiếm của mình về. Lúc này Hoàng Sơn Trân Quân thật sự hối hận muốn chết. Chỉ vì muốn trêu đùa vân vụ đạo trưởng một chút, không thả hắn ra kịp thời, kết quả đưa bạch tôn giả tới. Biết sớm như thế thì hắn tuyệt đối sẽ thả vân vụ đạo trưởng ra ngoài sớm, thậm chí còn mở tiệc chiêu đãi hắn cút sớm một chút. Đáng tiếc, bây giờ có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lần này hình như bạch tôn giả hơi khang khác thì phải. Nghị lực quỷ dị trên người hắn hình như đã thu liếm lại rồi. Chẳng lẽ, lần này hắn tấn cấp xong thì đã có thể khống chế được nghị lực của mình rồi sao? Ừ, ngươi đoán đúng rồi, lần này ta rốt cuộc cũng có thể khống chế được khí tức của mình rồi." Bạch Tôn giả đột nhiên quay đầu lại, cười nói với Hoàng Sơn Chân Quân. "U ừ ả à, ủa, khi nãy ta mới nghĩ thầm trong lòng thôi chứ đã nói ra đâu." Hoàng Sơn Chân Quân ngu người. "Ừm, nói thế nào nhỉ, Hoàng Sơn đạo hữu người vẫn giống hệt năm đó, trong lòng nghĩ gì cũng hiện hết ra trên mặt, ta xem bộ dạng của ngươi là có thể đoán ra được ngươi đang nghĩ gì ngay." Bạch Tôn giả cười nói, chết mợ rồi, đây không phải là thuật đọc tâm à? Hoàng Sơn chân quân vội vàng nghiêm mặt lại, không để lộ ra chút nào trên mặt nữa. Ha ha, Bạch Tôn giả cười khẽ một tiếng. Sau đó hắn giơ tay hất mái tóc dài của mình, suối tóc đen óng ả tung bay theo động tác của hắn tương đương. Tiếp theo, Bạch Tôn giả mỉm cười, nghị lực vốn được thu liễm nay được phóng ra một chút. Trong nháy mắt, đất trời đột nhiên ảm đạm thất sắc cũng giống hệt như hình ảnh mà Tống Thư Hàng nhìn thấy trong lúc tự tìm đường chết lần trước vậy, lúc này ở trong mắt Hoàng Sơn chân Quân thì Bạch Tôn Giả đã trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Cả thế giới đều biến thành đen trắng, còn Bạch Tôn Giả thì lại trở thành sắc màu rực rỡ duy nhất trong khung cảnh đen trắng ấy. Chói mắt, vô cùng chói mắt. Trái tim của Hoàng Sơn chân Quân bất giác đập nhanh hơn. Một lát sau, Bạch Tôn Giả chủ động thu liễm nghị lực của mình. Cái cảm giác trung tâm thế giới kia mới biến mất hoàng sơn chân quân im lặng một hồi mới méo miệng cười khổ sao hả có lợi hại không bây giờ ta có thể tự do thu phóng gì cũng được rồi bạch tôn giả nói với vẻ tự hào cho nên sau này các ngươi không cần phải trốn tránh ta đâu thật ra ta biết thừa là có rất nhiều người trong nhóm đều âm thầm trốn tránh ta chỉ là ta không vạch trần các ngươi mà thôi hoàng sơn chân quân yên lặng gật đầu sau đó đợi khi bạch tôn giả quay đầu sang nơi khác hoàng sơn chân quân vội vàng móc điện thoại mở nhóm cửu châu số 1 ra, nhấn vào avatar của lệ chi tiên tử, tiến vào không gian trong nhóm của cô ta. Sau khi nhìn qua rất nhiều bức ảnh tự sướng xinh đẹp của lệ chi tiên tử xong, Hoàng Sơn chân quân mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn rè rặt lướt nhìn bạch tôn giả, so với bạch tôn giả trước kia không thể tự do khống chế mị lực bản thân thì hắn cứ cảm thấy bạch tôn giả bây giờ còn nguy hiểm hơn nhiều. A, à, vẫn chưa tới à, lúc này, Tống Thư Hàng còn đang bay trên không, bởi vì thời gian bay lâu quá nên Tống Thư Hàng đã cảm giác như mắc chứng say, đột, mất rồi. Quan trọng hơn chính là đằng sau hãy còn một tên cảnh mạch đà chủ mặt mày hung tợn đuổi theo không buông nữa. Rốt cuộc bạch tiền bối đang ở đâu thế này? Không phải tiền bối đang ngự kiếm phi hành, nên mình mới theo độn thuật đuổi theo hắn mãi đấy chứ. Đang lúc miên man suy nghĩ thì trước mặt Tống Thư Hàng xuất hiện một thân ảnh đang đạp không mà tới. Đó là một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng, hắn một tay cầm theo một thanh trường kiếm, chân đạp trên hư không như dẫm trên đất bằng, chậm rãi đi về phía trước. Không ngự kiếm phi hành, cũng không thi triển bất kỳ thân pháp nào. Hình như người nọ đang suy ngẫm về một vấn đề thâm ảo nào đó, nên vừa đạp không mà đi, lại vừa thất thần ngây người. Đây không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là đối phương lại đang ở trong quỹ tích phi hành của Tống Thư Hàng. Đừng mà, sắp đụng chúng rồi, Tống Thư Hàng giật mình kêu to hắn rất muốn điều khiển bản thân né người trước mặt, nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không thể khống chế vạn lý phi độn thuật được. Hơn nữa, có vẻ như đã ở khá gần bạch tiền bối rồi, nên tốc độ của vạn lý phi độn thuật cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có cảm giác như sắp đâm sầm tới. Có vẻ như người kia trầm tư sâu quá, nên tống thư hàng thét to như thế vẫn không thể gọi được hắn tỉnh lại. chương 201, không sợ, ta có huyết độn thuật thoát thân. Nếu một người đang lái xe trên đường, chiếc xe đột nhiên mất khống chế mà đằng trước lại vừa hay có một người qua đường đang thất thần thì sẽ tạo thành một bi kịch thảm thiết người đàn ông cầm kiếm lạnh lùng nọ bỗng thấy có cái gì đụng vào lưng mình sau đó cả người hắn bị đẩy trượt vèo vèo về phía trước ơ ờ, hay chuyện gì thế nhỉ mãi đến lúc này người đàn ông lạnh lùng mới hồi thần mà bình tĩnh quay đầu lại sau đó hắn nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi cả người quấn trong vòng sáng đào độn thuật mặt cười đắng ngăn ngắt đầu cắm vào lưng hắn thằng nhóc vừa bay cái đầu vừa xoay tròn trên lưng hắn không ngừng. Người đàn ông lạnh lùng nọ hiện đã ở cảnh giới ngũ phẩm kim đan linh hoàng, sức lực thân thể mạnh đừng hỏi. Thằng nhóc trẻ tuổi cắm đầu vào lưng hắn xoay tròn mãi cũng chỉ có thể mang tới cho hắn một chút cảm giác tê tê mà thôi. Tuy rằng không đau, thế nhưng bị một tên đàn ông dúi đầu vào lưng thì cả người hắn chẳng ổn chút nào. Chuyện này khơi lại trong đầu hắn một đoạn lịch sử đen không thể quên được từ hơn trăm năm trước. Cho nên, người đàn ông lạnh lùng run run khóe miệng hỏi thẳng tiểu bối người đang làm trò gì vậy cu hu, hu tống thư hàng kêu thảm hai tiếng muốn đáp lắm mà đáp chẳng nên lời có phải hắn muốn quay tròn mãi thế này đâu vạn lý phi độn thuật giúp hắn giả vờ nguy hiểm xong dẫn hắn bay xong chẳng biết nửa chừng đụng vào cái gì mà tự nhiên cả người hắn bị ép quay điên cuồng như mũi khoan như thể muốn khoan thủng tất cả những chướng ngại vật trên đường vậy hắn bị quay đến chóng mặt hoa mắt không thể nói năng lưu loát nữa rồi. Đương lúc này, cảnh mạch đà chủ đuổi theo sát nút đã mở miệng hết to. Tiểu quỷ trốn đi đâu, mau nhận một kiếm của lão phu đây. Độn quang dưới chân cảnh mạch đà chủ lóe lên, phi kiếm tối màu hóa thành quang mang như sấm chém về phía tống thư hàng, nhân tiện còn bao phủ luôn cả người đàn ông lạnh lùng ở bên trong. Người đàn ông lạnh lùng, gạch nối, tại hôm nay hắn ra ngoài không tự tính một quẻ đúng không? thế quái nào lại gặp đủ thứ chuyện xui thế này. Đoạn, hắn hơi nâng kiếm trong tay rồi vẩy xuống như xua ruồi, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Keng, luồng sáng như sấm sét bị đập vỡ tan tành, biến lại thành thanh kiếm tối màu quay lại dưới chân cảnh mạch đà chủ. Tiểu bối, khi xuất kiếm phải ngắm mục tiêu cho chuẩn, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi chuyện này à. Lần sau ngắm chuẩn chút, còn dám kéo ta vào chuyện của các ngươi nữa thì đừng có trách ta không khách khí với ngươi người đàn ông lạnh lùng nhìn cảnh mạch đà chủ rồi nói với giọng điệu lạnh ngắt trong câu nói tự toát ra khí phách và phong phạm cao thủ ừm nếu như xem nhẹ tống thư hàng đang cắm đầu vào lưng hắn xoay tròn không ngừng đẩy hắn bay về phía trước thì đúng như thế thật cảnh mạch đà chủ hư lạnh một tiếng lẳng lặng tích tụ chân nguyên từ lời nói của người đàn ông lạnh lùng kia thì biết hắn và thư sơn áp lực đại không cùng một bọn chỉ có điều không hiểu sao hắn lại dính cùng một chỗ với thư sơn áp lực đại mà thôi nhưng cũng chẳng hề gì, chỉ cần người đàn ông lạnh lùng kia không phải là viện binh của Thư Sơn áp lực đại, thì chỉ cần chờ độn pháp của thằng danh con biến mất, nó tách khỏi hắn ta, là mình có thể một kiếm chọc chết nó rồi. Trong lúc cảnh mạch đà chủ còn đang suy tư thì vòng sáng độn pháp trên người tống thư hàng càng ngày càng yếu đi, tốc độ cũng chậm dần. Cuối cùng độn pháp cũng kết thúc rồi sao? Cảnh mạch đà chủ cười gần. Cuối cùng cũng đến chỗ bạch tiền bối rồi sao? Tống thư hàng choáng váng đầu óc nói thầm trong lòng thế nhưng tầm mắt bị người đàn ông lạnh lùng che hết nên hắn không thấy bạch tiền bối đâu cả. Còn trên mặt người đàn ông lạnh lùng lại răng đầy hoảng sợ. Hắn thấy được một vị đáng lẽ ra không thể nào xuất hiện trên thế gian này, đáng lẽ ra chỉ có thể gặp trong ảo giác của chính hắn mà thôi. Trong cấm địa của ngũ chỉ sơn phong ấn pháp, Hoàng Sơn chân Quân, Bạch Tôn Giả và Đường Đường của không không đạo môn đứng ở một góc cấm địa. Ở vị trí này không bị vân vụ đạo nhân nhìn thấy, ba người lặng lặng đứng chờ xem bao giờ vân vụ đạo nhân có thể phá phong ấn mà ra. Hoàng Sơn chân Quân rất hiếu kỳ muốn biết sau khi vân vụ đạo nhân đi ra thì sẽ trả thù hắn như thế nào. Vân vụ đạo nhân rất cố gắng phá giải ngũ chỉ sơn phong ấn pháp của Hoàng Sơn chân Quân, thế nhưng tạo nghệ về mặt phong ấn của hắn trong 200 năm nay cũng tăng tiến không ngừng, ngũ chỉ sơn phong ấn pháp đã tăng lên đến level 17 rồi nếu vân vụ đạo nhân vẫn muốn trộm gì đó của Hoàng Sơn chân Quân thì hắn không ngại phong ấn tên kia thêm vài thập kỷ nữa đâu. Mà bạch tiền bối thì đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ vị lãnh diếm kiếm của không không đạo môn đã trộm lưu tinh kiếm đến đây để lấy kiếm của mình về. Đường đường nhà không không đạo môn bên cạnh bạch tôn giả lại có vẻ kỳ lạ. Cô nàng nắm chặt lấy góc áo, thì thoảng lại len lén nhìn hắn. Ngay vừa rồi thôi, khi Bạch Tiền Bối tỏ vẻ với Hoàng Sơn Trân Quân là hắn có thể tự do khống chế được khí thức mị lực tự thân của mình, thì ánh mắt của đường đường đã bị hắn hút chặt lấy rồi. Chói, chói sáng quá, đường đường lầm bẩm cô nàng cảm thấy, hình như là, mình yêu rồi. Một nữ đệ tử của không không đạo môn đang ăn trộm thì bị một vị tiền bối tuấn Mỹ bắt giữ, trở thành tù binh. Nhưng theo thời gian dần trôi, tình yêu giữa nữ đệ tử không không đạo môn với vị tiền bối tuấn Mỹ mà bá đạo ấy đã sinh sôi nảy nở. Câu chuyện ấy đã lưu hành trong đám đệ tử nữ của không không đạo môn từ mấy trăm năm trước, mãi đến bây giờ vẫn còn rôm giả không thôi. Đường đường cảm thấy mình đã sắp tự thân đi diễn một vở, nữ đệ tử không không đạo môn và tiền bối bá đạo đến nơi rồi. Đột nhiên, bạch tôn giả mở mắt nhìn lên trời. Ngay sau đó Hoàng Sơn chân Quân như cảm nhận được điều gì, cũng ngó lên theo. Mây mù bao phủ khoảng trời phía trên cấm địa ngũ chỉ sơn phong ấn pháp nhưng không thể nào ngăn cản được ánh mắt của Hoàng Sơn chân Quân và Bạch Tôn Giả. Trên thực tế mây mù này chỉ có thể ngăn cản được tu sĩ từ tứ phẩm trở xuống mà thôi, không có tác dụng gì với tu sĩ đã ngưng tụ được kim đan. Có ba bóng người đang tiếp cận nơi này, Hoàng Sơn chân Quân nói, đồng thời âm thầm nhíu mày. Lúc này chính là thời điểm quan trọng vân vụ đạo nhân sắp phá phong ấn mà ra, hắn không muốn có người đến quấy giày lạc thú của mình đâu là tống thư hàng tiểu hữu bạch tôn giả cười lên thành tiếng mà nói nói đoạn hắn trỏ một ngón tay chỉ vào đằng sau người đàn ông lạnh lùng có một bóng dáng đang dúi đầu vào lưng người đó mà bay ồ thì ra đó chính là tống thư hàng tiểu hữu sao hoàng sơn chân quân cũng nhìn về phía thanh niên đang xoay tròn nọ hoàng sơn chân quân và tống thư hàng thật ra đã là tri âm từ lâu hắn cứ luôn cảm thấy tống thư hàng tiểu hữu ngày nào cũng phải sống trong nước sôi lửa bỏng vừa phải chăm sóc cho bạch tôn giả, lại còn phải chăm đậu đậu thay mình nữa chứ. Cái lì xì chuẩn bị cho tống thư hàng trong lòng hắn cũng càng lúc càng to. Hình như trạng thái của hắn bây giờ hơi sai sai thì phải. Hoàng Sơn chân quân hỏi, hay là hắn nhìn nhầm nhỉ, sao tống thư hàng tiểu hữu lại sùi bọt mép, mặt méo vẹo thế kia. Ừm, lúc trước ta cho nó một đạo thiên lý phi độn thuật, để khi gặp nguy hiểm thì nó có thể qua đó chạy tới bên cạnh ta xem ra là nó gặp nguy hiểm. Ánh mắt bạch tôn giả rơi xuống bóng người sau chót trên nền trời. Người đó mặt mày dữ tợn, tóc tai trắng xóa, mắt lóe lôi quang nhìn chòng chọc vào tống thư hàng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhưng hình như tống thư hàng tiểu hữu đâm vào người ta trong lúc đang dùng thiên lý phi độn rồi. Mà thôi, cứu nó trước đã. Bạch tôn giả mỉm cười, bình thản nói. Người đàn ông lạnh lùng bị tống thư hàng dính vào trên trời chẳng qua chỉ có cảnh giới ngũ phẩm linh hoàng, kẻ đuổi theo phía sau lại càng nát, mới chỉ có cảnh giới tứ phẩm mà thôi. Bạch tôn giả trở bàn tay một cái là làm gỏi hết. Bạch tôn giả vươn tay ra một chiêu, thiên lý phi độn thuật trên người Tống Thư Hàng được giải trừ. Tống Thư Hàng quay tròn quá lâu mà váng đầu chóng mặt, xây sẩm muốn nôn, cuối cùng cũng được dừng lại. Nương theo lực lượng của bạch tôn giả, hắn từ từ hạ xuống. Người đàn ông lạnh lùng bị Tống Thư Hàng đẩy lưng suốt dọc đường cũng bị lực lượng của Bạch Tôn giả tóm lấy lôi theo cùng xuống. Bạch Tôn giả cười nhìn Tống Thư Hàng và người đàn ông lạnh lùng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bảo kiếm trong tay người đó. Chính là lưu tinh kiếm của hắn chứ đâu. Nói cách khác, người đàn ông lạnh lùng này chính là lãnh diễm kiếm, lưu thiên túng của không không đạo môn đúng không? Thế mà bị Tống Thư Hàng tiểu hữu dẫn đến trước mặt hắn luôn này. Ừm, may mắn thật, Bạch tôn giả âm thầm gật gù. Tóc gáy của Hoàng Sơn chân quân dựng đứng cả lên. Hắn rè chừng nhìn quanh tứ phía. Bình thường mỗi khi bạch tôn giả may mắn cũng là lúc người xung quanh hắn gặp xui xẻo phải không? Cơ mà tạm thời hình như chưa có chuyện gì xui xẻo xảy ra cả. Đang lúc Hoàng Sơn chân quân chìm vào cơn suy ngẫm thì cảnh mạch đà chủ đã tới gần cấm địa ngũ chỉ sơn phong ấn pháp, mà với tu vi của kẻ đó thì chẳng thể nhìn thấu những gì bên dưới màn sương mù cho nên đương nhiên hắn không thể nhìn thấy bạch tôn giả và hoàng sơn chân quân phía dưới màn xương được. Tiểu quỷ, người tưởng rằng trốn vào sương mù thì có thể trốn thoát khỏi tay ta hay sao? Cảnh mạch đà chủ nổi giận gầm lên, thế nhưng bản thân thì không chui vào màn xương dày đặc. Trời biết trong xương có cái gì, cứ nên cẩn thận thì hơn. Thế là hắn nhấc kiếm hướng lên trời, miệng niệm chú văn, sau đó dùng lực vung kiếm lên. Cửu tiêu dẫn lôi thần pháp. Oanh 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 một con lôi long bị phi kiếm dẫn lối từ trên trời lao thẳng xuống. Lôi long dương nhanh múa vuốt trông cực kỳ sống động, lao xuống sương mù như muốn hủy diệt hết thảy dưới này. chậc dẫn lôi pháp của vô cực ma tông à, Hoàng Sơn chân quân hừ một tiếng, sau đó không thấy hắn làm động tác gì mà thân hình hắn lại đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới lôi long. Phù, Hoàng Sơn chân quân hướng về lôi long, thổi một hơi lôi lòng bá đạo nhe răng dơ vuốt cứ thế bị một hơi thở thổi tan thành mây khói. Cảnh mạch đà chủ thấy cảnh ấy thì khiếp sợ vô cùng. Không dùng pháp bảo mà tay không đi tới là việc cần tu sĩ ngũ phẩm kim đan linh hoàng mới làm nổi. Mà dùng một hơi thở thổi tắt được cửu tiêu lôi dẫn thần pháp của hắn thì chỉ có cấp bậc chân quân mới làm thành. Lục phẩm chân quân, vãn bối phân đà chủ vô cực ma tông cảnh mạch, xin hỏi tiền bối có quan hệ gì với thư sơn áp lực đại không? Cảnh Mạch Đà chủ lặng lẽ siết chặt lá phù huyết độn đại pháp trong tay, hơi vững lòng một chút. Có bảo bối này ở đây, cho dù là lục phẩm chân quân cũng chẳng giữ nổi hắn. "Có, quan hệ bằng hữu." Hoàng Sơn chân quân đáp. Khốn nạn, Cảnh Mạch Đà chủ không chút do dự mở huyết độn đại pháp ra, cả người biến thành một vũng xương đỏ máu lủi ra bốn phương tám hướng. Huyết độn đại pháp này rất hay, huyết vụ tản ra chạy trốn tứ phía ấy sẽ hội hợp thành một cảnh mạch sống sờ sờ ở một nơi nào đó. chương 202, Bạch Tôn giả có đẹp không? Nếu may mắn mà nói thì một số vật phẩm quý báu cũng có thể được giấu trong huyết phụ, rồi được huyết độn đại pháp mang đi. Thậm chí khi tu luyện huyết độn đại pháp đến cảnh giới cao nhất thì chỉ cần một mảnh nhỏ huyết vụ trốn thoát thôi, cũng có thể khôi phục được một cơ thể nguyên trạng. Vết thương nặng mấy cũng chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là khỏe mạnh bình thường. Chính vì lẽ đó mà huyết độn đại pháp mới được gọi là độn thuật ngũ phẩm có thể thoát thân trong tay chân quân. Trên thực tế, khi thi triển huyết độn thuật mà huyết phụ bị hủy một phần thì chủ nhân cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vài thứ. Hoặc là thọ nguyên, hoặc là giới hạn tiềm lực trong cơ thể, hoặc là cường độ thân thể, vân vân Thế nhưng chỉ cần giữ được sinh mạng thì những hy sinh đó đều có thể chấp nhận được cả. Cảnh mạch đà chủ thi triển độn thuật dựa vào phù bảo, đương nhiên không thể thần kỳ được như trong truyền thuyết. Hơn nữa huyết độn đại pháp bị phong tồn trong phù bảo, khi thi triển ra cũng không được linh hoạt như tự thân luyện thành. "Ồ, pháp thuật hệ huyết độn à, thú vị đấy." Hoàng Sơn Chân Quân cười ha hả mà nói. Dựa vào thực lực chân quân đỉnh phong của hắn, muốn phá giải thứ huyết độn đại pháp phải nhờ phù bảo này cũng chẳng khó khăn gì. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn không cần phải làm thay việc của người khác. Bạch Tôn Giả đã ra tay, chỉ thấy bạch tôn giả vừa đưa tay lên trời vung một cái thì thiên địa đã lập tức biến sắc. Nơi vốn là bầu trời đột nhiên hoàn toàn thay đổi, biến thành một mảnh sa mạc minh mông. Mảnh sa mạc ấy không có sinh linh, không có cỏ cây, không có bất cứ thứ gì trừ cát vàng vô tận. Nhờ vào huyết độn đại pháp, cảnh mạch đà chủ biến thành vô số mảnh huyết vụ phát tán khắp nơi. Thế nhưng cho dù nó có bay đến đâu cũng không thoát khỏi sa mạc bao la đó. Sau đó không lâu, huyết độn đại pháp chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định đã biến mất. Cảnh mạch đà chủ khôi phục nguyên hình. Sắc mặt hắn tái mét, dù chỉ dùng huyết độn đại pháp phong ấn trong phù chú nhưng cũng đã làm hắn hao tổn mất một nửa chân nguyên. Lại thêm lúc trước bùng nổ lượng tiêu hao chân nguyên liên tục để truy đuổi tống thư hàng, lúc này năng lượng trong cơ thể hắn chẳng còn nổi một phần mười. Sau đó hắn khẩn trương kiểm tra lại thân thể mình, đối mặt với một vị chân quân lục phẩm chân chính, không biết huyết độn đại pháp đã bị tiêu diệt mất bao nhiêu huyết vụ rồi. Phiền to, sớm biết thế này thì lúc trước đừng nghĩ cách tra tấn thư sơn áp lực đại, cứ giết thẳng tay có phải hơn không? Chẳng ngờ bên cạnh tiểu quỷ kia thế mà lại có một chân quân lục phẩm thật, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ run người. Sau khi kiểm tra cẩn thận một hồi thì vẻ mặt của cảnh mạch đà chủ trở nên hoan hỉ. Không ngờ huyết vụ không bị hủy chút nào, trừ chân nguyên tiêu hao, hắn không hề bị tổn hại gì cả tất cả đan dược, phi kiếm và các loại bảo vật mang theo trên người cũng không hề thất thoát, chẳng lẽ vị chân quân kia biết mình bó tay với huyết độn đại pháp nên lười không ra tay luôn à? Mình đúng là may mắn quá đi mà. Chân quân chẳng qua cũng chỉ đến thế, cảnh mạch đà chủ thầm nghĩ, thậm chí hắn còn âm thầm hạ quyết định, chờ bao giờ tấn chức ngũ phẩm linh hoàng, ngưng tụ được kim đan, thì nhất định phải học được tuyệt chiêu giữ mạng huyết độn đại pháp trong tay sư tôn mới được sau khi xác định mình không bị thương tổn gì cảnh mạch đà chủ mới quay đầu nhìn quanh xem mình đã bay tới nơi đâu đến tận sa mạc cơ à xa thế cảnh mạch đà chủ nhủ thầm xem ra phải xác định vị trí của mình rồi về chi nhánh gần nhất của vô cực ma tông mới xong đây nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có cái gì không đúng sao cái sa mạc này quen mắt thế nhỉ hình như mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải sa mạc mênh mông vô bờ không có một gốc cây ngọn cỏ không có lấy một sinh linh, chỉ có cát vàng tĩnh nghịch. Từ từ, đúng là mình đã thấy khung cảnh này rồi. Ngay mấy hôm trước đây thôi, con rối gỗ huyễn hình mình khống chế vừa đẩy cửa nhà thư sơn áp lực đại thì đã lọt vào một sa mạc y như vậy. Sau đó còn gặp một thiếu niên áo xanh cuồng ngược đái. Thiếu niên đó vung chùy điên cuồng đập con rối nát be nát bét, còn hại hắn phải chịu đựng hết thảy đau đớn thấu trời. Chính là sa mạc này đây. Vì sao mình lại ở trong sa mạc này? chẳng lẽ ta chưa trốn thoát hay sao? Làm sao có thể như thế được? Chẳng phải huyết độn đại pháp có thể đào thoát từ tay của chân quân à? Lòng cảnh mạch đà chủ thắt lại. Chính vào lúc đó, sa mạc trước mắt hắn đột nhiên vỡ tan, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn. Chuyện gì thế này? Khi hai mắt của cảnh mạch đà chủ lấy lại được ánh sáng thì hắn phát hiện ra mình vẫn đứng nguyên tại chỗ khi thi triển huyết độn đại pháp. Ừm, nếu muốn nói chi ly ra thì huyết độn đại pháp được mệnh danh, một giây ngàn dặm đã đưa hắn đi xa tận, 2 mét liền. Sắc mặt cảnh mạch đà chủ tức khắc trắng bệch. Không để cho ngươi chạy được đâu. Lúc này, một giọng nói dễ nghe từ bên dưới truyền lên. Sau đó, một người đàn ông tuấn Mỹ mặc trang phục hiện đại bước ra khỏi màn xương, mặt mang nét cười, tóc dài đen tuyền tung bay trong gió. Tống thư hàng đang được người ấy kéo theo cũng bay lên nói sao thì cảnh mạch đà chủ cũng là đệ tử đi ra từ môn phái như vô cực ma tông hắn lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra là thực tế ảo lệnh tôn thất phẩm cảnh mạch đà chủ muốn khóc rồi cũng tinh mắt đấy bạch tôn giả cười nói sau khi nghe được câu trả lời xác nhận của đối phương cõi lòng cảnh mạch đà chủ lặng ngắt thư hàng xử lý hắn thế nào bạch tôn giả hỏi tống thư hàng lúc này tống thư hàng vất vả mãi mới đỡ cơn buồn nôn Nhìn cảnh mạch đà chủ trước mặt, hắn hỏi. Công tử Hải phái người tới à? Phi, công tử Hải có tư cách gì mà sai phái ta? Cảnh mạch đà chủ cả giận nói theo bản năng, cho dù trước mặt có một vị chân quân lục phẩm, một vị tôn giả thất phẩm, thì tính tình này của hắn vẫn chẳng thu bớt lại được. Ô, quả nhiên không phải phong cách của công tử Hải, xem ra là người tự đến cướp huyết thần toàn của ta rồi. Tống thư hàng hơi gật đầu sau đó nói với bạch tôn giả, xin tiền bối giúp ta trói hắn lại được không? Bạch tiền bối mỉm cười gầy một ngón tay với cảnh mạch đà chủ. Cảnh mạch đà chủ nhũn người ngã gục xuống, mất đi ý thức, không nhúc nhích nữa. Hoàng Sơn chân quân đón lấy hắn ta, cổ tay áo khẽ động biến ra một cái dây thừng rồi trói chặt lại. Người muốn xử lý hắn ra sao? Bạch tôn giả hỏi. À, ta nghĩ có một vị tiền bối trong nhóm cửu châu số một sẽ cảm thấy hứng thú với hắn lắm. Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia mau chóng truyền tới một giọng nam hùng hậu. Thư Hàng tiểu hữu, người tìm ta có chuyện gì thế? Ta à thất tiền bối, ta bắt được một đệ tử của vô cực ma tông, người có hứng thú tới đây một chuyến không? Tống Thư Hàng nở nụ cười mỏi mệt. Ha ha ha, đệ tử của vô cực ma tông à? Có hứng lắm, người giữ máy ở chế độ liên lạc được, ta lập tức qua đó tìm ngươi ngay đây. Tô Thị A Thất cười sang sảng. Tống Thư Hàng nhân cơ hội thấp giọng hỏi. A Thất tiền bối, ta có thể hỏi thăm A Thập Lục bây giờ. Ơ, ờ, hắn chưa nói dứt câu, Tô Thị A Thất đã ngắt máy. Tính tình A Thất tiền bối nóng vội thật đấy. Mà thôi, chờ hắn tới đây rồi hỏi tình hình của A Thập Lục vậy. Lúc này, Hoàng Sơn Trân Quân rơi xuống bên cạnh Tống Thư Hàng, trêu ghẹo hỏi. Thư Hàng tiểu hữu, người thích hậu bối của Tô Thị A Thất rồi à? Tô thị A Thập Lục là một cô bé không tồi, nếu thực lực ngươi mà mạnh một tí thì nói không chừng thật sự có cơ hội kết thành đạo lữ với nó đấy. Không được đâu, ta mới gặp A Thập Lục có vài lần thôi mà. Tống thư hàng đáp, chỉ là hai chúng ta cũng xem như bạn bè, biết cô ấy bị thương rất nặng nên ta muốn hỏi thăm xem tình hình cô ấy bây giờ thế nào, đã đỡ chút nào chưa thôi. Yên tâm đi, nhà A Thất chính là Thiên Hà Tô thị, vết thương của A Thập Lục hẳn là không có vấn đề gì đâu hoàng sơn chân quân an ủi sau khi xuống khỏi màn sương hoàng sơn chân quân tiện tay ném cảnh mạch đà chủ sang một bên hỏi tiếp thư hàng tiểu hữu này mấy ngày nay đậu đậu có ổn không chắc là ổn đấy gần đây tinh thần nó hăng hái lắm tống thư hàng nghĩ nghĩ rồi nói suýt nữa hắn còn phun ra là thậm chí nó còn có bạn gái là con người nữa kìa thế nhưng cảm thấy nói vụ này với hoàng sơn chân quân không được hay cho lắm nên lại thôi chắc nó mang đến nhiều phiền toái cho ngươi lắm nhỉ. Hoàng Sơn chân quân thở dài, hắn quả thực không hiểu, mình đây thả về cổ đại cũng là một soái ca kiểu tài tử suốt chúng đầy mùi giấy mực, sao lại nuôi ra cái con chó mố đậu đậu kia cơ chứ? Chẳng lẽ lúc trước mình đặt cho nó tên là đậu đậu, có hai chữ đậu liền, cho nên nó mới ngố gấp đôi à? Không đâu, đậu đậu còn giúp ta không ít việc ấy chứ. Tống Thư Hàng vội vàng xua tay, hắn nói thật đó mà hoàng sơn chân quân vỗ vai tống thư hàng một cái rõ vang đừng khách khí với ta ta còn không biết đậu đậu là cái thể loại gì hay sao yên tâm đi sau khi xong việc ta sẽ gấp đôi lì xì cho ngươi mấy ngày này ngươi về nghĩ thử xem có thích cái gì không đi cảm ơn tiền bối ngoại trừ cảm ơn tống thư hàng còn có thể nói được gì đúng rồi gần đây ta bảo ngươi ngắm ảnh của mấy vị tiên tử trong nhóm ngươi có nhìn không đấy Hoàng Sơn chân quân hạ giọng hỏi, đồng thời còn âm thầm bày một cái kết giới cách âm mini quanh mình và tống thư hàng. À, có xem mấy tấm selfie của lệ chi tiên tử một lần. Tống thư hàng nghĩ ngợi rồi đáp. Xem có một lần thôi á. Hoàng Sơn chân quân giật nảy mình. Sau đó hắn hỏi nhỏ. Người cảm thấy bạch tôn giả thế nào? Bạch tôn giả tốt lắm, ngài ấy là một đại tiền bối rất hay chiếu cố hậu bối, giống như các tiền bối trong nhóm vậy. Tống Thư Hàng suy tư một lát, đáp lời. Hoàng Sơn chân quân khựng lại, ta có hỏi về mặt đó đâu? Sau đó hắn cắn răng hỏi toạc ra. Người thấy bạch tôn giả có đẹp không? Đẹp lắm, Tống Thư Hàng nói không chút do dự. Đồng thời hắn không khỏi nhớ tới cái lần mình chơi ngu nọ. Khi mị lực của bạch tôn giả đại khai, cả thế giới biến thành hai màu đen trắng, chỉ có bạch tôn giả là màu sắc rực rỡ duy nhất trong tầm mắt hắn. Đoạn, hắn bổ sung thêm, có một lần ta cảm thấy bạch tôn giả chính là người đẹp nhất trong trời đất này luôn. Hoàng Sơn chân Quân nhìn Tống Thư Hàng chầm chầm, sau đó thu kết giới cách âm lại. Thế rồi hắn lẳng lặng né ra, cẩn thận duy trì khoảng cách 3 mét với Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn chân Quân nhớ ngày hôm đó khi thêm nhầm Thư Sơn áp lực đại vào nhóm cửu châu số 1 thì đã tính cho mình và Tống Thư Hàng ba quẻ. Lúc ấy hắn cảm thấy ba quẻ kia chỉ là đồ giỏm bỏ đi. chương 203, ha ha ha, ta rốt cuộc cũng phá được phòng ấn để ra ngoài rồi. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên chạy cách xa mình 3 mét, lòng hắn như có hàng vạn câu chửi rủa đang lao qua. Hoàng Sơn tiền bối, sao ngươi lại bỗng nhiên chạy ra xa thế? Hoàng Sơn chân quân, Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối, có phải ngươi đang nghĩ tới chuyện gì không phải phép lắm đúng không? Hoàng Sơn chân quân cười khan, đâu có, nãy ta lỡ đánh rắm nên mới nghĩ là né ra xa chút thì tốt hơn. Tiền bối lừa ai thế hả? Đến cái cảnh giới như ngày rồi, sao có thể đánh rắm chứ? Hơn nữa, dù ta chưa mở tỷ khiếu, nhưng khứu giác cũng đã nhạy hơn người thường mấy lần, nếu người đánh rắm thật thì ta đã ngửi thấy từ lâu rồi. Nhất định phải nắn lại cái suy nghĩ sai lầm của tiền bối về mình. Tống Thư Hàng quyết định chuẩn bị tâm sự kỹ càng với Hoàng Sơn chân quân một phen. Đúng lúc này, bạch tôn giả đi tới trước mặt lãnh diễm kiếm lưu thiên túng bấy giờ lưu thiên túng còn chưa bình tâm trở lại ánh mắt ngây ngóc như đang chìm vào ngõ cụt khiến tâm trí hắn vô cùng mờ mịt đột nhiên hắc lắc đầu nguẩy nguẩy không thể nào rõ ràng điều mình thấy năm ấy chỉ là ảo giác mà thôi năm đó lúc tìm được động phủ của vị tu sĩ nọ hắn cho rằng pho tượng kia cũng là một bảo vật nên mới vác ra nhưng trên đường đi pho tượng ấy tỏa ra sức hút khôn cùng thậm chí trong lúc vác nó dù là nhắm mắt hay mở mắt thì trong tâm trí hắn cũng hiện lên bóng hình của một người đàn ông tuấn mỹ điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi vậy nên hắn mới quyết định là phải chôn lại pho tượng ấy xuống đất nhưng dù thế hình bóng của người đàn ông tuấn mỹ nọ vẫn không thể xóa nhòa nó ảm ảnh gã suốt một năm dòng mới chịu giải thoát cho hắn ấy quả là một trải nghiệm ác mộng hắn cứ tưởng trên pho tượng ấy có lời nguyền dù sao thì hắn từng đi trộm ở rất nhiều động phủ của cổ tiên, thậm chí còn trộm cả mộ của người ta, nên từng gặp ra rất nhiều loại nguyền rùa. Nhưng chuyện bây giờ là sao, cái ảo giác ám ảnh hắn suốt một năm ấy, giờ lại đang đứng sờ sờ trước mặt. Chào ngươi, bạch tiền bối vẫy vẫy tay với lãnh diễm kiếm. Chào tiền bối, lãnh diễm kiếm tập trung toàn bộ tinh thần, từng chân tơ kẽ tóc đầu sẵn sàng đón địch. Ngươi không cần phải căng thẳng thế đâu, ta không định làm hại ngươi, ta chỉ định nói là cây kiếm lưu tinh ngươi đang cầm kia là của ta, năm đó, người nhân lúc ta bế quan liền lấy nó đi. Giờ ta vất vả lắm mới xuất quan được, cũng đến lúc lấy lưu tinh kiếm về rồi. Bạch tôn giả nói nhẹ nhàng. Lúc bế quan, lãnh diễm kiếm nở người, sau đó, hắn như chợt hiểu ra điều gì. Người đoán đúng rồi, lúc ấy, bởi một chiêu bí pháp nên ta mới hóa thành pho tượng. Sau đó, ta nhớ rõ rằng ngươi mang ta ra khỏi động phủ, sau đó lại chôn ta xuống đất. Bạch Tôn giả nói rất điềm nhiên. Lãnh Diễm Kiếm thì vã mồ hôi lạnh, mồ hôi tuôn ra như thác đổ, không tài nào ngừng lại nổi. Một lúc sau, Lãnh Diễm Kiếm nghiến răng nghiến lợi, nâng cây Lưu Tinh kiếm trong tay, chậm rãi đưa về phía Bạch Tôn giả, không cần biết Lưu Tinh kiếm có phải là cây kiếm của vị tiền bối này không, chỉ dựa vào cái thực lực tôn giả thất phẩm của ngài ấy, thì dù ngài ấy có muốn cướp Lưu Tinh kiếm, Lãnh Diễm Kiếm cũng đành ngoan ngoãn dâng lên. Huống chi cây lưu tinh kiếm này còn thuộc về người ta không đợi lưu thiên túng đưa lưu tinh kiếm cho bạch tôn giả chính cây kiếm ấy đã tự kêu lên vui sướng rồi chạy tới bên bạch tiền bối sau đó vì bay múa vòng vòng quanh hắn như một con cá đang bơi lội thần kiếm có linh hiển nhiên là cây lưu tinh kiếm này đã là một thần kiếm có được kiếm linh của mình bạch tôn giả mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ lưu tinh kiếm một cái lưu tinh kiếm run lên với vẻ sung sướng rồi rơi xuống bên hông của bạch tôn giả bấy giờ tống thư hàng đột nhiên hỏi a bạch tiền bối là lưu tinh kiếm chứ không phải lưu tiên kiếm sao nãy hắn vừa liếc nhìn thấy trên kiếm có khắc chữ lưu tinh kiếm trước giờ nó vẫn là lưu tinh kiếm mà bạch tôn giả quay đầu lại cười rồi bảo thư hàng kiếm lấy về rồi người có bận gì không nếu không thì chúng ta về đi tống thư hàng đáp nếu không vội chúng ta đợi tô thì a à thất tiền bối chút được không được, Bạch Tôn Giả gật đầu. Bấy giờ, Lãnh Diễm Kiếm vác theo cái vẻ mặt rối rắm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. "Tiền Bối, vãn bối có thể hỏi một chuyện không?" Dù vẻ mặt vô cùng rối rắm, nhưng ánh mắt hắn lại kiên định vô cùng. "Hỏi ta sao?" Bạch Tiền Bối quay lại nhìn với vẻ nghi hoặc, rồi gật đầu bảo, "Hỏi đi." "Tiền Bối, ngài có phải là nữ giả nam không?" Ánh mắt của Lãnh Diễm Kiếm mang theo chút hy vọng. Hoàng Sơn Chân Quân đứng cạnh lén bưng mặt bởi lưu thiên túng không phải người đầu tiên hỏi điều ấy mà khéo cũng chẳng phải người cuối cùng ừm nếu ngươi thấy điều ấy giúp ngươi cảm thấy thoải mái hơn thì ta trả lời rằng mình là nữ giả nam cũng được nhưng ngươi có tin không bạch tôn giả gãi gãi tóc đáp lại vãn bối thất lễ rồi lãnh diễm kiếm cung kính hành lễ với bạch tôn giả rồi bay lên trời vừa cười sang sảng vừa bay xa còn vị hậu bối đường đường thuộc không không đạo môn đứng cạnh thì đã bị lãnh diễm kiếm bơ đi rồi bỏ lại chẳng thèm để ý tống thư hàng chớp chớp mắt hắn thấy mình như vừa được chứng kiến một cảnh máu chó trong bộ phim não tàn bây giờ hoàng sơn chân quân lặng lẽ kéo tống thư hàng sang bên rồi truyền âm nhập mật thấy chưa nếu không muốn gặp phải trường hợp như hắn thì phải chăm nhớ tới tô thị a thập lục hoặc vũ nhu tử cũng được hoặc là xem nhiều ảnh của lệ chi tiên tử cũng được rồi đừng có mơ mộng hão huyền bạch tiền bối không phải nữ giả nam đâu phải cắt đứt ngay cái tâm tư đó đi Tiền bối, Tống Thư Hàng cười khổ, hắn không thể truyền âm nhập mật nên cũng chẳng thể giải thích rằng, lúc trước hắn bảo bạch tôn giả, nhìn được là chỉ đứng ở góc độ thưởng thức mà thôi. Hắn cũng chưa từng tơ tưởng đến việc bạch tiền bối có phải là nữ phẫn nam trang hay không nha. Cố lên, Hoàng Sơn chân quân giơ ngón cái với Tống Thư Hàng, rồi lại lui sang một góc, nhìn vân vụ đạo nhân đang bị phong ấn trong ngũ chỉ sơn phong ấn pháp. Để vân vụ đạo nhân không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, Hoàng Sơn chân quân đã thần ra tăng lượng xương mù quanh hắn, tạo thành một lớp cách âm, cách tầm nhìn, cách cả cảm ứng. Vậy nên, phân vụ đạo nhân cứ như đang chơi game offline vậy, còn đương mải mê tìm các phá giải phóng ấn của Hoàng Sơn, không biết chút nào về những chuyện vừa xảy ra ở ngoài kia. Để xem hắn phá lớp phong ấn này kiểu nào, Hoàng Sơn chân quân cũng đang ngóng được xem cái trò này lắm. Lúc này, Bạch Tiền bối quay sang vẫy tay với Tống Thư Hàng, hỏi. Thư Hàng, chuyến đi tới thành phố Di lần này có suôn sẻ không? Sao lúc sau lại gặp đệ tử của vô cực ma tông thế? Nếu nói suôn sẻ thì đúng là vô cùng suôn sẻ. Tống Thư Hàng cười nhẹ, sau đó hắn bắt đầu kể lại những chuyện mình vừa trải qua trong sáng nay. Từ việc gặp phải oán quỷ, cho đến chuyện bất cần giết chết con quỷ đó, rồi cả chuyện tam nhật sư huynh không quản xa cách ngàn dặm để tới giúp hắn một tay. Sau đó là chuyện phát hiện một đống dược liệu để luyện chế khí huyết đan ở chỗ các thuộc hạ cũ của đàn chủ. Cuối cùng là chuyện bị cảnh mạch đà chủ và bán hồ đại nhân truy giết. Nói đến đây, Tống thư hàng không khỏi đưa mắt nhìn qua cảnh mạch đà chủ, lần này tới thành phố Di, điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là không moi được tin về cái phân bộ của vô cực ma tông nơi quỷ hoa tu sĩ hoạt động. Nhưng xem ra, hiện đã có cảnh mạch ở đây, chẳng nhẽ còn sợ không moi được tin về cái phân bộ đó sao? Tức là cái câu chúc phúc mà bạch tiền bối để lại cho mình trên tập danh sách dược liệu đã hoàn thành một cách mỹ mãn ngẫm lại mà thấy lợi hại thật đấy ha 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 may mắn đấy đến cả dược liệu của khí huyết đan cũng có hết rồi bạch tôn giả mỉm cười hoàng sơn chân quân đứng bên không khỏi liếc tống thư hàng một cái chẳng nhẽ thư hàng tiểu hữu đi theo bạch tiền bối nên mót được vận số thật à chuyến hành trình tới thành phố di này của hắn may mắn đến độ quái lạ có phong phạm của bạch tôn giả thật ấy chứ Thư Hàng, giờ ngươi đã mở nhãn khiếu rồi, tuy nói rằng chỉ cần có khí huyết đan là có thể gia tăng tốc độ tu luyện tị khiếu của ngươi, nhưng nhanh lắm cũng phải mất chừng một năm. Bạch Tôn giả nhéo nhéo cầm rồi nói, thực ra, nếu ngươi đủ may mắn thì... Nghe tới cái cậu đó, Tống Thư Hàng giật thoát lại, định bụng ngăn lại ngay nửa câu sau của Bạch Tiền Bối. Hắn đã được trải nghiệm sâu sắc, chúc phúc của Bạch Tiền Bối là thứ có uy lực mạnh mẽ thế nào. Câu chúc viết trên giấy thôi mà đã khiến hắn xuôn sẻ thế rồi, nhưng sau xuôn sẻ là vụ bị hai vị tu sĩ tứ phẩm đuổi giết, suýt chút nữa là mất mạng. Nếu giờ bạch tiền bối trực tiếp nhả ra lời vàng ý ngọc, nói thẳng lời chúc thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Tiếc rằng hắn vừa đứng lên, thì nửa câu sau của bạch tiền bối đã tuôn ra. Ừm, um, ta nhớ chừng mấy trăm năm trước, có một tu sĩ sở hữu một viên kỳ thạch thì phải. Hình như là vật đến từ vũ trụ, rất thần kỳ viên đá ấy có một luồng năng lượng đặc biệt, không phải linh lực, không phải thứ năng lượng tu sĩ có thể chuyển hóa. Nhưng thứ năng lượng từ viên kỳ thạch ấy lại gia tăng tốc độ, khai khiếu của tu sĩ nhất phẩm. Ta nhớ rõ, viên kỳ thạch ấy từng khiến giới tu sĩ dậy lên hỗn loạn thì phải. Đúng rồi, ta cũng nhớ vậy. Hoàng Sơn Trân Quân tiếp lời, viên kỳ thạch ấy được giới tu sĩ gọi là ngộ đạo thạch. Chỉ cần ngồi bên viên đá ấy là có thể linh ngộ được sự kỳ diệu của đại đạo khi tu sĩ nhất phẩm đứng gần kỳ thạch, quá trình đột phá khiếu huyệt trong cơ thể sẽ rất suôn sẻ, gần như là chẳng thất bại bao giờ. Nhưng tiếc rằng, không biết viên đá đó đã rơi vào tay thế lực, hay vị đại năng nào. Nếu thư hàng có được viên kỳ thạch ấy, không chừng chỉ cần 4 năm, người có thể đột phá tam khiếu, nhãn, nhĩ, khẩu, rồi vượt long môn, tấn chức lên nhị phẩm. Bạch tôn giả cảm thán. Sao có thể chứ, ta đâu có may mắn như vậy. Tống thư hàng vội vàng phất tay chối, Nãy bạch tiền bối có nói, viên kỳ thạch ấy dường như không phải đồ do mẹ trái đất sinh ra mà đến từ vũ trụ thần bí. Vậy tức là, rất có thể, viên đá đó sẽ rơi từ trên trời rơi xuống như thiên thạch trăng. Mong rằng lời chúc phúc của bạch tiền bối không có tác dụng. Nếu trong, sau này, hắn lúc nào cũng nơm nớp lo xem có thiên thạch hay gì đó rơi xuống. Rồi cái đấy, mình sẽ bị đập nát tươm nhỉ. Giữa lúc cả ba đang chuyện trò, phong ấn của vân vụ đạo nhân cuối cùng cũng xuất hiện vẻ thay đổi. Ngũ chỉ sơn phong ấn pháp của Hoàng Sơn chân quân run lên. Rồi, một bóng dáng xé toạc phong ấn để lao ra. Ha ha, rốt cuộc ta cũng thoát được rồi. Bóng dáng ấy giơ hai tay lên trời, bật cười sang sảng. Sau đó còn ca lên. Một chiêu phá phong ấn tìm lại tự do, cướp sạch đồ của tên ngốc Hoàng Sơn. Hai, không được, không vần gì cả chương 204, tốc độ này, nhanh đến không gì diễn tả nổi. Nhìn hình ảnh giám sát, khi vân vụ đạo nhân nổi hứng làm thơ, Tống Thư Hàng lặng lẽ đưa mắt nhìn Hoàng Sơn chân quân. Cái danh xưng Hoàng Sơn đại ngốc đó, dù ngày nào đậu đậu cũng gọi, nhưng nó là thú cưng của Hoàng Sơn chân quân, dù nó gọi Hoàng Sơn đại ngốc thì chân quân cũng chỉ thấy nó bướng bỉnh đáng yêu. Còn cái vị vân vụ đạo nhân này, vẻ ngoài như ông chú trung niên thế kia, chẳng đáng yêu gì cả hắn ngâm nga câu thơ về Hoàng Sơn Đại Ngốc, không biết đoạn sau có bị Hoàng Sơn chân quân dùng trường đập chết không? Ha ha, chắc phải khiến hắn nếm thử sức mạnh của ngũ chỉ Sơn phong ấn pháp bản mới nhất mà ta mới cải tiến mới được. Lần này, Lão Phu nhất định phải phong ấn hắn đến chết. Hoàng Sơn chân quân giận dữ, nở nụ cười lạnh. Tống Thư Hàng lặng lẽ bị ai cho vị vân vụ đạo nhân này trong ba giây. Bây giờ, trong hình ảnh, vân vụ đạo nhân bỗng nhiên đờ người rồi ngẩng dầu quan sát chung quanh cơ thế hắn cũng ngắc thi thoảng còn ngước nhìn không chung nhưng hoàng sơn chân quân đã tăng độ dày của xương mù trong cấp địa nên vân vụ đạo nhân không thể nhìn thấu màn xương dày đặc này vậy nên dù có nhìn quanh thì hắn cũng chẳng thấy được gì sao lão phu vừa xuất quan liền cảm thấy tim đập dồn thế nhỉ chẳng nhẽ tên khốn hoàng sơn kia còn đặt cái bẫy nào nữa quanh mình vân vụ đạo nhân lẩm bẩm nhưng không sao, bản đạo đã phá được phong ấn để thoát ra rồi, từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao tùy chim bay. Kiếm tới, vân vụ đạo nhân quát khẽ một tiếng, một thanh kiếm bay ra từ trong cổ tay áo rách nát của hắn, hóa thành kiếm quang. Hắn nhẹ nhàng bước lên độn quang rồi xông tới không trung. Dục thuận phong ta đã trở lại, một đòa kiếm quang năm nghìn dặm nha, chém đầu địch như chặt gà nha. Từ mấy câu thơ lung tung bèn đó có thể nhận ra rằng, vân vụ đạo nhân là người mê thi ca, nhưng lại chẳng có chút năng khiếu nào. Hơn nữa, do bị phong ấn quá lâu, nên đồ đạc của hắn rách tung tóe hết cả, không có chút hình tượng văn nhân nào. Nhìn vân vụ đạo nhân càng bay càng xa, Tống Thư Hàng vội hỏi. Trân Quân, không bắt hắn lại rồi phong ấn lần nữa sao? Không vội, Hoàng Sơn Trân Quân cười gian trá, giờ sông lên rồi bắt hắn về phong ấn thì chẳng phải dễ dàng cho hắn quá à? Để hắn được tiêu giao vài ngày, cho hắn được nếm trải cảnh thế gian này phồn hoa. Đợi đến khi hắn đắm chìm trong đó rồi, ta mới bắt về rồi chân áp. Khi đó, với một kẻ từng được hưởng thụ bao điều tốt đẹp trên thế giới này như hắn, nay lại bị bắt về, thế mới càng đau đớn. Chuyện này giống như, một người chưa từng tiếp xúc với Internet, thì chỉ cần đọc tiểu thuyết giấy và xem TV cũng đủ hạnh phúc rồi. Sau đó, có một ngày, hắn được tiếp xúc với Internet, ngày nào không có Internet sẽ thấy bứt rứt không yên, rồi đột nhiên, cắt mạng, cắt điện của hắn đi. Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng để lâu, người nọ sẽ phát điên. Hơn nữa, ta đã ngầm ra tay với vân vụ rồi, hắn không thoát khỏi sự theo dõi của ta được đâu. Hoàng Sơn Trân Quân nói với điệu vô cùng tự tin. Tống Thư Hàng thầm nuốt nước miếng, như thể nhất định không được đắc tội Hoàng Sơn Trân Quân, nếu không chắc sẽ thê thảm lắm ấy. Cứ thế, Hoàng Sơn Trân Quân, Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng nhìn về phía vân vụ đạo nhân, nhìn hắn bay lên, càng bay càng cao. Về phần đường đường của không không đạo môn, cô đang ngầm nhìn chằm chằm vào bạch tôn giả, đầu thì không ngừng tưởng tượng câu chuyện về yêu hận tình cừu giữa nữ đệ của của không không đạo môn và tu sĩ tiền bối tuấn Mỹ, bá đạo. Chuyện của vân vụ đạo trưởng thuộc không không đạo môn cứ thế mà tạm chấm dứt sao. Hy vọng vân vụ đạo trưởng có thể hạnh phúc, nhỉ không lâu sau khi vân vụ đạo trưởng phá được phong ấn để rời đi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một luồng độn quang đột nhiên bay tới. Sau đó, thân hình cao lớn của Tô Thị A thất rơi xuống. Thư hàng tiểu Hữu hắn quay sang cười sang sảng với tống thư hàng, rồi khi thấy Hoàng Sơn chân Quân và Bạch Tôn giả đứng cạnh, nụ cười ấy thoáng đơ ra. Nhưng hắn về gắng mà quay sang cười sang sảng rồi chào Hoàng Sơn chân Quân và Bạch Tôn giả. A thất tiền bối, người tới nhanh quá, đây là đệ tử của vô cực ma tông đã bị bạch tiền bối và hoàng sơn tiền bối bắt được tống thư hàng chỉ vào cảnh mạch đà chủ ở bên cạnh lần này cảm ơn thư hàng tiểu hữu a thất tiền bối nhanh chóng đi tới bên cạnh cảnh mạch đà chủ rồi lục soát người hắn lôi ra được một ít bình có lớn có nhỏ một thanh phi kiếm tối đen như mực và một luồng mây mù a thất đánh trưởng vào mấy thứ này tạm phong ấn chúng rồi quẳng cho tống thư hàng thư hàng tiểu hữu mấy cái này ngươi cầm đi đợi chừng một hai tháng sau đợi ta xử lý kẻ này và phân bộ của vô cực ma tông thì ngươi hắn cởi phong ấn khi đó chúng sẽ thành vật vô chủ ngươi có thể yên tâm mà dùng phi kiếm và pháp khí còn dấu tích của chủ cũ nếu chủ cũ chưa chết thì chưa thể sử dụng để xua đi những dấu tích này vô cùng rắc rối nên a thất chọn cách đơn giản nhất là phong ấn đợi mấy ngày nữa hắn xử lý cảnh mạch đà chủ xong là tống thư hàng có thể dùng mấy thứ này thư hàng tiểu hữu hẹn gặp lại sau, đợi đến khi thực tiên yến của tuyết tiên cơ khác lại mở, ta sẽ qua tìm ngươi. Nói xong, Tô Thị A thất nhức cảnh mạch đà chủ lên. Sau đó, hắn quay sang chào tạm biệt Hoàng Sơn chân Quân và Bạch Tôn Giả, rồi vèo một tiếng liền cưỡi đao bay lên không, bay đi mất dạng. Sau khi bay xa rồi, A thất nói thầm, quên bén mất chuyện tống thư hàng tiểu hữu đang ở trùng bạch tiền bối, làm mình giật thoát cả tim. May mà phản ứng nhanh, chạy sớm. Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta chào tạm biệt thôi. Tống Thư Hàng quay sang nói lời từ biệt với Hoàng Sơn Trân Quân. Hoàng Sơn Trân Quân cười đáp. Phiền tiểu hữu chăm sóc đậu đậu thêm vài ngày, đợi ta bắt được vân vụ đạo trưởng về phong ấn tiếp rồi mới qua đón nó về. Được, ta sẽ nói lại với đậu đậu. Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Sau đó, Bạch Tôn giả lấy kiếm, đưa hắn về căn nhà của Dược Sư. Chỉ chốc sau, Hoàng Sơn Trân Quân cũng ngự kiếm, rời khỏi khu vực phong ấn. A, à, sao lại đi hết rồi? Lúc cô nàng của không không đạo môn định thần lại thì mọi người chung quanh đã đi sạch, chỉ còn mình cô đứng đó chờ chọi. Mình tự do rồi hả? Nhưng sao lại thấy không cam lòng thế này? Phải trải nghiệm cái cảm giác bị người ta coi như không khí, lòng đường đường vô cùng khó chịu. Cô nghiến răng nghiến lợi, rồi siết quyền, nhìn về phía tống thư hàng và bạch tôn giả bay đi. Ta sẽ trở về. Tống Thư Hàng ngồi trên kiếm quang của bạch tôn giả, không hiểu sao cứ thấy hai chân nhũn hết cả ra, chẳng nhẽ đây là di chứng của cái lần nhảy ban di hồi trước. Chuyện lần đó đúng là một bài học sâu sắc, vậy nên hiện tại, mình nhất định phải làm chủ được cái miệng, tuyệt đối không được nói mấy lời mất não nữa. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Tống Thư Hàng lấy ra thì thấy thổ ba gọi điện tới. Đêm hôm khuya khắt, thổ ba không ngủ mà gọi điện qua làm gì tống thư hàng quyết định nhận cuộc gọi thư hàng mày ở đâu thế tao vừa qua phòng mày thì chẳng thấy đâu giọng nói đầy lo lắng của thổ ba vang lên đêm nay hắn mất ngủ định qua tìm tống thư hàng xe nó ngủ chưa. chưa thì tâm sự với nhau chút đỉnh nhưng đến phòng nó rồi lại thấy trong phòng chẳng có ai có mỗi cái chùm chìa khóa xe trên bàn vậy nên hắn lo quá liền gọi cho tống thư hàng khụ tao ra ngoài tìm chỗ bán thuốc về luôn đây đừng lo Tống Thư Hàng vội vàng đáp lại: Mày học hút thuốc từ bao giờ vậy? Đợi chút, Thổ Ba đột nhiên nói thật khẽ, có phải mày bị bắt cóc không, cần tao gọi cảnh sát không? Chí tưởng tượng của mày phong phú quá đấy, vượt tầm vũ trụ rồi. Đừng nghĩ nhiều, tao về luôn đây. Tống Thư Hàng mỉm cười đáp lại: Ờ, ờ, vậy mày về nhanh lên, tao đợi. Thổ Ba đáp. Tống Thư Hàng cười ha ha rồi cúp máy. Bạch Tiền Bối Ngươi có thể đưa ta qua thành phố gì được không? Được thôi, bạch tiền bối gật đầu. Ta dùng một thanh phi kiếm khác đưa ngươi qua, rồi về nhà của dược sư đợi ngươi. Dùng một thanh phi kiếm khác đưa ta qua. Tống thư hàng cảm thấy nghi hoặc, chẳng nhẽ bạch tiền bối không cần ngự kiếm phi hành cũng đưa mình qua được sao? Bạch tôn giả nói đúng thế, đơn giản lắm, giống như phi kiếm truyền thư vậy. Phi kiếm truyền thư, bạch tiền bối không cần tu sĩ khác gửi tọa độ cho sao? Tống thư hàng hỏi, trước đây khi dược sư và thông huyền đại sư phi kiếm truyền thư, hai người phải dùng phương pháp cộng minh đặc biệt để xác định vị trí, rồi mới truyền thư. Không cần, người chỉ cần nói địa chỉ, ta dùng điện thoại để tìm tọa độ là có thể đưa người qua. Cách này ta cũng mới nghĩ ra thôi. Tu vi của ta những thất phẩm cơ mà, người phải tin ta. Bạch tôn giả giải thích. Khụ, bạch tiền bối, người không cùng ta tới thành phố gì để chơi chút sao? Tống thư hàng nói với điệu cẩn thận hắn cứ thấy cái cách dùng bản đồ trên di động của bạch tiền bối có gì đó không ổn nếu được tốt nhất là nhờ bạch tiền bối tự mình đưa qua thì an toàn hơn đúng thế bỗng nhiên ta cảm thấy không được vui vẻ lắm bạch tiền bối thở dài rõ ràng ban nãy ta đã thu khí thức của mình vào rồi nhưng khi tô thị a thất nhìn thấy ta hắn vẫn muốn trốn tránh nói chưa được mấy câu đã chạy rồi vậy nên ta thấy không vui không đi thành phố gì với ngươi qua đây đi ta dùng phi kiếm để đưa ngươi qua, đừng lề mề nữa. A thất tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên muốn khóc quá, lỗi của A thất tiền bối, mà sao hắn phải gánh hậu quả thế này? Trong lúc nói chuyện, Bạch tiền bối lấy cây đoạn kiếm mày lam của tán tu lý thiên tố ra, đưa ngón tay đặt lên trên nó một chút. Đoạn kiếm hóa thành kiếm quang, bay lơ lửng giữa không chung. Sau đó, Tống Thư Hàng bị Bạch Tôn giả chuyển qua cái độn quang của thanh đoạn kiếm màu lam ấy. Địa chỉ ở đâu? Bạch Tiền Bối hỏi: "Số 54, Quảng trường La Tín, thành phố gì?" Bạch Tiền Bối: "Ta chắc sẽ không chết chứ?" Tống Thư Hàng bày ra cái vẻ mặt van xin: "Yên tâm đi, không sao đâu." Bạch Tiền Bối vuốt vuốt di động vài cái rồi bảo: "Được rồi, có tọa độ rồi." Sau đó, hắn bắt quyết kiếm, rồi đụng nhẹ vào thanh phi kiếm dưới Tống Thư Hàng. "Đi thôi." Cây đoản kiếm màu lam bay vèo đi một, nó bay vút đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhanh tới chừng nào nhỉ, nhanh tới độ không gì có thể diễn tả nổi. Ví dụ như, khi phi kiếm mới vừa lao đi, Tống Thư Hàng liền hét lên thảm thiết. À à à à, trường 205, nhóm người của Bắc Hà Tán Nhân mất trí nhớ. Hiện giờ, Tống Thư Hàng ngã dạp trên thanh phi kiếm, chẳng có chút gì là đẹp đẽ cả. Tưởng tượng thì tuyệt diệu lắm, nhưng sự thực tàn khốc cứ dậy dỗ Tống Thư Hàng hết lần này đến lần khác, không ngừng đập tan giấc mộng ngựa kiếm phi hành của hắn. Nếu thanh phi kiếm không có lực hút vô cùng lớn, khiến Tống Thư Hàng gắn chặt lấy nó, thì lúc này, hắn sớm đã rơi xuống do độn quang lao đi với tốc độ quá nhanh. Bạch tiền bối, dù dùng cái cách phi kiếm truyền thư, thì ngài cũng nên trùng thêm cho ta cái trận pháp chống gió chứ. Ta là người chứ có phải hàng hóa đâu, Tống Thư Hàng khóc ròng. Bởi phi kiếm lao đi với tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng, nên hắn chỉ đàn dùng cơ thể của mình để chống lại luồng áp lực dữ dội trong không khí. Nếu không phải hắn đã là tu sĩ nhất phẩm nhị khiếu, thì dưới sức ép của cái tốc độ bay này, riêng chuyện ngạt thở cũng đủ khiến hắn thảm thiết lắm rồi. Ngoài cái ưu điểm, nhanh, ra, thì Tống Thư Hàng chẳng tìm nổi một ưu điểm nào khác của cái cách vận chuyển này của Bạch Tiền Bối. Hơn nữa, Tống Thư Hàng cảm thấy, ngoài cái chứng sợ độ cao ra, khéo mình sẽ có thêm chứng sợ tốc độ ấy chứ. Không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết là rất nhanh, Tống Thư Hàng đã tới nơi. Bây giờ, tóc hắn đã dối bù hết lên, may rằng tóc hắn không dài như dược sư, nếu không thì thể nào cũng biến sang cái kiểu trổng ngược như của tiền bối ấy. Tốc độ của phi kiếm từ từ chậm lại rồi chuẩn bị rơi xuống. May mà lần rơi này không theo kiểu ban di, nếu không, chắc chân của Tống Thư Hàng sẽ mềm hoạt. Trong nhà ông ngoại của Thổ Ba, Thổ Ba cầm di động của mình, lôi game ra chơi với vẻ nhàm chán. Cái thằng Thư Hàng đó rốt cục đi đâu rồi chứ? Chẳng nhẽ bị người ta bắt đi thật, bởi cái tên Tống Thư Hàng kia làm gì có hút thuốc đâu, đang đêm hôm lại ra ngoài, còn nói là đi mua thuốc, nghĩ thế nào cũng thấy quái quái. Đợi thêm 10 phút, nếu Thư Hàng không xuất hiện, chắc phải báo công an thôi. Thổ Ba nghĩ nguyên man như vậy. Trong sân nhà ông ngoại Thổ Ba, bên cạnh cái xe dành cho nữ của Tống Thư Hàng, có hai tên trộm vật đang dần tiếp cận. Chúng dùng đèn pin chiếu vào trong xe, rồi lại mau chóng tắt đi có hai thùng lớn, một ba lô lớn. Xe này là xe cho nữ, không chừng trong đó có nhiều thứ có giá. Tên trộm A nói thì thầm. Tỷ lệ đặt đồ quý giá trong xe của nữ giới cao hơn nam giới. Tên trộm B nhẹ nhàng vẫy tay, rồi dơ viên gạch trong tay. Tao đập vỡ cửa kính, rồi mày nhanh chóng lôi ba lô và thùng ra. Được, tao lên mạng để xem tin về cái dòng xe cho nữ này rồi. Hệ thống báo động hơi lạc hậu, đôi khi cửa kính bị đập mà còi cũng không vang. Tên trộm A cười gian trá. Sau đó, tên trộm B giơ gạch lên, chuẩn bị ném về phía cửa kính. Đúng lúc này, từ trên trời bỗng nhiên có thứ rơi xuống, đập về phía hắn. Sau đó, tên trộm B bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể gầy yếu của hắn bay ra chừng 5 mét, đập vào tường nhà của ông ngoại Thổ Ba. Tên trộm A đứng sau ngây ra như phỗng, hắn há hốc miệng, mãi chẳng nói được gì. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? A à, rốt cục cũng an toàn đáp đất rồi sao? Giọng nói của Tống Thư Hàng vang lên, mũi chân hắn thoáng đẩy một cái, đẩy thanh phi kiếm dã dùng hết năng lượng lên rồi dùng tay đón lấy. À à à, bấy giờ, tiếng kêu thảm thiết của tên trộm B mới vang lên. Hắn cảm thấy cơ thể mình như bị bò điên đâm phải, xương cốt rời thành từng mảnh. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn chúng một cái. Ô, trộm à, tên trộm A à trợn trừng mắt, sau đó bày ra vẻ mặt dữ tợn, rồi lấy một cây đao nhỏ từ trong túi áo. Nếu không muốn chết thì cút. Chưa nói hết câu, hắn đã thấy tầm mắt của mình tối sầm. Một cú đấm mạnh mẽ nện thẳng vào hốc mắt hắn, hắn chu lên thảm thiết rồi đập vào tường nhà ông ngoại của thổ ba, bước lên con đường y hệt thằng bạn mình. Hai tên trộm nằm chồng lên nhau mập rên la thảm thiết. Chúng mày tới đúng lúc lắm, Tống Thư Hàng thoáng gật đầu, có hai tên trộm ở đây, đợi lát nữa thổ ba hỏi mình đêm hôm khuya khoát chạy đi đâu, mình có thể lấy cớ rằng nhìn thấy hai kẻ lén lút này nên mới lẻn ra ngoài để phòng trừ tuyệt nhỉ có chuyện gì thế từ căn phòng trên lầu thổ ba ló đầu ra hỏi thổ ba tao đây tao gặp phải hai thằng trộm tống thư hàng mỉm cười vẫy vẫy tay sao cơ trộm á à, a ha, ha 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 phố la tín nhà chúng ta lâu lắm rồi không gặp trộm giọng nói của la tín ngập tràn vẻ hưng phấn sau đó hắn hô lớn ông ơi ra bắt trộm cái gì trộm to gan lớn mật thật bắt trộm chưa thấy người mà đã thấy tiếng giống như sư tử gầm của ông ngoại thổ ba chẳng mấy chốc ông ngoại bà ngoại lý dương đức và cả mấy hộ hàng xóm chung quanh hùng hổ chạy lại trộm đâu ở đâu ông ngoại của thổ ba hỏi lớn khu la tín này nhà nào cũng có chút quan hệ thân thích với nhau anh em tình thương mến thương ra trận sát cánh bên nhau mỗi khi có trộm chỉ cần hò lên một tiếng là cả thôn đều xông ra rất ít tên trộm nào bị phát hiện rồi mà còn có thể chạy thoát vậy nên đã lâu lắm rồi không có tên trộm nào dám tới đây không chỉ chẳng trộm được mấy đồng mà bị tóm rồi thì sẽ cực kỳ thê thảm mấy tên trộm từng bị bắt trước đây lúc thấy chú cảnh sát còn khóc trong sung sướng ở kia kìa dưới góc tường tống thư hàng cười ha hả sau đó hàng xóm láng giềng liền xông lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay tiếp liền có người hô lên Ai có dây thừng không, trói lại đã rồi giao cho đồn công an. Tôi, tôi có dây thừng. Một người đàn ông nhanh chóng chạy tới, rồi lôi ra một sợi dây thừng rất thô. Hắn nhanh nhẹn chói gô tay của hai tên trộm lại với vẻ vô cùng điêu luyện. Sau đó, kéo dây thừng, tiện tay chói luôn chân của chúng, rồi nghĩ nghĩ thế nào mà lại chói thêm vài vòng quanh người chúng. Sao cứ thấy như người đàn ông này không phải đang chói người, mà là đang luộc cua mới đúng. Không cần chói chân đâu. Lát còn dẫn chúng nó lên đồn cơ mà Người cũng đừng buộc nhiều thế chứ Ông tưởng mấy thằng này là con cua mà ông bán đó hả Người bên cạnh nói Đúng là nghề bán cua thật à Người đàn ông trói dây cười khan Khốn thật, quen tay Sau khi mọi chuyện xong xuôi Ông ngoại thổ ba và những hàng xóm khác kéo hai tên trộm mặt mũi bầm dập lên đồn Nhờ có hai tên trộm này Mà việc tống thư hàng rời nhà lúc nửa đêm không bị ngó ngàng tới nữa sau khi chơi ở nhà ông ngoại thổ ba hai ngày tống thư hàng và dương đức chào tạm biệt ông bà rồi bước lên hành trình về đại học giang nam thổ ba thì ở lại chơi thêm và bữa nữa chiếc ô tô dòng cho nữ từ từ lăn bánh sau cốp là hai thùng dương mai đầy ú xem như là chiến lợi phẩm của tống thư hàng trong hai ngày này ông ngoại của thổ ba vẫy tay chào rất nhiệt tình hắn đứng nhìn theo bóng tống thư hàng và dương đức rời đi từ sau khi tống thư hàng qua đây những chuyện quái lạ trong thôn không còn xảy ra, ngay cả những cụ già đương suy yếu cũng từ từ hồi phục. Thật đáng mừng. Đại học Giang Nam, sau khi Tống thư Hàng đưa Dương Đức trở về, hắn lái về phía căn nhà của dược sư. Bạch Tiền Bối, đậu đậu, ta đã về rồi." Tống thư Hàng lôi ra hai cái thùng, vác theo một chiếc ba lô lớn rồi đi lên lầu. Vừa vào nhà, hắn không khỏi ngây ngẩn. Nhìn căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn lặng lẽ lùi ra phía người cửa để nhìn đúng là căn này không sai, hắn không nhìn lầm, đây đúng là căn nhà 5 tầng mà dược sư mua. Nhưng trang hoàng bên trong, đều đã thay mới. Từ vách tường, trần nhà, đèn điện, tới các loại đồ dùng gia dụng, sản phẩm điện tử, đều được đổi hết. Khóe miệng tống thư hàng run rẩy, mình mới ra ngoài có hai ngày đúng không nhỉ? Bấy giờ, bóng dáng của bạch tiền bối liền xuất hiện bên cạnh tống thư hàng. Ha ha ha, tống thư hàng, người cảm thấy cách trang hoàng mới này như thế nào? Ánh mắt của Bạch Tiền Bối mang theo vẻ áy náy và có chút lấy lòng. Tống Thư Hàng chớp chớp mắt, mãi lâu sau mới gật đầu, dặn ra một chữ. Tốt, đúng vậy, nếu chỉ nhìn ở góc độ trang trí, giả thiết rằng, căn nhà ban đầu dược sư mua, có bầy trí chỉ tầm vài triệu, giờ thì những bầy trí đó trị giá tới tận vài chục triệu, vô cùng xa hoa. Vậy nên, Tống Thư Hàng chỉ biết dặn ra một chữ tốt. Còn lý do vì sao Bạch Tiền Bối lại trang hoàng lại? Tống Thư Hàng cảm thấy mình không cần hỏi, từ cái vẻ mặt áy náy và lấy lòng kia là đoán được đáp án rồi. Bạch Tiền Bối thở phào nhẹ nhõm. Tống Thư Hàng hé miệng thở dài, định nhắc Bạch Tiền Bối rằng căn nhà này thuộc về dược sư Tiền Bối, hắn vừa lòng thì cũng chẳng ích gì. Nhưng nhìn cái vẻ thở phào nhẹ nhõm của Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng cảm thấy có chút không đành lòng khi nhắc tới cái sự thật đó. Đúng rồi, Tiền Bối ta đi chơi nhà bạn về, có mang quà về đấy, người nếm thử chút nhé. Tống Thư Hàng ở thùng dương mai ra, lộ ra những quả dương mai căng mọng, nhìn vô cùng ngon miệng. Bạch tiền bối nếm một quả rồi nheo nheo mắt. Ừm, không tệ. Đúng thế, bọn ta tự tay hái đó, rất thú vị. Lần sau nếu có rảnh, ta sẽ dẫn tiền bối đi chơi một chút. Nhân dịp còn nghỉ hè, ta có thể dẫn tiền bối đi ngao du ở khắp mọi miền tổ quốc, nếu chỉ ở dịp trong khu giang nam thì không thể trải nghiệm những địa điểm thú vị của thời đại này tống thư hàng cười nói được hai mắt của bạch tiền bối sáng rực lên còn vụ máy bay nữa mấy ngày nữa chúng ta đi học đi không thành vấn đề tống thư hàng cười sang sảng nhưng thực chất thì trong lòng đang thầm nghĩ trước khi học lái máy bay mình có nên mượn hoàng sơn tiền bối bộ đồ du hành vũ trụ không hắn sợ bạch tiền bối lái máy bay rồi lại nổi hứng dùng phi cơ lao ra ngoài vũ trụ bay thẳng về mặt trăng vậy nên cứ phải đề phòng trước trong lúc hai người nói chuyện đậu đậu bắc kinh bay vào từ trong phòng ra lao về phía tống thư hàng rồi kêu lên thư hàng nghe nói hôm trước ngươi gặp lão hoàng sơn ngốc đó hả tống thư hàng đón lấy đậu đậu đang lao tới đáp đúng thế ta có gặp hoàng sơn chân quân tên hoàng sơn đại ngốc có nói rằng khi nào sẽ tới đón ta không đậu đậu hỏi với giọng chờ mong những lần trốn nhà trước Hoàng Sơn chân Quân sẽ luôn vội vàng đi tìm nó. Nhưng lần này, đã hơn một tháng rồi mà Hoàng Sơn chưa qua đón, nó cảm thấy có chút lạ lẫm. Khụ, chân Quân nói rằng đợi thêm mấy ngày nữa, đợi khi hắn bắt được phân vụ đạo trưởng của không không đạo môn để phong ấn rồi sẽ qua đón ngươi. Tống Thư Hàng trả lời cặn kẽ. Lại bắt cái lão vân vụ dở người đó hả? Đậu đậu nhe răng, được lắm Hoàng Sơn đại ngốc, dám không để ý tới ta à? Tống Thư Hàng cười gượng được rồi đừng nhắc tới chuyện của hoàng sơn đại ngốc nữa hôm qua người có online không trong nhóm chat có chút chuyện đậu đậu nhảy khỏi người tống thư hàng dò hỏi hôm qua điện thoại trùng hợp thế nào lại hết pin lần này ra ngoài ta không cầm sạc tống thư hàng đáp các tiền bối không tìm ra chứ nhắc tới lại thấy ngại có vị tiền bối trong nhóm từng nạp cả ngàn vạn tiền điện thoại cho hắn để đề phòng chuyện không liên lạc được với tống thư hàng nhưng không ngờ lần này hắn lại quên sạc đúng là đợi mấy bữa nữa dược sư về người học ngay cái nạp điện thuật từ hắn đến trường tâm lôi mà cũng học được chắc nạp điện thuật chẳng thành vấn đề đâu đậu đậu nhảy khỏi người tống thư hàng rồi nói nạp điện thuật có loại pháp thuật thần kỳ thế cơ à xem chừng để phòng ngừa việc ra ngoài mà di động máy tính lại đột nhiên hết pin các tiền bối trong nhóm cũng cố gắng thật một người một chó vừa đi vừa nói chuyện bạch tiền bối một tay xách thùng, miệng thì nhấm nháp dương mai vui vẻ đi sau hai kẻ đó. Tống thư hàng đi vào phòng khách trên tầng, đầu tiên là để dược liệu, 300 vạn nhân dân tệ và những chiến lợi phẩm lấy được từ cảnh mạch đà chủ sang một bên. Sau đó, hắn mới lấy máy tính, đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1, rồi đọc lịch sử ghi chép. Cái tin được lưu trữ đầu tiên xuất hiện ở chiều qua. Đầu tiên là tin nhắn của Vũ Nhu tử, lúc ấy chừng 14 giờ. Vũ Nhu tử của Linh Điệp đảo. A à, Còng thư Sơn áp lực đại tống tiền bối. Có nhà không, cuối cùng thì ta cũng hoàn thành việc kết hợp với linh quỷ rồi. Bên người đã nghỉ chưa? Chúng ta hẹn bữa nào đi đảo thần bí chơi đi. Cô nương này tiếp tục bế quan chừng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn thành việc, đồng bộ ý thức, dùng chung năng lượng với linh quỷ của mình. Từ đó về sau, tuần hách linh quỷ được khởi động, từng giây từng phút, linh quỷ sẽ chiết xuất chân khí trong cơ thể cho nàng, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội, còn khiến lượng chân khí lưu trữ tăng lên hai lần. Hơn nữa, cuối cùng cô cũng hoàn thành cái giao ước với phụ thân, từ giờ có thể ra khỏi đảo để đi chơi. Vậy nên, điều đầu tiên cô nhớ đến là đảo thần bí và Tống thư hàng. Tiếc rằng, lúc ấy điện thoại của Tống thư hàng hết pin. Nhưng, trong nhóm có một ai đi nhanh chóng đáp lại Vũ Nhu Tử. Bắc Hà tán nhân. Ồ, Vũ Nhu Tử giỏi lắm, không gặp từ đợt có được linh quỷ, mới thế mà đã hoàn thành kế ước với nó rồi chính là Bắc Hà Tiền bối lâu rồi không xuất hiện, cuối cùng thì hắn cũng trở về từ đảo thần bí rồi sao? Vị này chính là đấu sĩ suốt ngày online của nhóm Cửu Châu số 1, luôn giành suốt đầu tiên trong việc trả lời mọi vấn đề của các thanh viên trong nhóm. Nếu đổi thành cái hình thức diễn đàn như ngày trước, thì hắn chính là nhân viên chiếm sofa chuyên nghiệp. Thấy tiền bối còn có thể trò chuyện vui vẻ trong nhóm, xem ra họ không gặp phải chuyện gì ở đảo thần bí, không biết chiến lợi phẩm thế nào. Tống Thư Hàng nghĩ bụng, hắn kéo xuống, lịch sử nói chuyện trong nhóm chuyển sang trang khác. Đoạn dưới ấy, vẫn là câu nhắn của Bắc Hà Tán Nhân. Vũ Nhu Tử cũng muốn đi đảo thần bí sao? Ta, Tam Lãng và Cổ Hà hẹn nhau rồi, đang định cùng đi khám phá hòn đảo thần bí ấy, người có muốn đi cùng không? Tay Tống Thư Hàng cứng đờ, không phải như thế đâu, tiên bối. Chẳng phải ngươi và hai người kia đã lên đảo thần bí từ 9 ngày trước sao? Sao giờ lại thành hẹn nhau chuẩn bị đi đảo thần bí? Chương 206: Thu hoạch của tiền bối và nỗi lo âu của thư hàng. Linh Diệp Đảo Vũ Nhu tử gửi một hàng dấu chấm hỏi. Không phải ba vị tiền bối đã quay về từ hòn đảo thần bí kia à? Tiếp theo, cuồng đao Tam Lãng nhảy ra, hớn hở nói, Vũ Nhu tử có muốn đi với bọn ta không? Hoan nghênh vô cùng, cô cũng có thể nói với Linh Diệp Tôn giả, có ba người bọn ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn bảo tôn giả cứ yên tâm đi. Tin nhắn sau đó là của cổ hồ quan chân quân. Cổ hồ quan chân quân, nếu như vũ nhu tử mà muốn đi thì hẹn gặp ở chỗ nào đó đi. Vì chuyến đi đến hòn đảo thần bí lần này, ba người bọn ta đã chuẩn bị nhiều thứ lắm, mặc kệ là pháp thuật, pháp khí hay là mấy món thiết bị hiện đại hóa đều có đủ cả. Cô hẹn chỗ nào để gặp đi, bọn ta cũng sẽ chuẩn bị một phần cho cô, như vậy thì sau khi lên hòn đảo thần bí kia cũng không cần lo mất ký ức. Dù thật sự có quên đi thì chỉ cần pháp thuật trên người có hiệu quả, mấy món thiết bị hiện đại hóa không bị hủy thì cũng có thể mò ra được chút manh mối. Cổ Hồ Quan Chân Quân vừa mới nói xong thì các tiền bối trong nhóm đều trồi lên. Hoàng Sơn Chân Quân vội nói, Tam Lãng, đừng xem lịch, nói cho ta nghe xem hôm nay là ngày mấy tháng mấy thế. Ngày 17 tháng 6, mấy người bọn ta đã hẹn ngày xuất phát xong rồi. Cuồng Đao Tam Lãng đáp cái xoẹt. Nghe thấy thế, Cổ hồ quan chân quân vội mở lịch ở máy tính lên, mẹ, ngày 8 tháng 7 rồi á. Bác Hà Tán Nhân cũng giật mình hiểu ra, ngày 8 tháng 7 năm 2019. trí nhớ của ba người chúng ta có vấn đề rồi. Có vấn đề cộng 1, tạo hóa pháp vương. Có vấn đề cộng 2, tuyết lang động chủ. Cộng 3, đồng quái tiên sư còn gửi thêm một cái ai cần cười đều. Đã vậy còn là vấn đề lớn nữa kia. Phủ chủ thất sinh phù ngoi lên nói, ba người các ngươi bị mất trí nhớ còn nặng hơn cả hai vị đạo hữu của dược sư nữa, người ta dẫu gì cũng nhớ rõ là mình từng lên hòn đảo thần bí kia, sau đó mất trí nhớ trên đảo. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình tự nhiên nằm trên một bờ cắt không người. Còn ba người các ngươi thì trực tiếp bị mất trí nhớ tới lúc trước khi lên đường luôn. Dược sư nói thêm, hơn nữa, sau khi ba người các ngươi rời khỏi hòn đảo kia, cũng không xuất hiện ở bờ cắt nào hết. Mà là quay về nhà của chính mình đúng không? ta muốn biết lẽ nào sau khi ba người các ngươi mất trí nhớ thì quay về động phủ của mình như kiểu mộng du à? Có thể hiểu là sau khi bọn họ đi ra khỏi hòn đảo thần bí đó thì đã mất hết toàn bộ ký ức. Sau đó quay lại động phủ của mình, mở máy tính lên, ba tên ngu ngu còn tưởng là mình chưa lên đường, sau đó lại bắt đầu hẹn ngày, chuẩn bị đến hòn đảo thần bí kia lần nữa. Ví dụ như lỡ mà ba người Bắc Hà Tán Nhân, cuồng đao tam lãng và cổ hồ quan chân quân quay về, không ai nhắc đến đoạn trí nhớ bị mất của họ thì chắc là sẽ xảy ra cảnh tượng thế này này. Bắc Hà Tán Nhân, Tam Lãng, Cổ Hồ Quan Trân Quân, ba người chúng ta đi thám hiểm hòn đảo thần bí nhé. Tam Lãng, đi liền đi liền. Cổ Hồ Quan Trân Quân, đi luôn, để ta chuẩn bị chút đồ cái đã. Sau đó, ba người bọn họ lại đến hòn đảo thần bí kia lần nữa. Để rồi mất trí nhớ lần nữa. Mười mấy ngày sau. Ba người bọn họ quay về từ hòn đảo thần bí lần nữa, mơ mơ màng màng liên hệ với nhau chuyến nữa. "Bắc Hà tán nhân, ba người chúng ta đi thám hiểm hòn đảo thần bí kia nhé." "Cuồng đao Tam Lãng, đi liền đi liền." "Cổ Hồ Quan chân quân, đi chung đi, để ta chuẩn bị chút trang bị." "À mà sao mấy lời này nghe quen thế nhỉ?" Sau đó ba người bọn họ lại đến hòn đảo thần bí lần nữa, rồi lại bị mất trí như tiếp. Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế. Đương nhiên khả năng xảy ra chuyện này cũng ít lắm trừ phi ba người bọn họ không ai xem lịch linh diệp đảo vũ nhu tử thầm đưa tay ôm ngực cô bị dọa sợ mất rồi ngay cả ba vị tiền bối có thực lực cao cường trong nhóm đến hòn đảo thần bí đó mà còn bị mất trí nhớ như thế nếu như cô mà đi đến đó thì liệu có bị mất trí nhớ nặng tới mức quay lại trạng thái lúc mới sinh ra đời không cha ơi thôi còn cứ ở lại trong nhà thì hơn nhỉ lúc này Túy Nguyệt cư sĩ tiền bối bình tĩnh nói, không phải ba người các ngươi đã chuẩn bị mấy cách để ứng phó với vụ mất trí nhớ à? Pháp thuật, pháp khí này, cả mấy thiết bị hiện đại hóa nữa, lấy ra xem thử xem rốt cuộc các ngươi đã gặp phải chuyện gì trên hòn đảo thần bí đó. Bác Hà Tán Nhân, ta đang xem đây, nhưng tất cả các loại pháp thuật trên người bọn ta đều mất đi hiệu quả cả rồi. Cuồng đao tam lãng nói tiếp, mấy loại pháp khí trinh sát mang theo cũng mất hiệu lực rồi, tất cả hình ảnh ở bên trong đều đen thui, Cổ Hồ Quan Chân Quân, ở trong camera mini vẫn có vài bức ảnh này. Sau đó, Cổ Hồ Quan Chân Quân gửi mấy bức ảnh trong camera lên nhóm. Đầu tiên là ảnh chụp bản mặt của hai người Bắc Hà và Tam Lãng. Đây là chụp vào ngày 19 tháng 6, ba người bọn họ phát hiện hòn đảo thần bí, đang tập hợp chuẩn bị tiến vào đảo. Sau đó là một bức ảnh khá mờ, là hình ảnh trong đảo. Có hồ nước, có rừng rậm, nhưng cũng chỉ là một bức ảnh bình thường không thể nào tìm được chút tin tức hữu dụng nào cả. Cuối cùng, là bác Hà Tán Nhân đần mặt ra, cuồng đao tam lãng thì mơ mơ màng màng như chưa tỉnh ngủ. Đây là hình ảnh lúc bọn họ đi ra khỏi hòn đảo thần bí, sau đó chia nhau quay về nhà của mình. Nhưng mấy hình này này hoàn toàn không nằm trong trí nhớ của bọn họ. Lúc mây bức ảnh này gửi lên, bạch tôn giả ngoi lên, thú vị lắm. Ồ, bạch tiền bối cũng có hứng thú với hòn đảo thần bí này à? Tống Thư Hàng quay đầu lại hỏi. Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng rất thú vị. Bạch tiền bối lúc này, đang nhét bảy tám quả dương mai vào miệng, phồng má lên nhai. Phụt 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 phụt, hạt dương mai bị bạch tiền bối phun vào trong thùng rác như bắn đạn. Ta khá hứng thú với hòn đảo thần bí này, bất quá. Ta không tìm thấy nó. Bạch tiền bối trả lời, ta đã nghe tin về hòn đảo thần bí này từ lâu lắm rồi, cũng từng đi tìm nó rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ta đi đều bị lạc cả, tìm kiểu gì cũng không thấy nó đâu. Sau khi tìm ba bốn lần thì ta lười không thèm tìm nữa. Bạch Tiền Bối không tìm thấy hòn đảo này, lẽ nào là do vận may của hắn gây nên? Bởi vì nếu như Bạch Tiền Bối mà tìm thấy hòn đảo này thì sẽ bị mất trí nhớ, cho nên vận may nghịch thiên của hắn mới ngăn không cho hắn tìm thấy hòn đảo thần bí kia. Vậy thì xem ra hòn đảo thần bí này quả thật chẳng phải nơi tốt lành gì. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng lát nữa phải khuyên cô nàng vũ nhu tử kia một chút để cô ấy bỏ cái suy nghĩ đi tìm hòn đảo thần bí kia đi nghĩ thế hắn lại xem tiếp nội dung chat trong nhóm hoàng sơn chân quân không còn manh mối gì nữa à bắc hà tán nhân chỗ ta cũng có mấy đoạn ghi hình mờ mờ đây căn bản cũng giống hệt của cổ hồ quan chân quân thôi chẳng qua đổi góc độ từ cổ hồ quan chân quân thành ta thôi cuồng đao tam lãng đúng là gặp quỷ rồi ta thậm chí không nhớ được chút gì hết hơn nữa bản thân ta cũng không nhận ra luôn. cổ hồ quan chân quân, a à còng dược sư, dược sư huynh, người đã nghiên cứu ra nguyên nhân mất trí nhớ của hai vị đạo hữu kia và đạo đồng của bọn họ chưa? dược sư đã nghiên cứu được một chút. hai vị đạo hữu kia và đạo đồng của bọn họ đã chủ động ký kết một loại khí ước gì đó với một nhân vật thuộc hàng đại năng, sau đó tự bọn họ phong ấn trí nhớ của mình lại. nếu như không có gì bất ngờ thì chắc là tình huống của các ngươi cũng không khác gì họ lúc nào ba người các ngươi rảnh thì tới đây đi ta sẽ kiểm tra cho các ngươi cổ hồ quan chân quân dược sư huynh vậy bây giờ có cách gì để mở phòng ấn trí nhớ này ra được không không có cách nào cả nếu như muốn giải khai khế ước kia thì phải thỏa mãn một đầu mối nào đó nhưng không ai biết rõ ràng các ngươi đã ký kết khế ước gì với vị đại năng trên hòn đảo đó ngoại trừ chính bản thân các ngươi ra thì không ai bia rõ đầu mối kia là gì nếu như muốn cưỡng chế rút bỏ phong ấn này thì có thể sẽ hủy đi ký ức của các ngươi khiến các ngươi mất trí nhớ vĩnh viễn lần này dược sư trả lời rất nhanh xem ra là do giang tử yên võ chữ giúp hắn hoàng sơn chân quân im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi chuyện mất trí nhớ đó dược sư sẽ cố gắng nghĩ cách giải quyết giúp các ngươi dù sao thì khế ước này chỉ phong ấn trí nhớ không tạo thành ảnh hưởng gì tới tu vi của các ngươi bây giờ các ngươi tìm kỹ thử xem lần đi đến hòn đảo thần bí này các ngươi có thu hoạch được gì không? Đúng đó, đã lên được hòn đảo thần bí kia rồi, dù có mất trí nhớ thì cũng không tới mức không thu hoạch được gì chứ. Bác Hà Tán Nhân, ta đã kiểm tra bản thân mình rồi, trong túi áo chỉ có hai gốc linh thảo. Đúng là lỗ vốn to rồi. Cổ hồ quan chân quân, đỡ hơn ta rồi, trên người ta chỉ có một cục hàn thiết. Là loại bình thường có thể gặp được ở khắp mọi nơi ấy vừa mất trí nhớ còn tốn thời gian mà chỉ lấy được có một khối hàn thiết. Tim ta đau quá, tam lãng huynh, ngươi thì sao? Cuồng đau tam lãng. Tam lãng, không phải là ngươi không có thu hoạch gì luôn đấy chứ? Đồng quái tiên sư tò mò hỏi, trước khi ngươi lên hòn đảo thần bí kia, bản thiên sư đã tính một quẻ cho ngươi, lúc đó bản thiên sư tính ra ngươi sẽ gặp may đấy, lần này đáng lẽ phải có thu hoạch ngon lành mới đúng chứ? Cuồng đau tam lãng im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, tiên sư, bây giờ ngài đang ở đâu đấy? Ta đang bày sạp xem bói ở hoa tây, đồng quái tiên sư nói. Ta biết rồi, ta đến tìm ngươi ngay đây, cuồng đao tam lãng gửi một cái ai cần nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng, nghe quẻ bói của đồng quái tiên sư là biết ngay lần này cuồng đao tam lãng không tìm được một gọng lông nào luôn. Dù chỉ được một cục hàn thiết thì hắn cũng không tức tới mức này. Đồng quái tiên sư, ha ha ha, người tính sai rồi, ngồi đấy chờ chết đi bắc hà tán nhân cười hả hê. Đồng quái tiên sư lạnh lùng nói, hừ hừ, nửa tháng sau, trận chiến trên đỉnh tử cấm thành, hy vọng tới lúc đó ngươi vẫn có thể cười nổi. Lời này phải là ta nói với ngươi mới đúng, bắc hà ta nhất định sẽ là người cười đến cuối cùng. Bắc hà tán nhân đắc ý nói, bộ dạng như thể cầm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp theo là các vị tiền bối trong nhóm bắt đầu phổ cập mấy chuyện lớn với tin tức diễn ra trong hơn một tháng này cho ba vị Bắc Hà Tán Nhân, cuồng đao tam lãng và cổ hồ quan chân quân biết. Xem tới đây, Tống Thư Hàng lặng lẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, quyết định rồi, ta tuyệt đối sẽ không đến hòn đảo thần bí này. Sao thế, ta lại mong người có thể đi tìm hòn đảo này thử xem sao, nói không chừng ngươi có thể mang theo chút trí nhớ rời khỏi đó, để ta biết được rốt cuộc trên hòn đảo thần bí kia có thứ gì. Ta tò mò lắm, Bạch Tôn giả thuận miệng nói. Tống Thư Hàng cứng người, Bạch Tiền Bối chỉ thuận miệng nói một câu thôi, chắc không thể xem là lời chúc của bạch tôn giả đâu nhỉ. chương 207, dùng pháp thuật để chơi bóng rổ là hành vi đáng xấu hổ. Hai đại lý buôn dưa là Bắc Hà Tán Nhân và Cuồng Đao Tam Lãng vừa mới quay về thì nhóm cửu châu số một thoát cái đã trở nên vô cùng rộn ràng. Sáng sớm hôm nay, Cuồng Đao Tam Lãng và Bắc Hà Tán Nhân chỉ toàn bàn tán về hòn đảo thần bí kia. trí nhớ trước đó đã bị phong ấn, tạm thời không cách nào mở được, nhưng ba người Bắc Hà tán nhân cũng không định bỏ ý định. Cuồng Đao Tam Lãng hỏi trong nhóm, "Bắc Hà, hình như trên danh nghĩa người có một công ty đang giúp đỡ Hoa Hạ nghiên cứu máy thăm dò sao hỏa đúng không? Có thể kiếm được một cái tới đây được không? Chúng ta nghĩ cách khác để cải trang nó xem, để nó không bị lực lượng trên hòn đảo thần bí kia ngắt tín hiệu. Sau đó lại tìm hòn đảo thần bí nọ rồi đưa máy thăm dò lên xem." Cổ Hồ Quan chân quân tán thành, "Được lắm." Bản thể của chúng ta đi lên thì có thể sẽ bị phong ấn trí nhớ. Nếu như trực tiếp dùng máy thăm dò đến đó điều tra từ xa thì nói không chừng có thể tìm được chút manh mối về hòn đảo thần bí kia. Ta không tin vị đại năng kia có thể cách không ra tay, phong ấn trí nhớ của chúng ta lần nữa. Ta cũng có ý này, Bắc Hà tán nhân nói, lúc trước ta đầu tư thứ này là vì muốn lấy được vài máy thăm dò ra xài, chờ sau khi ta tấn cấp thành chân quân lục phẩm xong thì sẽ dùng phi kiếm đưa chúng đến tinh cầu gần đây tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nhưng máy thăm dò này giáp cũng không dễ gì, nên phải chờ từ từ. Không sao cả, thời gian không thành vấn đề, đợi chút cũng được, cuồng đao tam lãng nói ngay. Tống Thư Hàng đọc tới đoạn này thì trong lòng cảm thấy có vô số câu rủa xả chạy ngang. Các tiền bối trong nhóm đang đầu tư bên hàng không vũ trụ, chuẩn bị chinh phục cả dãy ngân hà luôn rồi à. Tiếp theo, ba vị tiền bối lại bàn bạc về vấn đề cấu tạo của máy thăm dò sao hỏa, ai nấy đều hớn hở không thôi. Sau đó bác Hà Tán Nhân lại bắt đầu nói tới vấn đề khác, hôm nay ta đọc nhật báo tu sĩ, trên đó có nói thực tiên yến của biệt tuyết tiên cơ đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rồi, ai có chỗ tham gia nhiều không? Ta nghĩ tới thực tiên yến thì đã thèm rõ rãi rồi. Nếu là chỗ thì chắc là thiên hà tô thị của A thất là được vài cái luôn ấy nhỉ. Sau đó là Hoàng Sơn chân Quân nhất định có phần, những người khác thì không biết sao. Cổ hồ quan chân Quân Thản Thiên nói, năm nay ta chỉ được có một chỗ thôi không có dư bác hà tán nhân hưng phấn nói a còng tô thị a thất a thất này người có dư chỗ nào không không có dư cho người ta rồi a thất lập tức xuất hiện trả lời bác hà tán nhân bây giờ hắn đang bận đánh đập tra tấn cảnh mạch đà chủ ở bản bộ của tô thị muốn moi được tin tức về phân bộ của vô cực ma tông từ miệng hắn bác hà tán nhân buồn bực sau đó lại hỏi sang hoàng sơn chân quân chân quân à người có dư chỗ nào không không có năm nay ta chỉ có một cái rưỡi thôi ngoại trừ ta ra thì chỉ có thể mang theo mỗi đậu đậu hoàng sơn chân quân trả lời à mà chắc mấy người còn lại trong nhóm cũng chẳng còn dư chỗ đâu năm nay không biết tại sao mà biệt tuyết tiên cơ đột nhiên lại giảm bớt số khách của thực tiên yến lúc trước phải có đến hai ba chỗ ấy chứ nhưng năm nay mỗi người chỉ được có một cái mà thôi không muốn đâu ta muốn đi gặp biệt tuyết tiên cơ xinh đẹp mà thực đơn của năm nay thì sao có thiếu món nguyên liệu nào không nếu không đủ thì ta sẽ góp nguyên liệu nấu ăn để xin phần tham gia thực tiên yến. Bác Hà Tán Nhân buồn bực nói. Thực tiên yến của biệt tuyết tiên cơ mỗi năm chỉ phân chỗ cho một số thế gia và môn phái cường đại. Những môn phái và thế gia cường đại này bình thường đều phụ trách cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện và nguyên liệu nấu ăn kỳ dị cho biệt tuyết tiên cơ. Những môn phái, thế gia cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện và nguyên liệu nấu ăn thì có thể nhận được nhiều chỗ trong thực tiên yến. Hơn nữa, ngoại trừ thực tiên yến ra, bình thường tiên cơ cũng sẽ tổ chức một vài yến hội cố định cho những môn phái và thế gia này. Nhưng thực tiên yến hàng năm luôn thiếu một số nguyên liệu nấu ăn, ngay cả các môn phái và thế gia kia cũng không thể cung cấp được. Lúc này, biệt tuyết tiên cơ sẽ liệt kê một thực đơn ra. Phàm là bất kỳ người nào có thể cung cấp được chừng 20 loại nguyên liệu trong danh sách này thì đều có thể nhận được một chỗ trong thực tiên yến. Thực đơn chắc chưa có đâu, gần đây tất cả thế gia và môn phái mới chỉ bắt đầu cung cấp nguyên liệu cho biệt tuyết tiên cơ mà thôi. Chờ sau khi bọn họ cung cấp xong thì biệt tuyết tiên cơ mới có thể liệt danh sách ra được. Người cứ chuẩn bị nhiều nhiều trước đi, Hoàng Sơn chân Quân cười ha hả nói. Cuồng đao tam lãng cũng gửi một cái ai cần cười tâu tuét lên, chuẩn bị nhiều một chút đi Bắc Hà, tới lúc đó mà biệt tuyết tiên cơ không cần nữa thì ngươi có thể cân nhắc bán giá rẻ lại cho ta. Cút đi, Bắc Hà tán nhân tức giận nói, Thư có thể thành nguyên liệu nấu ăn của biệt tuyết tiên cơ thì sao có thể là đồ thường được. Bán giá rẻ cái khỉ gì. Tống thư hàng xem tới đây thì sờ cầm, xem ra thực tiên yến này có vẻ đặc biệt lắm nhỉ. Ngay cả tiền bối như bác Hà Tán Nhân mà cũng muốn tham gia yến hội này. Không biết biệt tuyết tiên cơ có mị lực cỡ nào, chỉ một bữa thực tiên yến đã có thể khiến cho tu chân giới đều phải chấn động như thế. Ừ, thực tiên yến quả thật không tệ. Sau khi ăn xong thì không chỉ được tăng tu vi, tăng tuổi thọ mà còn có thể tăng cường thể chất và tiềm lực lên rất nhiều nữa. Đủ thứ chỗ tốt, hơn nữa ăn cũng ngon luôn, Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Bạch Tiền Bối cũng sẽ tham gia à, Tống Thư Hàng hỏi. Bi lắc đầu, trước kia ta từng tham gia, bất quá 400 năm trước, sau khi ta từ chối lời mời trở thành đạo lữ song tu với biệt tuyết tiên cơ xong thì không thấy cô ta gửi thư mời thực tiên yến cho ta nữa. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, Đột nhiên có cảm giác như lần tham gia thực tiên yến của mình chắc sẽ không được thuận lợi lắm. Sau khi Tống thư hàng đọc xong nhật ký chat thì mới gửi tin lên nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại, a còng linh diệp đảo vũ nhu tử, vũ nhu tử, hôm qua ta không online. Nếu như cô vẫn muốn tìm một nơi để mạo hiểm thì chúng ta đổi nơi khác được không? Ngoại trừ hòn đảo thần bí kia ra thì nơi nào cũng được. Ta được nghỉ hè 2 tháng lận. Nhưng bây giờ vũ nhu tử không online nên không trả lời tống thư hàng được. Sau đó, tống thư hàng lại nói: "A còng tô thì a thất, a thất tiền bối, thương thế của a thập lục đã đỡ hơn chưa? Lần trước ngươi đi nhanh quá, ta không kịp hỏi. Nói tới lần trước thì a thất tiền bối đã hại hắn thảm muốn chết. Phi kiếm truyền nhân thuật của bạch tiền bối khiến cho hắn hiểu ra cái gọi là tốc độ và kích thích. Sau khi kích thích xong thì hắn thật không dám nhớ lại lần thứ hai. Người đầu tiên trả lời tống thư hàng là bắc hà tán nhân, thư hàng tiểu hữu." A Thập Lục có chuyện gì rồi à? Bác Hà tán nhân rất quan tâm Tô Thị A Thập Lục, nhưng 20 ngày trước, bọn họ đi lên hòn đảo thần bí, nên vẫn không biết chuyện xảy ra giữa Tô Thị A Thất, Tiên Nông Tông, Nguyệt Đao Tông và Tống thư hàng. Tống thư hàng còn chưa kịp trả lời thì Tô Thị A Thất đã lên tiếng, ha ha, đã khiến thư hàng tiểu hữu và Bác Hà huynh lo lắng rồi. A Thập Lục chỉ bị thương vì thiên kiếp thôi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Có cần giúp gì không? Bắc Hà hỏi. Có, Tô Thị A Thất nói, nếu như người nào có long cốt khô đằng thì có thể liên hệ với ta. Nếu như có được loại dược liệu này thì việc khôi phục thương thế của A Thập Lục sẽ thuận lợi hơn một chút. Long cốt khô đằng, thứ này bây giờ khó gặp lắm. Bắc Hà Tán Nhân thở dài. Long cốt khô đằng này chỉ mọc ở trong xương đầu của xác rồng, là một loại linh tài đặc biệt. Xác rồng này cũng không phải khủng long, mà là rồng thật sự. Nhưng rồng cũng có mộ rồng của mình, số lượng rồng chết ở bên ngoài phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa xác rồng cả ngàn năm cũng không hư thối, muốn đợi nó biến thành bộ xương cũng chẳng dễ dàng gì. Ha ha, không cần phiền toái như thế đâu, chỉ cần là long cốt khô đằng trên xác dao long cũng được. Tô Thị A à thất gửi một cái mặt cười lên. Nếu như chỉ là long cốt khô đằng của dao long thì đúng là có khả năng tìm thấy, để ta đi hỏi vài người bạn thử xem, có lẽ họ sẽ có. Bác Hà Tán Nhân nói tay của Tống Thư Hàng đặt trên bàn phím gõ nhẹ, nhưng không chen vào được lấy một câu. Hắn chỉ là một tu sĩ nhất phẩm, ngay cả long cốt khô đằng trông ra làm sao hắn cũng không biết chứ đừng nói đến việc phải đi đâu mà tìm. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực nặng nề. Nếu như thực lực của hắn có thể mạnh hơn một chút, nếu hắn có tu vi cỡ như Bắc Hà tiền bối thì biết đâu có thể giúp đỡ được phần nào. Đừng nghĩ linh tinh nữa, thực lực của mỗi người đều là tu luyện từng chút một mới có được chớ có đi vào nẻo cụt, như thế sẽ tạo thành tâm ma. Lúc này, bạch tôn giả đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái. Tống thư hàng lặng lẽ gật đầu. Thỉnh thoảng ngươi cũng nên xem kinh thư đạo ra một chút đi, Phật ra cũng được. Nếu không thì mấy loại kinh văn của phương Tây cũng được. Dù sao thì kinh văn tôn giáo đều có tác dụng chống lại tâm ma, dưỡng tâm tĩnh khí. Bạch tôn giả cười lớn rồi nói. Ta biết rồi, nếu như là đọc sách thì ta rất sẵn lòng. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, mặc kệ là sách gì, chỉ cần hắn chưa từng xem thì hắn có thể ôm nó ngồi xem cả ngày cũng không chán. Xem ra sắp tới lại phải đến chỗ bà chủ xinh đẹp kia coi cọp tiếp rồi. Chấm. Hoa hạ có một ngôi chùa miếu nhỏ tên là Vân Du Tự. Ngôi chùa miếu này rất nhỏ, nhưng khách hành hương lại có không ít. Người đến dâng hương nhiều quá, khiến cho ngôi chùa quanh năm bị khói mở bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ bộ dạng của nó dưới màn khói nghi ngút này có một tòa phật tháp cao cao sau khi thông qua cánh cửa phật tháp thì có thể nhìn thấy động thiên thật sự ở trong chùa có núi cao nước chảy vô số tháp xá lợi phật tự tạo thành thiên nhai vân du tự thật sự thiên nhai vân du tự là một không gian riêng biệt ở giữa dị thứ nguyên và thế giới thật nửa ẩn nửa hiện nơi trần thế trên một mảnh đất trống trải trong chùa có một sân bóng rổ được xây dựng với diện tích lớn gấp 10 lần so với sân bóng rổ bình thường. Mà ở bên cạnh sân bóng rổ có mấy tấm bảng đẫm máu. Dùng chân khí và linh lực để chơi bóng rổ là hành vi đáng xấu hổ, chúng ta chỉ dùng thân thể để chơi bóng rổ mà thôi. Trích phương trượng thông huyền Trên sân bóng rổ của thiên nhai vân du tự, kẻ nào dùng pháp thuật để chơi bóng rổ, giết không tha. Trích thông diệu của giới luật viện người nào dùng khí công để gian lận sẽ bị phạt cọ nồi 10 năm trích thông hải của tạp dịch viện. Còn có vài người cũng bị gắn cho chữ trích, tất cả đều là mấy chữ đỏ loét như màu máu. Nhưng dù cho không dùng tới khí huyết chi lực, chân khí, linh lực, cũng không dùng pháp thuật thì trên sân bóng rổ vẫn giữ nguyên cảnh tượng tựa như quỷ thần loạn vũ. Chỉ thấy, trên sân bóng lúc này có một vị cao tăng nhảy lên một phát, khoảng cách chắc cũng phải hơn 30 mét để làm một pha úp rổ cực đẹp, đón nhận tiếng ủng hộ hoan hô dữ dội trên sân. Lại có một vị cao tăng, nhờ vào thân thể cường đại cùng với tốc độ lẫn bộ pháp tinh diệu, tạo ra một chuỗi tàn ảnh vượt qua ba người ngăn cản, chạy lên ba bước ném bóng vào rổ, chỉ là bước chân có hơi dài, một bước phải được hơn những 2 mét. chương 208, Linh Điệp tôn nghĩa với tấm lòng bao la của người cha. Ồ, rốt cuộc tiểu tử đó cũng online rồi à, tam nhật sư huynh cười hắc hắc, nhảy lên thật cao, Hoa lệ xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó trở tay úp bóng vào rổ. Một cú úp rổ xinh đẹp khiến cho các sư huynh đệ xung quanh gieo vang ủng hộ. Thay người, thay người, mẹ ơi, ban nãy thiếu chút nữa chật eo rồi, cái giá của làm màu đau đớn quá. Nếu như không dùng chân khí thì xoay 180 độ là đủ rồi. Xong đợt này về nhất định phải bảo sư phụ xây một cái sân bóng chắc chắn một chút, có thể dùng chân nguyên, linh khí để bọn mình chơi thỏa mãn. Tam Nhật sư huynh xoay eo, cười ha hả thay người cho một vị sư đệ khác đi vào. Sau đó, hắn nhận điện thoại di động của mình, nhắn tin cho Tống thư hàng, "Thư hàng sư đệ online rồi đấy hả? Hôm qua ta có gọi điện thoại cho ngươi mà không được, bây giờ ngươi có đang ở cạnh Bạch Tiền Bối không đấy?" Tống thư hàng nhanh chóng nhận được tin nhắn, sau đó trả lời, "Hắc hắc, Tam Nhật sư huynh, ngại quá, hôm qua điện thoại bị hết pin. Hôm nay mới vừa về đến nhà xong." Bạch Tiền Bối đang ở bên cạnh ta đây. Ha ha, ngươi nhờ Bạch Tiền Bối xác định tọa độ với ta cái đi, ta sẽ dùng phi kiếm truyền thư gửi công pháp phụ trợ, Bất Động Kim Cương Thân cho ngươi." Tam Nhật Sư huynh cười nói. Sở dĩ hắn chọn dùng phi kiếm truyền thư mà không trực tiếp dùng máy tính để gửi công pháp là vì loại công pháp này phải giữ bí mật trăm, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Tuy rằng gửi qua mạng thì nhanh gọn lẹ, nhưng sẽ có nguy cơ để lộ bí mật. Cho nên chỉ có thể gửi mấy thứ vớ vẩn như vậy dùng tinh thần lực mà thôi. Kiểu như mấy cái lạc ấn cảm ứng thuật, tinh thần lạc ấn thuật, lâm thời ngự kiếm thuật mà lúc trước Tam Nhật sư huynh mới gửi cho Tống thư hàng vậy. Còn mấy công pháp tu chân thật sự thì nhất định phải thông qua thực thể để truyền. Hơn nữa cả cái USB dùng để truyền thư cho Tống thư hàng cũng phải cho thêm vài lớp phong ấn để bảo đảm không bị người ta trộm đi. Được rồi, ta đã nói với Bạch Tiền Bối rồi." Tống thư hàng trả lời, đồng thời hắn lại tiện miệng hỏi thăm tam nhật sư huynh chỗ ngươi có cách hướng dẫn dùng nạp điện thuật không tam nhật tiểu hòa thượng nạp điện thuật á à hình như là có một pháp thuật nhỏ như thế nhưng trước khi muốn học pháp thuật này thì ngươi cần phải chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thành lực lượng lôi hệ trước đã chờ sau khi ngươi tấn chức chân sư nhị phẩm rồi hắn học cũng không muộn còn nữa không phải ngươi đang ở trong nhóm cửu châu số 1 à Ta nhớ pháp thuật đó là do một vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một phát minh ra, có lẽ trong không gian của nhóm sẽ có cách tu luyện đấy. Cảm ơn sư huynh, Tống thư hàng đáp, sau đó, hắn lại quay sang nhìn về phía Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, phụt 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 phụt. Xem ra Bạch tiền bối rất thích ăn quả dương mai. Tiền bối, có một vị Tam Nhật sư huynh muốn phi kiếm truyền thư cho ta, nhờ ngài xác định tọa độ với hắn, có được không ạ? À? Tống thư hàng hỏi dò. Tam Nhật, là đệ tử của thông huyền đấy à? Nhanh thật đấy, tên tiểu tử này đã tới cảnh giới tứ phẩm rồi, lại còn biết cả ngự kiếm nữa, đúng là hậu sinh khả úy. Mấy trăm năm trước ta gặp hắn thì hắn chỉ mới vào dưới chứng thông huyền mà thôi. Bạch Tôn giả gật đầu, bộ dạng than thở thời gian thấm thoát thoi đưa. Nhưng mỗi khi Bạch Tôn giả lộ ra bộ dạng, tiền bối, thế này thì Tống Thư Hàng cứ cảm giác là lạ thế nào ấy? Hay là vì vẻ ngoài của tiền bối trông trẻ quá nên thế nhỉ? đầu tiên bạch tiền bối đi tới bên cạnh ban công đưa ngón tay chỉ lên trời đứng im hồi lâu bên kia ở trong thiên nhai vân du tự tam nhật sư huynh cũng giữ tư thế chỉ tay lên trời để xác định vả độ với bạch tiền bối sư huynh mượn được phi kiếm truyền thư rồi này một tiểu sa di nhễ nhại mồ hôi hai tay nang một thanh kiếm đen nhỏ chạy tới đúng là thanh phi kiếm mà lần trước thông huyền đại sư dùng để truyền thư cho dược sư xem ra tống thư hàng rất có duyên với thanh phi kiếm này không hổ là phi kiếm mà phương trượng dùng để truyền thư nặng quá tiểu sa di hai tay ôm kiếm cảm giác còn mệt hơn bế người khác nữa phi kiếm vốn đã cứng rắn nặng một chút cũng là chuyện thường tam nhật sư huynh mỉm cười tiếp theo hắn thiết lập vài tầng cấm chế lên một cái usb nếu như có người cưỡng chế giải trừ cấm chế trên usb thì sẽ khiến cho cái usb này tự nổ sau đó hắn đặt cái USB này lên phi kiếm, bấm thủ ấn, ngự kiếm thuật, đi. Vèo. Cây phi kiếm màu đen trong tay tiểu sa di mang theo cái USB bay thẳng lên không chung, xuyên qua tầng may, nhanh chóng biến mất. Rất nhiều đệ tử bên cạnh đều nhìn tam nhật sư huynh với vẻ hâm mộ, ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tứ phẩm rồi, tam nhật sư huynh vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều đệ tử trong thiên nhai vân du tự. Tiếp tục đi lát nữa ai mệt thì đổi người ra sân chơi tiếp nhé. Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả, chen người đi về phía sân bóng rổ, đợi mấy vị sư đệ mệt thì lại thay người. Hắn là đệ tử chân truyền của thông huyền đại sư, nhưng lại không hề huynh hoang ra vẻ, quan hệ khá tốt với các sư huynh đệ trong chùa. Ở nhà của Dược Sư, Bạch Tôn giả thu tay lại, xong rồi, tối đa là 4 hay 5 giờ nữa là phi kiếm truyền thư sẽ bay đến chỗ chúng ta. Cảm ơn Bạch Tiền Bối. Tiếp theo, Tống Thư Hàng lại mở máy tính lên, mở không gian của nhóm Cửu Châu số 1 lên, mò mẫm trong số dữ liệu dài thật dài của nhóm. Tìm thấy rồi. Tiêu đề, người hãy còn đang lo lắng về vấn đề điện thoại hết pin lúc ở ngoài. Người hãy còn đang cảm thấy bất lực vì thiết bị điện tử hết điện trong lúc nguy cấp ư, có nạp điện thuật đây, có thể giải quyết nỗi lo âu của ngươi. Các đạo hiếu, đến thử không, cuồng đao tam lãng. Ờ, nhìn phong cách miêu tả này cũng biết ngay là của tam lãng tiền bối rồi. Bởi vì cái tiêu đề này viết lắm quá, nên mỗi lần Tống Thư Hàng xem tài liệu chia sẻ trên nhóm đều tự động bỏ qua không nhìn tới nó. Nhưng không ngờ bên trong nó lại chứa đựng một tiểu pháp thuật thực dụng thế này. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, không ngờ Tam Lãng Tiền Bối lại nghiên cứu ra loại pháp thuật kiểu này. Hoàn toàn không phù hợp với phong cách bốc phét làm màu của hắn chút nào. Bởi vì Tống Thư Hàng cứ cảm thấy bản lĩnh chân chính của Tam Lãng Tiền Bối chính là tự tìm đường chết hoàn toàn không liên quan gì tới việc nghiên cứu phát triển pháp thuật tí tẹo nào. Tống Thư Hàng mở tập tin này ra, đọc kỹ nguyên lý của nạp điện thuật này. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt sao bay vòng vòng. Dù rằng nạp điện thuật này chỉ là một pháp thuật nhỏ, nhưng lúc cuồng Đao Tam Lãng miêu tả pháp thuật này thì lại dùng rất nhiều nguyên lý pháp thuật của tu sĩ, sau đó ngay cả cách thi triển pháp cũng toàn là mấy thuật ngữ chuyên dụng của giới tu chân, Tống Thư Hàng đọc không hiểu mô tê gì. Cái tinh thần lực vận dụng tiểu khiếu môn của túy nguyệt cư sĩ hôm nọ thông tục dễ hiểu, tống thư hàng đọc qua một lượt là hiểu ngay. Còn tiểu pháp thuật này của cuồng đao tam lãng tiền bối thì hoàn toàn không phải dành cho mấy người mới học xem. Cũng may, mình hãy còn bạch tiền bối. Bạch tiền bối và tống thư hàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó phụt 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 phụt. Ừ, bạch tiền bối đúng là thật sự rất thích ăn dương mai, một hộp to thế mà đã sắp hết tới nơi rồi. Tiền bối, chỗ này có một tiểu pháp thuật nạp điện thuật, nhưng ta xem không hiểu chút nào. Tống Thư Hàng chỉ vào nội dung của nạp điện thuật trên màn hình rồi nói. Để ta xem, bạch tiền bối đi tới, ngón tay nhẹ nhàng quẹt quẹt vài cái trên màn hình. Vài giây sau, ừm, cách dùng thì ta cũng hiểu sao rồi, lát nữa ta sẽ thử xem sao, chờ ta học xong sẽ dạy lại cho ngươi sau. Bạch tiền bối trả lời. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng siết chặt tay, nói với giọng kích động, may mà có ngài ở bên cạnh chỉ dạy cho ta. Ha ha, không cần khách khí. Bạch tiền bối bình tĩnh trả lời, à, ta nhớ ra một chuyện. Ngày hôm qua người mà Hoàng Sơn Trân Quân ủy thác có gọi điện thoại tới, nói là nội trong ngày mốt thì tất cả xe mà Hoàng Sơn Trân Quân đã mua sẽ được chuyển tới đủ, chờ chúng ta rảnh thì đến nhận hàng để hoàn thành hợp đồng. Được, không thành vấn đề. Tống Thư Hàng gật đầu. Đồng thời, hắn thầm tính, đợi nhận xong lượt xe này thì hắn cũng phải về nhà một chuyến nghỉ hè thì đương nhiên phải về nhà nếu không thì không biết mẹ tống ở nhà sẽ lo lắng cỡ nào nữa hơn nữa hắn cũng nóng lòng muốn cho người thân trong nhà nếm thử bích mạch linh trà để cải thiện thể chất của họ hai giờ sau trong nhóm cửu châu số 1 linh diệp đảo vũ nhu tử online cô gửi một cái icon cười tủm tìm trước sau đó trả lời a à, còng thư sơn áp lực đại tống tiền bối ta cũng nghĩ thế đấy hòn đảo thần bí này nguy hiểm quá, không thích hợp với chúng ta. Hơn nữa, ta đã tìm được nơi để đi rồi. Hi hi, sáng hôm nay ta đã tìm được một tờ tàng bảo đồ trong bút ký của cha ta, trông có vẻ thú vị lắm. Tống tiền bối, tới lúc đó chúng ta đi tìm bảo đi. Tàng bảo đồ ấy à, tốt lắm. Người trẻ tuổi nên ra ngoài rèn luyện nhiều vào, cố gắng lên nhé vũ nhu tử. Bắc Hà Tán Nhân là người đầu tiên trả lời nhưng trong lòng hắn thì nghĩ thế này đây của nhiên làm cha chẳng dễ dàng gì linh điệp tôn giả đúng là khổ tâm sắp xếp bởi vì sợ con gái hăng hái muốn đi tìm hòn đảo thần bí kia nên linh điệp tôn giả lập tức giả bộ tuồn ra một tờ tảng bảo đồ để chuyển mục tiêu của con gái không chỉ phải thỏa mãn ý thích muốn mạo hiểm của con gái mà còn phải cẩn thận để con gái không phát hiện ra được nói không chừng ngay cả địa điểm của bảo tàng này cũng là do linh điệp tôn giả vất vả sắp xếp nữa ấy chứ thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thư sơn áp lực đại được hai tháng nghỉ hè này ta rảnh lắm khi nào vũ nhu tử cô định xuất phát thì cứ báo một tiếng cho ta biết là được rồi ừ gần đây ta có chút việc vặt phải xử lý cái đã đợi ta làm xong mấy việc này thì sẽ chuẩn bị đồ xuất phát ngay vũ nhu tử vui vẻ nói sau đó cô lại nói thêm đúng rồi tống tiền bối trước đây không lâu ta có tự tay hái một chút linh mạch bích trà bây giờ đã tiến vào giai đoạn ướp trà sau cùng rồi, đợi xong thì có thể gửi cho ngươi được rồi. Tới lúc đó ngươi cho ta địa chỉ nhận hàng là được rồi. Được, cảm ơn Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng cười nói. Lại nói, mình cứ được Vũ Nhu Tử chiếu cố mãi, nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp mới được. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì có một ai đi nhảy lên trong nhóm cửu châu số 1. Đậu đậu đại vương, Hoàng Sơn, Hoàng Sơn, khi nào thì ngươi tới đón ta về. Mấy hôm nay Tống Thư Hàng không có ở nhà, đậu đậu cũng đã lập một tài khoản vào nhóm cửu châu số 1 rồi. Lát sau Hoàng Sơn Trân Quân mới trả lời, lập tức. Ta cho ngươi thêm nửa tháng, nếu như ngươi mà không tới thì ta sẽ cắn nát cái chiến thuyền ngọc cung xuyên thiên toa của ngươi đấy. Đậu đậu uy hiếp. Hoàng Sơn Trân Quân lập tức tuôn mồ hôi lạnh, ngọc cung xuyên thiên toa kia là bảo bối của hắn. Đó là thuyền tiên, giá trị chắc cũng vào hàng siêu xe của tu sĩ. Mỗi lúc dùng nó thì đều có cảm giác rất có mặt mũi ấy. Đậu đậu xưa nay nói 102, nó bảo cắn thì nhất định sẽ cắn. Còn nữa, ta muốn học lái xe, đậu đậu bổ sung. Hoàng Sơn Trân Quân, đừng quậy nữa, người học lái xe làm gì? chương 209, A à, Tương Đương Tiếng kêu thảm mới quen tai làm sao? Đậu đậu Đại Vương, ta mặc kệ, bây giờ cả Bạch Tôn Giả Lẫn Tống Thư Hàng đều biết lái xe và có bằng lái cả rồi mỗi mình ta không có không phải chứng tỏ ta rất kém cỏi à ta mặc kệ ta mặc kệ người nhất định phải lấy cho ta một cái bằng lái ta cũng muốn học lái xe ta muốn lái được xe hoàng sơn ngu ngốc người có nghe chưa hả hoàng sơn chân quân hệ thống thông báo đậu đậu đại vương đã bị chủ nhóm hoàng sơn chân quân cấm nói một ngày đậu đậu hừ lạnh một tiếng người cho rằng cấm nói ta là được à nó gõ móng vuốt rất chi là điêu luyện mở phần PM riêng ra, Hoàng Sơn ngu ngốc, Hoàng Sơn ngu ngốc. Không nói chuyện được trong nhóm thì ta có thể nói chuyện riêng đây. Sau đó, đậu đậu lại nói tiếp, ta muốn lái xe mà, người đồng ý nhé. Năn nỉ mà, đừng lộn xộn, người là một con chó Bắc Kinh thôi, học lái xe kiểu gì. Hoàng Sơn chân quân nói, đáng chết, Hoàng Sơn ngu ngốc người bắt nạt chó. Đậu đậu tức giận, chó Bắc Kinh thì sao hả, ta có móng vuốt có thể cầm vô lăng, Ta biến lớn hơn một chút thì cũng có thể đạp phanh, đạp chân ga được. Mấy hôm nay ta xem lý thuyết lái xe kỹ lắm rồi, luật giao thông ta cũng nhớ cả rồi, ta có thể làm được. Tống thư hàng quay đầu lại nhìn màn hình máy tính của Đậu Đậu, bây giờ hắn đã mở nhãn khiếu xong nên nhãn lực rất tốt. Những gì Đậu Đậu nói với Hoàng Sơn chân quân hắn đều nhìn thấy cả. Lúc đọc được xong thì trong đầu hắn lập tức hiện ra cảnh tượng một con chó Bắc Kinh ngồi trong xe hệt như con người. Hai chân trước cầm tay lái, hai chân sau đạp lên chân ga và phanh. Hình ảnh này quả thực không hay ho tẹo nào. Mấy chuyện khác thì không nói làm gì, nếu như nó mà lái xe ra ngoài thì có thể dọa một đám người tè ra quần. Cảnh sát giao thông căn bản không dám chặn nó lại, ai mà dám lấy mạng ra ngăn cản một con chó lái xe chứ? Chán sống rồi à, lỡ bị đụng chết thì sao? Ai đền? Tóm lại là không được, đợi khi nào ngươi có thể ngưng tụ được yêu đan biến được thành hình người xong thì lại nói tới chuyện học lái xe này sau. Không thì khỏi bàn cãi gì nữa. Hoàng Sơn chân Quân nói chắc nịch. Hoàng Sơn ngu ngốc, Hoàng Sơn ngu ngốc, Hoàng Sơn ngu ngốc, x 23 lần. Đậu đậu bất mãn spam liên hồi. Hoàng Sơn chân Quân gửi một cái ai cần cười lạnh, còn quậy nữa thì ta sẽ đạp nick của ngươi ra khỏi nhóm cửu châu số một đấy. Cũng chặn luôn không cho ngươi vào nhóm nữa. Móng vuốt đang spam của đậu đậu dừng lại. Sau một lúc, nó ngửa đầu một góc 45 độ lên trời, trên gương mặt chó tràn ngập nỗi muộn phiền sen lẫn cô đơn. Tống Thư Hàng cho rằng đậu đậu đã chịu thua rồi. Chờ thấy đậu đậu thở dài, Hoàng Sơn ngu ngốc, người đây là ép đậu đậu ta phải dùng tới tuyệt chiêu mà. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy nó kép màn hình đoạn chat của nó với Hoàng Sơn chân quân lại, sau đó kéo danh sách bạn ra, ấn vào tên của một người. Lệ Chi Tiên Tử là một vị tiên tử rất xinh đẹp, thích chụp ảnh selfie. Sau đó, đậu đậu nhắn tin cho lệ chi tiên tử, lệ chi tỷ tỷ. Còn kèm theo một cái ai cần cười tâu. Ồ, là tiểu đậu đậu đấy à, sao hôm nay lại gửi tin riêng cho ta thế này? Lệ chi tiên tử gửi một cái ai cần cười ngọt ngào, rõ ràng cô cũng rất thích đậu đậu. Ừ, ta tới để mép đấy, Hoàng Sơn chân quân bắt nạt ta, ta tuổi thân quá. Đậu đậu gửi một cái ai cần khóc xong, sau đó, nó đưa cái ảnh chụp màn hình đoạn chat của nó với Hoàng Sơn Trân Quân cho Lệ Chi Tiên Tử xem. đậu đậu nó cắt ngay đoạn này đây. đậu đậu Đại Vương, ta muốn lái xe mà, người đồng ý nhé? năn nỉ mà, ô, oh, ngữ khí dịu ngoan thế. Hoàng Sơn Trân Quân, đừng lộn xộn nữa, ngươi là một con chó Bắc Kinh thôi, học lái xe kiểu gì? đậu đậu Đại Vương, chó Bắc Kinh thì sao hả? ta có móng vuốt có thể cầm vô lăng ta biến lớn hơn một chút thì cũng có thể đạp phanh, đạp chân ga được. Mấy hôm nay ta xem lý thuyết lái xe kỹ lắm rồi, luật giao thông ta cũng nhớ cả rồi, ta có thể làm được. Hoàng Sơn Trân Quân, miễn đi. Hoàng Sơn Trân Quân, còn quậy nữa thì ta sẽ đạp nít của ngươi ra khỏi nhóm cửu châu số một đấy. Cũng chặn luôn không cho ngươi vào nhóm nữa, kèm theo một cái ai cần cười lạnh. Đúng vậy, Đậu đậu nó đã xóa hết mấy dòng nó mắng Hoàng Sơn chân quân xối xả đi, chỉ để lại mấy đoạn Hoàng Sơn chân quân phũ với nó thôi. Lệ chi tiên tử lập tức gửi một cái ai cần tức giận. Sau đó, cô nhắn cho đậu đậu, Hoàng Sơn chân quân giỏi lắm, dám đối xử với ngươi như thế, đậu đậu ngươi chờ đó, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Nói xong, lệ chi tiên tử lập tức offline. Đậu đậu lại ngửa mặt lên nhìn trời 45 độ, vẻ mặt muộn phiền lại đắc ý, ây ra, oan oan tương báo khi nào mới dứt cần gì phải làm thế chứ tống thư hàng xem tới đây thì cảm giác hai mắt của mình sắp lọt tròng luôn đậu đậu lại thêm một lần phá vỡ giới hạn của định nghĩa thú cưng của tống thư hàng sau này mình tuyệt đối sẽ không nuôi yêu thú gì hết tống thư hàng thề lúc này trên đỉnh ma hầu phong của vô cực ma tông công tử hải đang tĩnh tỏa ở bên cạnh biển mây một tay chống cầm. ở trong mây chính năng đang múa kiếm Mồ hôi tuôn như suối, luyện tập kiếm pháp căn bản hết lần này tới lần khác, để tôi luyện thân thể của mình. Biển mây chợt quay cuồng, bản thể của An Chi Ma Quân bước ra từ bên trong biển mây. Tên cảnh mạch kia bị hốt rồi, sau khi An Chi Ma Quân hiện thân xong thì nói thẳng. Nghe thấy thế, vẻ mặt của công tử Hải cũng cứng đờ, ta nhớ là lần này cảnh mạch đi ra ngoài, sư phụ đã cho hắn một tờ bảo phù huyết độn đại pháp rồi mà đây chính là cực phẩm độn pháp có tiếng là có thể chạy thoát từ trong tay của chân quân lục phẩm mà, thế mà cảnh mạch vẫn không thể nào toàn thân chạy trốn sao. Hắn gặp phải kẻ thù cỡ nào thế này? Là chân quân lục phẩm đỉnh phong à? Hay là linh tôn thất phẩm? Chính năng ngừng luyện kiếm, lau khổ mồ hôi trên mặt, ngự kiếm bay tới gần An Chi Ma Quân là do cảnh mạch khinh địch, không có cơ hội dùng tới bảo phù huyết độn đại pháp trong tay. Hay là bị bắt lại? Lần này cảnh mạch không hề chủ quan, lần này để ứng phó với tên Tống Thư Hàng kia, hắn còn gọi thêm cả bạn của hắn là bán hồ đạo nhân theo cùng. Lúc đó, Tống Thư Hàng đang ở một mình, bên cạnh không có vị tu sĩ tiền bối nào cả, cũng là cơ hội tốt cho hắn đối phó với Tống Thư Hàn. An Chi Ma Quân cảm thán. Bán hồ đạo nhân là tên tán tu nổi tiếng kia à, cái hồ lô trong tay hắn cũng phiền toái lắm đấy. Chính năng nhíu mày nói, hắn ở tiên nông tông, từng nghe qua danh tiếng của bán hồ đạo nhân này. Thực lực của bán hồ đạo nhân này cũng thường thôi, nhưng nhờ vào cái hồ lô kia mà có thể khiến cho hắn vào hàng đứng đầu trong số tu sĩ tứ phẩm. Tên bán hồ đạo nhân mà ngay cả chúng ta cũng cảm thấy phiền toái này lại bị Tống Thư hàng dùng một món pháp bảo trực tiếp chém chết, thi thể cũng không biết bị kéo bay tới phương trời nào. An Chi Ma Quân nhớ tới cảnh tượng mà phân thân của mình nhìn thấy xong mà còn thấy sợ hãi. Phân thân của hắn thậm chí không thấy rõ Tống thư hàng đã dùng pháp bảo gì, chỉ thấy có một luồng sáng lóe lên, tốc độ cực nhanh. Sau đó, Bán Hồ đạo nhân đã ngủm. An Chi Ma Quân thử tưởng tượng, nếu mình mà thành Bán Hồ đạo nhân thì hắn cũng không dám nắm chắc là mình có thể toàn mạng dưới pháp khí nọ. Công tử Hải nheo mắt lại, đoán ta nghĩ pháp khí kia chắc là không thể dùng nhiều lần đâu. Bằng không thì cảnh mạch nhất định sẽ dùng huyết độn đại pháp bỏ chạy trước tiên mà Tống Thư Hàng chỉ là một tu sĩ nhất phẩm, phản ứng không nhanh, nhất định không bắt được hắn. Đúng vậy, sau khi Tống Thư Hàng dùng pháp bảo xong thì không còn sức cản được hắn nữa. Lĩnh hai kiếm của cảnh mạch, thiếu chút nữa đã bỏ mạng dưới một kiếm của cảnh mạch. Bất quá cảnh mạch lại không ngờ trên người Tống Thư Hàng vẫn còn một độn pháp thần ký, lúc thi triển ra thì có tốc độ cực nhanh. Ngay cả cảnh mạch cũng phải dốc hết sức mới có thể đuổi kịp độn quang kia. Tốc độ phân thân của ta không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn bọn họ rời khỏi. An Chi Ma Quân cảm thán. Chính năng gật đầu nói thêm, Tống Thư Hàng làm bạn với rất nhiều tu sĩ tiền bối, trên người có vài loại độn pháp cũng chẳng lạ gì. Đầu óc của cảnh mạch này không được nhanh nhạy cho nên mới không phòng trước. Chuyện về sau ta cũng không rõ lắm, nhưng sau đó không lâu, ta nhận được một tin xác thật là Tô Thị A Thất đã bắt sống được cảnh mạch, đưa trở về bản bộ của thiên hà Tô Thị. Khóe miệng của An Chi Ma Quân co giật. Thiên Hà Tô thị là một thế gia khổng lồ không hề thua kém Vô Cực Ma Tông, hơn nữa bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Sau khi Cảnh Mạch bị bắt về đó e là sẽ phải phun ra rất nhiều tin tức về Vô Cực Ma Tông. Công tử Hải vỗ nhẹ lên đùi mình, đáp: "Không sao cả, chuyện mà Cảnh Mạch biết cũng chẳng bao nhiêu. Thiên Hà Tô thị cũng không lấy được bao nhiêu tin tức đâu. Ngoài ra, ta đã đi liên hệ với thành viên phận bộ thuộc về Cảnh Mạch rồi, báo cho bọn họ biết mà mau rút lui, tránh cho bị Thiên Hà Tô thị trả thù." Thực lực của A Thất Huynh có thể nói là đứng đầu trong ngũ phẩm, không phân bộ nào có thể gánh nổi lửa giận của hắn. Sớm biết như thế thì ngươi không nên chọn Tô Thị A Thất mới đúng. An Chi Ma Quân cười nói. Không, ta lại cảm thấy may mắn vì mình đã chọn A Thất Huynh làm mục tiêu. Hắn sẽ trở thành nguồn động lực thôi thúc lớn nhất trên con đường tu đạo của ta, giữa ta và hắn, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Có áp lực nhường ấy, ta mới có thể phát triển nhanh hơn. Công tử Hải cười nói, hắn đứng dậy, nhảy vào trong biển mây, đi đến trận pháp liên lạc với thế giới bên ngoài của vô cực ma tông. Kẻ điên, ăn chi ma quân lẩm bẩm. Hai giờ sau, bạch tiền bối, phụt 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 phụt. Ở bên cạnh hắn là ba hộp dương mai, hộp mà tống thư hàng mang về đã bị hắn ăn hết sạch từ lâu. Trong lúc đó, hắn còn ngự kiếm phi hành bay đến khu La Tín ở Giang Nam để mua bốn hộp dương mai to thật to mang về. Bạch tôn giả đứng dậy, nói với Tống Thư Hàng, phi kiếm sắp tới rồi, đi theo ta nhận phi kiếm thôi. Được, Tống Thư Hàng đứng phát dậy. Công pháp phụ trợ của Kim Cương căn bản quyền phá bất động Kim Cương thân. Nghe tên thôi cũng biết là công pháp vào hàng châu bò rồi. Bất quá, đây là công pháp phụ trợ có thể giúp hắn cường hóa thân thể mạnh hơn, đẩy nhanh tốc độ đả thông khiếu huyệt nhất phẩm, là công pháp mà hắn cần có nhất hiện nay. Bạch tôn giả dơ một ngón tay lên trời, trên ngón tay có ánh sáng trắng lóe lên. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen, lao vút về phía Bạch Tôn Giả. Dường như Tống thư hàng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết loáng thoáng đâu đó. Tần suất của tiếng kêu thảm này mới quen tai làm sao. Chương 210, bế quan lâu quá bị trí thì làm sao? Tam Nhật sư huynh chỉ nói muốn gửi một cái USB chứa công pháp phụ trợ, bất động kim cương thân, tới đây thôi, chẳng lẽ còn gửi cả người đến luôn à? Chắc là không đâu nhỉ khi Tống Thư Hàng nghĩ thế thì tiểu phi kiếm màu đen đã tới càng lúc càng gần. Và, trên kiếm đúng là có người thật. Đó là một nhóc đầu chọc khoảng 8 tuổi, đang kêu gào thảm thiết với tiết tấu y xì Tống Thư Hàng hôm nào. Nhóc đầu chọc mẫm ngùm ngụp, mặt tròn xoe, mắt to long lanh nhìn rất đáng yêu, dễ thương đến mức khiến cho người ta nhìn thấy đều chỉ hận không thể cắn cho một cái vào má nó. Thế nhưng lúc này thì bé sư con lại đang nước mắt nước mũi ròng ròng, bởi vì tốc độ của phi kiếm nhanh quá nên nước mũi và nước miếng của nó đều bay ngược về phía sau, cái mặt nhỏ sinh sợ hãi trắng bệch ra. Lần trước khi Bạch Tiền Bối đưa Tống Thư Hàng đi thì dùng phi kiếm tạo ra độn quang, khiến cho Tống Thư Hàng có thể dính chặt vào phi kiếm. Còn thanh kiếm dưới chân bé Nhóc Sư con này thì không có độn quang, chỉ đơn giản là pháp thuật phi kiếm truyền thư mà thôi. Nhóc Sư con dùng cả người bấu chặt lấy phi kiếm mới không ngã xuống. May mà chiếc áo cà sa trên người nó không rõ làm bằng vật liệu gì, giúp cho nó bám chặt thanh kiếm mà vẫn không bị phi kiếm sắc ngọt gây thương tích, mới bảo vệ được nó khỏi cảnh bị cắt thành hai nửa. Điểm duy nhất hơn hẳn tống thư hàng chính là kiểu tóc của nhóc sư con sẽ không bị biến thành đầu trổi xể hoặc đầu nổ bom, bởi vì nó làm gì có tóc. Bạch tiền bối, có phải mắt ta gần đây không tốt lắm không nhỉ? Sao ta lại thấy trên phi kiếm hình như có một nhóc sư con? Tống thư hàng quay đầu lại hỏi bạch tiền bối. Ừm, có sư con thật đấy. Bạch tiền bối bình thản đáp. Quát, đúng là có sư con thật à. Sao tam nhật sư huynh bảo chỉ gửi USB đến thôi. Đưa cả nhóc sư con kia đến theo là thế nào ta. Tống thư hàng xoa xoa cầm rồi đột nhiên sáng mắt lên. Hỏi tiếp, bạch tiền bối, chẳng lẽ nhóc sư con kia là kiếm linh à? Không, người nghĩ nhiều rồi. Bạch tiền bối tiếp tục bình thản đáp, kia chỉ là một nhóc sư con nhất phẩm bình thường, vừa mới hoàn thành cơ bản khai khiếu mà thôi da đầu tống thư hàng tê dần lên, tiềm thức nói cho hắn biết thứ đang tới có khả năng là một mối phiền phức to đùng. Vèo, phi kiếm dừng lại trước mặt bạch tôn giả, vững vàng dừng lại giữa không chung. Suốt cuộc nhóc sư con cũng dừng kêu thảm thiết. Một lát sau, nó lau sạch nước mắt nước mũi, nhấc hai cái chân run rẩy muốn đứng lên khỏi phi kiếm, thế nhưng chân mềm nhũn cả ra, nó thử mấy lần vẫn không nổi. Chào hai vị thí chủ, nhóc sư con nằm sấp trên kiếm, hai tay chắp lại, Vẻ mặt nghiêm túc, hành lễ đâu ra đó. Sau đó nó máy móc quay đầu sang nhìn Tống thư hàng. "Thí chủ có thể giúp tiểu hòa thượng một chút không? Chân tê quá, ta không xuống được." Tống thư hàng gượng cười. Hắn đang định đi đón nhóc sư con thì Bạch Tôn giả lại đột nhiên suy tư gì nghiêm túc lắm. Sau đó Bạch Tôn giả bắt quyết, nói rằng: "Thư hàng, rất có khả năng là tiểu tử Tam Nhật kia gửi nhầm đồ rồi, ta thấy chúng ta nên gửi phi kiếm và nhóc sư con này về thì hơn." À vâng, thế cũng đúng. Tống Thư Hàng gật đầu, nhưng mà tiền bối có thể thôi động được thanh phi kiếm này sao? Dược sư lúc trước không thể thôi động được phi kiếm của thông huyền đại sư, phải nhờ Tống Thư Hàng giúp chuyển phát nhanh về cho đại sư đấy. Bạch Tôn giả nói, yên tâm, lần này thông huyền hòa thượng mở cấm chế trên phi kiếm rồi. Tam Nhật là đệ tử hắn mà còn có thể sử dụng, ta có thể phát xạ phi kiếm này, chỉ cần rót linh lực vào là phóng nó đi được thôi. Đừng mà, đừng mà tiểu hòa thượng chết mất không thể duy trì được dáng vẻ nghiêm túc nữa nhóc sư con hét ầm lên đồng thời nó nhanh chóng tháo một chiếc usb xuống từ chuôi kiếm chắc chắn ngươi là tống thư hàng sư huynh phải không đây là đồ tam nhật sư huynh gửi cho ngươi bên trong có công pháp phụ trợ bất động kim cương thân đấy tiểu hòa thượng không nói dối đâu người mở ra xem thì biết ngay tống thư hàng nhận lấy usb đưa cho bạch tiền bối bạch tiền bối vươn tay nhận lấy Nhìn một lát rồi bảo. Ừm, um, USB không có vấn đề gì, chính là nó, chút nữa ta sẽ liên hệ với Tam Nhật, bảo hắn gửi cách giải cấm chế trên USB qua đây. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Thư Hàng sư huynh, bây giờ huynh đỡ ta xuống được chưa? Nhóc sư còn dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Tống Thư Hàng rồi chắp tay cầu khẩn. Ờ, ngươi là, Tống Thư Hàng hỏi nó. Ta tên là Tiểu Quả Quả, năm nay 6 tuổi là đệ tử chân truyền thứ 78 của thông huyền phương trượng. Nhóc sư con làm vẻ nghiêm trang, thế nhưng ánh mắt vẫn không nén nổi sự đắc ý, trước đây không lâu ta mới hoàn thành cơ bản, chờ sau khi tấn chức nhị phẩm là ta có thể có được pháp danh của chính mình rồi. Ta lợi hại lắm đó. Nhóc mập này thế mà mới có 6 tuổi, thế mà nhìn thì giống như là đã 8 tuổi rồi. Người lén chạy ra ngoài hả? Tống Thư Hàng hỏi. Sắc mặt của nhóc sư con liền thay đổi, một lát sau, nó cắn răng, mặt xoắn tít không phải ta đúng rồi ta nhờ tam nhật sư huynh đưa tới đây đấy nói xong nó chắp tay niệm phật không ngừng à tống thư hàng gật đầu sau đó tống thư hàng lấy điện thoại ra gọi cho tam nhật sư huynh tiểu quả quả tinh mắt liếc ngay thấy người được gọi trong màn hình sắc mặt tức thì trắng bệch xin lỗi tống thư hàng sư huynh tiểu hòa thượng lén chạy ra ngoài đấy xin huynh tuyệt đối đừng gọi cho tam nhật sư huynh của ta mà bạch tiền bối đứng bên cạnh lạnh nhạt nói người xuất gia không được nói dối người phạm giới rồi tiểu quả quả lại xanh mét mặt quả nhiên vẫn nên đưa về thôi bạch tiền bối lại bắt kiếm quyết tiểu quả quả sốt ruột hô lên đừng mà chết người đó tiểu hòa thượng chạy tới đây đã mềm nhún cả tay chân rồi nếu lại trèo lên phi kiếm chuyển thư đi nữa thì chắc chắn sẽ ngã xuống giữa đường ta không muốn đi sang tây thiên cực lạc sớm như thế đâu yên tâm đi Bạch Tiền Bối nghe nói thế thì lập tức tràn ngập tự tin. Ta có thể đưa ngươi về bằng phương pháp phi kiếm truyền nhân. Độn quang sẽ dán chặt ngươi trên phi kiếm, không ngã đâu. Phương pháp này hay lắm, thư hàng cũng thử rồi mà. Nhỉ, thư hàng. Tống thư hàng cười gượng gật đầu. Ha ha, đúng vậy, cam đoan an toàn, hơn nữa tốc độ cũng nhanh lắm. Tốc độ nhanh lắm á? Nhóc sư con nghe thấy câu này thì sắc mặt xám ngoét. Ha ha đùa nhóc thôi tống thư hàng cười nói rồi vươn tay ôm nhóc sư con bế nó xuống khỏi phi kiếm đúng lúc này di động của hắn đổ chuông tống thư hàng lấy điện thoại ra nhìn thì thấy chính là tam nhật sư huynh gọi tới hắn nhấc máy thư hàng sư đệ đấy à nhận được phi kiếm truyền thư chưa giọng nói của tam nhật sư huynh vang lên tống thư hàng nhìn nhóc sư con đang đứng thẳng chắp tay bên cạnh mình cười nói vừa nhận được ạ à, sư huynh người có thấy một nhóc hòa thượng mập ú trên phi kiếm không? Một thằng nhóc nghịch như quỷ ấy, trong giọng nói của Tam Nhật Sư Huynh đầy vẻ lo lắng. Có đấy, tên là Tiểu Quả Quả đúng không? Tống Thư Hàng đáp. Tam Nhật Sư Huynh ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Thằng danh con chết tiệt, dám chạy ra ngoài theo phi kiếm truyền thư của ta thật. Thế mà nó cũng nghĩ ra được. Sau đó Tam Nhật Sư Huynh nói sơ những chuyện đã xảy ra với Tống Thư Hàng. Ba năm trước, nhóc sư con tiểu quả quả được thông huyền đại sư đưa về chùa nhận làm đệ tử nghe nói nó là đời sau của một người bạn cũ của đại sư theo quy tắc của thiên nhai vân du tự thì đệ tử chưa tấn chức tới tam phẩm hậu thiên sẽ không được ra khỏi chùa thế mà thằng danh con này gan to hơn trời dám đeo phù bảo ẩn thân treo mình lên hát thiết phi kiếm chẳng trách chú tiểu lấy kiếm lúc đó lại thắc mắc sao phi kiếm lại nặng như thế hóa ra là lúc đó nhóc sư con kia đã ẩn thân trên phi kiếm rồi sau đó tam nhật sư huynh phi kiếm truyền thư đi nhóc sư con này trốn theo phi kiếm bay thẳng tới chỗ tống thư hàng tống thư hàng không khỏi ngó nhóc sư con kỹ thêm một tí thằng nhóc cứ thế chắp tay đứng nghiêm chỉnh bên cạnh hắn nhìn kiểu gì cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời người lớn nói một thì sẽ không làm hai chẳng ai ngờ nó lại dám làm cái việc như treo mình lên phi kiếm để quá giang trốn ra khỏi thiên nhai vân du tự xin nhờ thư hàng tiểu hữu trông nom nó giúp ta mấy hôm tối đa một tuần nữa sẽ có sư đệ tới khu giang nam đón tiểu sư đệ của ta về. Tam Nhật Sư Huynh cảm thán. Thực ra chính Tam Nhật Sư Huynh cũng có thể ngự kiếm phi hành tới đón nhóc sư con này về. Thế nhưng nhìn thấy nó vất vả mãi mới trốn được ra ngoài thì hắn mềm lòng lắm. Thôi thì cứ để nó chơi ở bên ngoài mấy hôm đi, dù sao thì bên cạnh thư hàng tiểu hữu có bạch tiền bối, cũng rất an toàn mà. Trông nó mấy ngày thì không vấn đề gì, thế nhưng mấy ngày nữa ta sẽ về nhà một chuyến giờ đang trong kỳ nghỉ hè, nếu trong 2-3 hôm tới mà chưa tới dẫn nó về được thì phiền vị sư huynh kia tới nhà ta đón nó nhé. Tống Thư Hàng bổ sung. Được, không thành vấn đề, Tam Nhật sư huynh nói. Ừm, cứ quyết định thế đi, khi Tống Thư Hàng chuẩn bị gác máy thì Bạch Tôn giả lại bảo hắn đưa điện thoại cho mình. Nhận điện thoại, Bạch Tiền bối hỏi ngay. Tam Nhật, nói cho ta cách giải cấm chế của USB đã. Dạ, tiền bối. Tam Nhật Sư Huynh bắt đầu nói cách giải phong ấn cho Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàng quay sang nhóc Sư Con Tiểu Quả Quả. Thư Hàng Sư Huynh, ta đã gây phiền toái cho Huynh rồi. Tiểu Quả Quả chắp tay khom lưng hành lễ. Ha ha, Tống Thư Hàng đột nhiên ra tay như chớp, túm lấy hai má phúng phính của nhóc Sư Con mà kéo ra hai bên. Từ giây đầu tiên khi nhìn thấy nhóc thì hắn đã muốn làm như thế rồi. Vẻ mặt nghiêm trang lại không dám phản kháng của nhóc đáng yêu đáo để. Này nhóc, người trốn từ thiên nhai vân du tự ra đây chỉ là để đi chơi thôi à? Tống Thư Hàng hỏi, tiểu hòa thượng không phải là người ham chơi, quả quả nghiêm túc đáp. Thế vì sao ngươi lại phải vất vả trốn ra đây? Tống Thư Hàng hiếu kỳ. Nhóc sư con xoắn suýt một hồi mới cắn răng nói. Nếu Thư Hàng sư huynh thể không nói cho người khác biết thì ta sẽ nói nguyên nhân cho. Được thôi, ta kín miệng lắm. Tống Thư Hàng nói đầy đứng đắn thậm chí hắn còn phối hợp thề độc với nhóc sư con. Bấy giờ, nhóc ta mới nói nhỏ. Thực ra hai năm nay ta phải ngồi thiền luyện công lâu lắm, có lúc còn phải bế quan tu luyện trên khối băng hay nham thạch nóng bỏng nữa cơ, chẳng biết bị trĩ từ bao giờ ấy. Ta nghe nói bên ngoài có phẫu thuật trĩ, nên muốn lén chạy ra để đi phẫu thuật ấy mà. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 210